Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 126. Siêu Quang giận dữ, ánh mắt biến ảo, nhớ tới trước lúc xuất hành lão đại đã phân phó cho nên cố nén sự tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, giao ra 5, 0, 10 thành thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Nếu như không giao ra thì ngươi đừng mong trở về. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt thoáng biển đổi, xem ra Thất Sát Môn tới đây là thăm dò nông cạn. Vài trăm người đi tới phân đà Phi Linh Môn, hắn mỉm cười nói. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đem cả Phi Linh Môn cho ngươi. Thế nhưng nếu ngươi thua thì Thất Sát Môn phải đem cho Phi Linh Môn ta 10 thành. Bằng không thì ngươi cút cho ta, đổi nhân vật khác có thể quyết định tới nói chuyện với ta. Nghe vậy từng đạo ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào người Lục Lâm Thiên, mà ngay cả một ít đệ tử Phi Linh Môn cũng rất là kinh ngạc. Người kia chính là Diêu Quang của Thất Sát Môn A, vừa rồi ngay cả Bạch Kinh Đường cũng không phải là đối thủ, trưởng môn cũng quá mạnh miệng A. Mấy trăm người của Thất Sát Môn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn Diêu Quang, không biết vị Diêu Quang trưởng lão này sẽ quyết định như thế nào. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, quanh thân Lục Lâm Thiên ầm ầm run lên, nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức thông thiên cảnh sơ giai trong chốc lát bộc phát, không chút giữ lại nào. Dưới cỗ khí thế kinh người này, mọi người chung quanh đều bị uy áp, nguyên lực trong cơ thể đình trệ, linh hồn run rẩy, không thể không lùi về phía sau. Thì ra là thông thiên cảnh sơ giai. Lúc này Diêu Quang còn có thể có lựa chọn nào khác nữa, hắn vô cùng giận dữ, đã lâu rồi hắn chưa từng bị người khác không đặt vào trong mắt như vậy, lại còn dám nhục mạ hắn. Hắn cũng nghe nói trưởng môn của Phi Linh Môn cũng không có gì đặc biệt. Bằng không lần trước cũng không có lời đồn đồng quy vu tận với cương hỏa của liệt hỏa môn. Mà lúc này khi Diêu Quang biết rõ tu vi của đối phương, chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, hắn cần gì phải sợ, khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ lên, quát với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử hung hăng càn quấy, cứ quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi thắng ta, lão tử cho ngươi 10 thành. Hiện tại lão tử sẽ giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Tiếng quát vừa dứt. Nguyên lực quanh thân Diêu Quang run run, bên trên y phục màu đỏ có hỏa diễm giống như thực chất lan tràn ra. Khuôn mặt lạnh lẽo, bàn chân đạp mạnh hư không, hỏa diễm bao phủ thân thể lao thẳng về phía trước. Nguyên lực thuộc tính hỏa phô thiên cái địa lập tức tạo thành một biển lửa trên không trung. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhảy lên, thân thể không có một chút nhúc nhích nào, thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ biến thành màu vàng. Diêu Quang không hổ là người có tu vi thông thiên cảnh trung giai. Vừa mới động đã xuất hiện ở trước người Lục Lâm Thiên. Cánh tay mạnh mẽ vung lên, nguyên lực thuộc tính hỏa dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong thiên địa, không ngừng cuồn cuộn kéo tới, trong thoáng chốc hội tụ tạo thành một thủ ấn bằng hỏa diễm trên không trung. Một cỗ uy áp khiến cho linh hồn nóng bỏng lan tràn ra chung quanh. Liệt diễm sát ấn. Siêu Quang lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn bằng hỏa diễm nhanh như chớp xé rách không gian mang theo thanh âm bạo liệt, không gian bị thiêu đốt. Vết nứt không gian ven đường lan tràn. Cả không trung hung hăng run rẩy. Vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, rõ ràng Diêu Quang này muốn một chiêu giải quyết Lục Lâm Thiên, thủ ấn bằng hỏa diễm giống như mặt trời mọc lên từ phía đông, nhiệt độ kéo lên khiến cho không trung sôi trào, cuồn cuộn, một cỗ kình khí nóng bỏng lập tức hóa thành một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Dưới cỗ uy thế kinh người này, tất cả mọi người căn bản không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhanh lùi lại. Nhiệt độ khơn gờ bê ú này khiến cho linh hồn mọi người phỏng rát, toàn thân run rẩy. Giờ phút này kể cả là Bạch Kinh Đường cùng với Vấn Thân Mạc, cơ hồ tất cả đều hoảng sợ vì thanh thế khủng bố của Diêu Quang, đồng thời không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vẫn chắp tay mà đứng, kình phong lan tràn khiến cho áo bào xanh trên người tung bay, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, nhìn qua có chút lẫm liệt. Nhìn đạo thủ ấn bằng hỏa diễm trong chốc lát đánh tới trước người mình. Trong đôi mắt đã chuyển thành màu vàng của Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm, quang mang màu vàng phô thiên cái địa tuôn ra. Ầm ầm. Ngay khi Diêu Quang thúc giục thủ ấn bằng hỏa diễm đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, cả không gian trong chớp mắt ầm ầm run lên. Cuồng phong rít gào, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời. Quang mang rực rỡ, một cỗ khí tức sắc bén lập tức lan tràn ra. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, ngạc nhiên. Lúc này vô số người vây xem chung quanh ở trong thành song phong phía dưới đều ngẩng đầu nhìn lên động tĩnh cực lớn trên không trung.
Khí tức sắc bén này khiến cho toàn thân mọi người run rẩy, linh hồn cũng bị run rẩy, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Trên không trung, quang mang màu vàng bao phủ thiên địa, Lục Lâm Thiên lập tức thúc dục lao ngục thời không thuộc tính kim, quang mang màu vàng rực rỡ lan tràn ra chung quanh. Lao ngục thời không thuộc tính kim lập tức bao phủ diêu quang, dưới uy năng của các loại áo nghĩa thời gian, không gian, thân thể diêu quang trong lao ngục thời không thuộc tính kim trong nháy mắt bị ngăn cản, không gian chung quanh thân thể cứng lại. Một cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo lan trà, thủ ấn bằng hỏa diễm trực tiếp phai nhạt. Siêu! Giờ phút này Lục Lâm Thiên có động tĩnh, thân thể dùng tốc độ không thể tưởng tượng được biến hóa nhanh chóng, trực tiếp vỗ về phía lao ngục thời không thuộc tính kim trước mặt. Không gian trong lao ngục thời không thuộc tính kim có một đạo thủ ấn bằng kim quang rực rỡ đột nhiên phá không xuất hiện. Thủ ấn màu vàng cực lớn giống như mặt trời rạng rỡ, thế nhưng khí tức lại vô cùng sắc bén, lạnh lẽo. Oanh! Thủ ấn màu vàng chụp xuống, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, khó có thể khôi phục, không gian ven đường trực tiếp hiện lên hư không đen kịt. Khí tức sắc bén lạnh lẽo kinh người khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Đạo thủ ấn màu vàng này lập tức đánh vào người Diêu Quang đang kinh hãi, hai mắt không thể tin nổi. Không gian cứng lại, giờ phút này Diêu Quang căn bản vô lực thoát khỏi trói buộc, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn có tu vi thông thiên cảnh trung giai thế nhưng lúc này ở trước mặt tiểu tử có tu vi thông thiên cảnh sơ giai lại bị áp chế, giống như không có sức hoàn thủ vậy. Lúc này Diêu Quang làm sao có thể biết được, khi Lục Lâm Thiên còn là ngộ chân cảnh cao giai đã có thể đánh tới bất phân thắng bại với cương hỏa của liệt hỏa môn. Cuối cùng còn có thể thôn vệ cương hỏa. Mà thực lực của cương hỏa kia so với hắn không kém là bao. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên là thông thiên cảnh, tiến bộ trọn vẹn một đại cảnh giới, tăng thêm lĩnh ngộ cũng có tăng lên, cho nên thực lực không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Siêu Quang muốn lập uy cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực, mà Lục Lâm Thiên hiện tại cũng muốn lập uy cho Phi Linh Môn. Cho nên vừa ra tay cũng dùng toàn lực, ngay cả lao ngục thời không hắn cũng toàn lực ra tay. Không có một chút lưu tình nào. Phụt, đạo thủ ấn màu vàng giống như mặt trời của Lục Lâm Thiên đánh xuống, Diêu Quang căn bản không kiên trì được bao lâu mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thủ ấn màu vàng dễ dàng phá hủy không gian đánh xuống. Hung hăng nện thân thể hắn xuống con sông uốn lượn phía dưới không trung. Phanh phanh, dưới mặt nước giống như đột nhiên có mấy trăm quả bom nổ tung, sơn băng địa liệt, nước bắn tứ tung. Mặt đất rung chuyển tạo thành sóng lớn giống như biển gầm khuếch tán ra chung quanh. Trong vòng phạm vi mấy trăm dặm giống như đột nhiên có một cơn mưa to, xen lẫn năng lượng cuồng bạo cùng với một cỗ chấn động giống như thực chất. Con sông lớn dưới thủ ấn màu vàng này trực tiếp nứt gãy, nước chảy ra hai bên chung quanh, mãi một lúc lâu chưa nối liền lại được. Không gian chung quanh to lớn lúc này dưới năng lượng va chạm đáng sợ trở nên vặn vẹo, hiện ra năm vết nứt không gian đen kịt thật sâu. Vết nứt không ngừng lan tràn ra chung quanh. Thực lực thật mạnh. Dưới uy năng khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt này, đám người vây xem chung quanh lần nữa lùi lại không ít, dưới cỗ uy năng khủng bố này tất cả mọi người run rẩy. Đám người Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc cùng với đệ tử Phi Linh Môn và Thất Sát Môn nhìn nhau, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thân thể nhanh chóng nhảy vào trong năm cái khe phía dưới không trung. Bắt một đạo thân ảnh đang suy yếu vào trong tay. Trên không trung, Lục Lâm Thiên lần nữa lăng không mà đứng, tay nắm diêu quang, cả không trung gió nổi mây phun, khí tức sắc bén lạnh lẽo bắt đầu khởi động, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run động. Giống như toàn thân Lục Lâm Thiên tràn ngập uy áp vô tận vậy. Mà lúc này trong miệng diêu quang phun ra máu tươi, thân thể tràn ngập máu tươi, khóe miệng có vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân bị cấm chế, trong mắt hiện lên sự rung động và hoảng sợ. Siêu quang bị một cái tát đánh bay a. Siêu quang của Thất Sát Môn không ngờ lại không chịu nổi một kích. Một cái tát đánh bay thông thiên cảnh trung giai, trưởng môn uy vũ. Trong lúc đám người vây xem chung quanh thất thần, sau khi đệ tử Phi Linh Môn rung động, trong lòng lập tức mừng rỡ, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Lục Lâm Thiên nắm diêu quang trong tay. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy trăm người của Thất Sát Môn chung quanh, nói. Tất cả các ngươi để lại nhẫn chữ vật trên người, còn có cả linh khí nữa. Nếu không giết không tha. Dứt lời, Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Vấn Thân Mạc và Bạch Kinh Đường. Hai vị phó đường chủ, dẫn người đi doạt lại, có người phản kháng giết không tha. Vâng,
Bạch Kinh Đường và Vấn Thân Mạc lúc này triệt để hồi phục tinh thần, tiếp đó phất tay dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn như lang như sói phóng về phía mấy trăm người Thất Sát Môn. Đệ tử Thất Sát Môn quả thực không dám chạy trốn, Diêu Quang trưởng lão rơi vào trong tay đối phương, nếu như bọn họ trốn trở về cũng chỉ có chết mà thôi. Huống chi có Lục Lâm Thiên uy hiếp, cho nên lúc này bọn họ đâu dám trốn chạy. Giao bổn mạng linh khí ra đây. Không giao ra đúng không? Có phải ngươi muốn chết hay không? Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc và những người khác mang theo đệ tử Phi Linh Môn đoạt đồ vật trên người của đám đệ tử Thất Sát Môn. Lúc này đệ tử Thất Sát Môn cũng không dám phản kháng, tuy rằng trong lòng giận dữ không thôi, thế nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc trở mắt đem nhẫn chữ vật trên tay giao cho đệ tử Phi Linh Môn. Mà ngay cả linh khí trong cơ thể cũng bị thu lấy. Những đệ tử có linh khí bổng mạng trong đám đệ tử Thất Sát Môn thì càng nhỏ máu. Diêu Quang bị Lục Lâm Thiên bắt, nhìn thấy mấy trăm người mình mang tới ở trước mặt chúng đệ tử Phi Linh Môn giống như con gà chờ làm thịt, ánh mắt hắn biến đổi, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, lớn tiếng nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nhìn đệ tử Phi Linh Môn đã thu thập chiến lợi phẩm gần hết, Lục Lâm Thiên phất tay ném Diêu Quang cho đám đệ tử Thất Sát Môn. Đương nhiên nhẫn chữ vật trên người hắn ta Lục Lâm Thiên cũng đã sớm đoạt. Trong hàng đệ tử Thất Sát Môn, mấy đệ tử ngộ chân cảnh lập tức tiếp lấy thân thể tràn ngập máu tươi của Diêu Quang, chỉ là cấm chế Lục Lâm Thiên bố trí trên người Diêu Quang bọn họ không có cách nào phá giải. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, nói. Diêu Quang, ngày hôm nay ta không giết ngươi, chuẩn bị 10 thành cho tốt. Một tháng sau, ta sẽ tới Thất Sát Môn lấy, còn bây giờ thì cút đi. Diêu Quang được đệ tử dìu lấy, nhìn Lục Lâm Thiên một cái, mặt mũi xám xịt không dám nói lời nào, làn này xem như hắn nhặt về được một cái mạng. Siêu siêu. Chúng đệ tử Thất Sát Môn khi tới hung hăng càn quấy vô cùng, thế nhưng lúc này lại chật vật không thôi. Bạch Kinh Đường đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên, nói. Trưởng môn, sao người lại thả hổ về rừng? Sao không giết Diêu Quang kia? Diêu Quang không đủ tạo thành uy hiếp, cần gì phải gấp gáp trước mắt như vậy? Không nghe thấy trưởng môn nói hay sao? Một tháng sau đi tới Thất Sát Môn, khi đó mới là lúc tính sổ. Vấn Thân Mạc lên tiếng, thân ảnh cũng đi tới bên người Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, vừa rồi người thả Diêu Quang này rất đúng, thực lực của Thất Sát Môn rất mạnh, không dưới Liệt Hỏa Môn, đặc biệt là Thất Sát kia, có thể tạo thành Thất Tinh Thiên Sát trận, uy lực rất khủng bố, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà không có mấy người trong thị hoang thế giới này dám trêu vào Thất Sát Môn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, lập tức mỉm cười nói với Bạch Kinh Đường. Đem đệ tử vẫn lạc an táng cho tốt, một tháng sau theo ta tới Thất Sát Môn. Sắc trời dần tối, Lục Lâm Thiên cũng không còn thời trở về Huyết Sát Thâm Uyên mà trực tiếp ở lại trong thành song phong một đêm, cũng thuận tiện thăm dò một ít tình huống chung cơ nơ. Vào đêm, cả thành song phong đèn đuốc sáng trưng, trận chiến ban ngày đã trở thành chủ đề trong các tử quán, trà lâu trong thành. Cảnh tượng trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn dùng một cái tát đánh bay Diêu Quang của Thất Sát Môn được miêu tả vô cùng sinh động, truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành. Đệ tử Phi Linh Môn trong thành song phong vẫn còn chìm đắm trong sự hưng phấn và kích động, trưởng môn dùng một cái tát đánh bay Diêu Quang của Thất Sát Môn khiến cho lòng người phấn chấn không thôi. Hôm sau Lục Lâm Thiên cùng với Vấn Thân Mạc trở lại Huyết Sát Thâm Uyên. Bạch Kinh Đường bị thương ở lại thành song phong cũng vô dụng cho nên tối hôm qua Lục Lâm Thiên đã để CSOON vào trong thiên trụ giới chữa thương. Trở lại Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên tự nhiên không muốn đi gặp ma linh yêu nữ kia, thế nhưng không ngờ ma linh yêu nữ lại bế quan, nói là muốn bế quan một thời gian ngắn. Lục Lâm Thiên suy đoán có lẽ ma linh yêu nữ muốn bế quan là có liên quan tới vô ảnh phệ tủy độc thư, vô ảnh phệ tủy độc thư này chính là mệnh căn của ma linh yêu nữ. Bằng không nàng ta cũng sẽ không vì vô ảnh phệ tủy độc thư mà đuổi tới thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên lập tức gọi Phạm Thống cùng với bản xấu hòa thượng, Viêm Hỏa, Đồng Thất, Thạch Ngọc Đồ tới. Để cho Thạch Ngọc Đồ đi tới thành song phong, Viêm Hỏa và Đồng Thất gần đây lại bận rộn thành lập vũ đường. Phi Linh Môn không ngừng khuếch trương, phó đường chủ Kim Đường như Phạm Thống mỗi một ngày đều vô cùng vất vả, làm vô số việc lặt vặt. Hai người bản xấu hòa thượng phụ trách hình đường. Hình đường phụ trách hình pháp bên trong và bên ngoài Phi Linh Môn. Phi Linh Môn mỗi ngày đều có tân đệ tử, cho nên hình đường cũng có không ít chuyện. Sau khi dặn dò một ít chuyện, ma linh yêu nữ bế quy na, Lục Lâm Thiên tiếp tục mang theo Vấn Thân Mạc và đệ tử linh đường tiến vào trong thiên trụ giới.
đám tài liệu luyện khí chồng chất như núi cũng được chút xuống tầng thứ nhất thiên trụ giới. Vấn Thân Mạc cũng không có sốt ruột, trước tiên phục dụng huyết linh cửu chuyển bạch diệp cũng vô cùng quan trọng, thực lực càng cao, linh hồn lực càng mạnh mới có thể luyện chế ra vật càng cường hãn. Kim Viên và những người còn lại ở trong thiên trụ giới phục dụng đan dược cùng với luyện hóa linh khí. Đặc biệt là Kim Viên, tu vi bản thân hắn tiến bộ cực nhanh, lúc này dường như còn cắn răng phục dụng huyền nguyên đan, giống như chịu đau khổ cực lớn, thế nhưng cuối cùng lại có thể chống lại được cho nên khí tức tu vi tiến bộ như bay. Lục Lâm Thiên lại tới tầng thứ 6 trong thiên trụ giới, một đống lớn tài nguyên tu luyện từ trong vô số nhẫn chữ vật chút xuống, Lục Lâm Thiên lại xuất ra luyện khung đỉnh, thì thào nói. Tiếp tục phấn đấu a. Nguyên lực rót vào trong luyện khung đỉnh, hỏa diếm nóng bỏng rít gào, trường bào màu xanh run lên, tài liệu luyện khí lập tức bị Lục Lâm Thiên ném vào trong luyện khung đỉnh, đồng thời hắn cũng chú tâm vào luyện khí. Tuy rằng lần này đạt được một khoản tiền lớn do sư phụ lão nhân gia lưu lại, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có buông tha cho việc tiếp tục luyện chế vô số vật quỷ dị cường hãn trên thiên linh lục. Luyện chế linh khí, khôi lỗi tọa giá, chiến hạm, đồng thời cũng có thể khiến cho linh hồn ngày càng tinh tiến, đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn có tác dụng cực lớn, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không muốn ngừng lại việc này. Sau khi đột phá tới thông thiên cảnh, đạt được linh khí áo nghĩa như long hồng kiếm giáp, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lần nữa kéo lên một khoảng lớn. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng muốn thử luyện chế một ít vật cao cấp hơn. Huống chi phi linh môn còn cần nội tình, hắn thân mang khoản tài phú cực lớn, chỉ là khoản tài phú này vẫn còn ở trong Chiên Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên cho rằng, có tiền là một việc tốt, thế nhưng nội tình lại quan trọng hơn. Trong sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn, trong đó có một kiến trúc hình cung điện cực kỳ tráng lệ, bên trong có hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt khó coi, vô cùng giận dữ. Siêu Quang khẳng định nói, ta khẳng định hắn không chỉ là thông thiên cảnh sơ giai, tiểu tử kia quả thực quá mức quỷ dị, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, trên người còn có không ít áo nghĩa, mà chỉ dùng một áo nghĩa kỳ lạ đánh bại ta. Ánh mắt trung niên nho nhã có chút chớp động, bộ dáng nho nhã, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ gian trá không thể che giấu, giống như chỉ cần lơ là sẽ bị người này tính kế. Tuy rằng trên mặt tùy thời nở nụ cười, thế nhưng nếu là người quen thuộc với trung niên nho nhã này đều biết, ẩn sau nụ cười này tùy thời sẽ có sát ý. Nhớ ngày đó bao nhiêu sơn môn bị người này giết máu chảy thành sông, thây ngay khắp đồng. Nhìn Diêu Quang, trung niên nho nhã thì thào nói. Thông thiên cảnh sơ giai, không giống như trong tin tức nhận được a. Hiện tại mới cách lúc nhận được tin tức bao lâu a, không ngờ đã tới thông thiên cảnh sơ giai. Lão thất chịu nhục. Bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể tha cho phi linh môn a. Bên người Diêu Quang, một hán tử áo lam đang kiểm tra thương thế trên người Diêu Quang, ngẩng đầu nói với người trung niên nho nhã. Đại ca, huynh chỉ cần nói một lời chúng ta sẽ đi diệt phi linh môn kia. Trung niên nho nhã nhìn qua đại hán áo lam, trầm giọng nói. Diệt phi linh môn, nếu như Lục Lâm Thiên kia thực sự mạnh mẽ như lời lão thất nói, muốn diệt phi linh môn tuyệt đối không dễ. Siêu Quang vội vàng nói. Đại ta, lời ta nói chính là sự thực, bằng không sao ta lại thất bại thảm hại như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ, 10 thành a hát, thất sát môn ta tổng cộng có bao nhiêu thành, ngươi thực sự hào phóng, đến lúc đó nếu như Lục Lâm Thiên tới thu thành, ta nhìn xem ngươi định làm thế nào. Lần này mặt mũi thất sát môn ta đã bị ngươi làm cho mất hết. Người trung niên nho nhã nhìn Siêu Quang, bộ dáng chỉ tiếc giống như rèn sắt không thành thép. Một đại hán trung niên mặc y phục màu trắng trầm giọng nói. Đại ca, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên kia thực sự dám tới thu thành sao? Coi như là tới, hắn có gan thu hay không? Huống chi chúng ta cũng giao thành cho hắn hay sao? Siêu Quang vội vàng nói. Đại ca, lão tứ nói đúng, hắn đến chúng ta sẽ giao thành sao? Thất sát môn này là do 7 huynh đệ chúng ta bỏ mồ hôi xương máu ra gây dựng cho tới bây giờ. Nói láo. 7 huynh đệ chúng ta tuy rằng không phải là người tốt lành gì, thế nhưng tuyệt đối không phải là người thất tin, thua là thua. Ngươi gây chuyện với phi linh môn trước, Lục Lâm Thiên này có thể thả ngươi về, biết rõ chúng ta có thất tinh thiên sát trận mà vẫn làm vậy cũng chứng minh người này không phải bình thường. Độ lượng bất phàm, nếu như sau đó hắn ta dám tới thất sát môn chúng ta thu thành cũng chứng minh người này có gan hơn người, loại người này ta thật sự không muốn đắc tội. Đại hán trung niên nho nhã quét mắt qua Diêu Quang. Ánh mắt hơi trầm xuống rồi lập tức nói.
Như mà Lục Lâm Thiên này muốn đạt được 10 thành vậy thì phải nhìn xem hắn có bản lĩnh hay không. Ta vốn không muốn đắc tội với loại người này, chỉ tiếc tiền đồ của 7 huynh đệ chúng ta, cho nên ta cũng chỉ có thể làm tiểu nhân một lần. Đại ca, ý của huynh là... Người trung niên áo xanh từ ban đầu chưa từng mở miệng lúc này đột nhiên nhìn trung niên nho nhã kia nói, nhìn qua hai mắt người này giống như bừng bừng sinh cơ. Trung niên nho nhã này nâng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt run lên, ngẩng đầu nói. Tới rồi không về được. Lục Lâm Thiên ở trong thiên trụ giới luyện khí, thời gian bên ngoài giống như cát chảy trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng, trong thị hoang thế giới, không trung vô cùng yên tĩnh, bầu trời xanh vạn dặm. Siêu. Trên không trung yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xé gió, lập tức có một chiếc hỏa thuyền khổng lồ nhanh chóng chạy trên không trung giống như một khỏa thiên thạch tràn ngập hỏa diễm ầm ầm xẹt qua không trung vậy. Chiếc thuyền lớn này phi hành trên không trung, dài mấy trăm trượng, cao hơn chục trượng, toàn thân giống như một đầu hung thú đỏ chót khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác nguy nga hùng vĩ, lộ ra khí tức sắc bén mà mênh mông. Bên trên chiếc thuyền khổng lồ có một cung điện khổng lồ, toàn thân đỏ chót, bí văn quanh quẩn giống như hỏa diễm đang nhảy múa. Nhị đương gia, chúng ta còn một ngày nữa là có thể tới huyết sát thâm uyên. Trong đại sảnh, một đại hán khôi ngô, thân mặc giáp bằng da, chỉ để lộ ra nửa cánh tay đang nhìn thanh niên cầm bình ngọc màu trắng rồi nói. Mà người thanh niên này thoạt nhìn có chút lớn tuổi, bộ dáng chừng 30 tuổi, thế nhưng nhìn qua thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thân thể gầy gò, người mặc bộ trường bào màu xám, mái tóc đen nhánh. Nhìn qua vô cùng phóng khoáng, khí chất bất phàm, trong mắt có tinh quang như ẩn như hiện, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác mờ ảo. Thanh niên này dường như không nghe thấy đại hán kia nói, tay cầm bình ngọc màu trắng cẩn thận dò xét, miệng thì thào nói. Không tệ, càng xem càng thích. Đại hán khôi lôi toàn thân mặc bộ giáp bằng da, chỉ để lộ ra nửa cánh tay lần nữa lên tiếng. Nhị đương gia, có lẽ chúng ta chỉ còn một ngày nữa là tới huyết sát thâm uyên. Nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây sợ rằng hắn sẽ phải kinh ngạc một phen, con thuyền khổng lồ này chính là Hỏa Ảnh Tật Phong thuyền. Mà người đại hán này không phải là ai khác mà chính là Tử Linh Thánh Dịch Hổ Sơn. Lúc này thanh niên kia mới phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi rồi nói. Rốt cuộc tới rồi sao? Ai, nhà đầu Tam Mô Di này, hơn 2 năm rồi cũng không quay về, ngay cả đại ca cũng bị kinh động. Hổ Sơn nói. Đều tại Lục Lâm Thiên. Nếu không phải vì tiểu tử kia thì Tam đương gia cũng không chạy tới thị hoang thế giới, lần này nhất định phải giáo huấn tiểu tử kia thật tốt mới được. Nói tới Lục Lâm Thiên, trong lòng Hổ Sơn lập tức phiền muộn, mặt mũi của hắn đã sớm mất hết trong tay Lục Lâm Thiên, cho nên trong lòng hắn âm thầm thề, lần này nếu gặp lại Lục Lâm Thiên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, tuyệt đối phải hung hăng trà đạp tiểu tử này. Lục Lâm Thiên kia chỉ có tu vi phá giới cảnh, không ngờ các ngươi lại không vây bắt được. Quả thực khiến cho ta nghĩ không ra. Thanh niên áo xám nhìn Hổ Sơn, ánh mắt có chút nghi hoặc nói. Hổ Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị đương gia có chỗ không biết rồi, thủ đoạn của Lục Lâm Thiên này vô số, cũng không biết tiểu tử này tới từ nơi nào, trên người có vô số áo nghĩa, lại còn vô sỉ tới cực điểm. Thật sao, thế nhưng bằng vào thủ đoạn và thực lực của Tam Muội, có thể dễ dàng đánh cho Lục Lâm Thiên thành cho tàn a, vì sao hơn 2 năm còn chưa trở về. Chẳng lẽ, ánh mắt chớp lên, thanh niên này do dự một chút rồi lạnh nhạt nói. Cũng không biết có chuyện gì a, thị hoang thế giới này là tiểu thế giới, tu vi Tam Muội đã sớm đạt tới đại đạo cảnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới này được cơ chứ? Phi Linh Môn gần đây trắng trợn đẩy nhanh tốc độ khuếch trương, chỉ là không biết tại sao lại dừng lại, chuyện này khiến cho đám thế lực tam lưu chung quanh đang kiêng kỵ âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm suy đoán. Phi Linh Môn tranh phong với Thất Sát Môn, sợ rằng cũng không có khí lực khuếch trương thế lực nữa. Nhưng mà đoạn thời gian ngắn gần đây, tin tức trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn dùng một cái tát đánh bay diêu quang của Thất Sát Môn cũng dần dần truyền đi càng ngày càng xa, miêu tả sinh động như thật, còn thêm không ít mắm muối, cuối cùng còn đồn rằng thực lực của Lục Lâm Thiên đã tới đại đạo cảnh. Nghe nói Lục Lâm Thiên muốn 1 tháng sau đi Thất Sát Môn thu 10 thành, chuyện này lập tức trở thành tiêu điểm của không ít người. Tất cả các thế lực lớn, thậm chí là thế lực nhất lưu cũng nhìn chằm chằm vào. Đệ tử trong Phi Linh Môn cũng vô cùng chú ý chuyện này, trưởng môn mấy lần ra tay, còn có phu nhân, chuyện này khiến cho trong lòng chúng đệ tử Phi Linh Môn vô cùng chờ mong.
Tới lúc đó có thể đi cùng trưởng môn tới giáo huấn thất sát môn một chút, nếu như có thể diệt thất sát môn, về sau thanh danh của phi linh môn sẽ càng lớn. Về phần địa bàn của phi linh môn gần đây cũng không có bao nhiêu người tới gần. Mà ngay cả trong không gian này bình thường cũng không có quá nhiều người, đệ tử có thể tiến vào trong đó cũng tuyệt đối là đệ tử trung tâm. Ầm ầm. Trong huyết sát thâm uyên đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn, một chiếc thuyền cực lớn màu đỏ xuất hiện trên không trung, trên bong thuyền có gần 500 đạo thân ảnh đang đứng thẳng tắp, đứng đầu là một thanh niên mặc áo xám, mái tóc dài xóa tới vai, hai mắt sáng, khí độ bất phàm, bên người còn có một đại hán mặc khải giáp bằng da, cũng chính là Hồ Sơn. Đội ngũ gần 500 người trên bong thuyền tuyệt đối đều không phải là người bình thường. Tuy rằng đội hình không quá chỉnh tề, y phục không thống nhất, cũng rất quái dị, thế nhưng khí tức trên người lại tuyệt đối không phải bình thường, so với tu luyện giả bình thường trên người còn có một cỗ khí tức sát phạt. Đội hình gần 500 người, trong đó có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh, trừ Hồ Sơn, bên người Hồ Sơn còn có 3 người mập mạp, bộ dáng không kém bản xấu hòa thượng là bao, thế nhưng thân thể lại nhỏ hơn một chút, khí tức trên người kẻ này cũng tới thông thiên cảnh. Nhị đương gia, có lẽ chính là nơi này. Hồ Sơn nhìn phi linh môn phía dưới lập tức nghiêng người nói với thanh niên tóc đen bất phàm trước mắt. Người phương nào dám tự tiện xông vào phi linh môn ta? Trước cửa phi linh môn, động tĩnh này lập tức có hơn 10 đệ tử cấp độ hậu thiên cùng với phá giới cảnh lao tới, nhìn thấy chiếc thuyền lớn lập tức đứng ở phía xa lên tiếng mà không dám tới gần. Gọi Lục Lâm Thiên ra nhận lấy cái chết. Hồ Sơn nhìn thấy kẻ nào có quan hệ với Lục Lâm Thiên là lập tức cảm thấy tức giận. Người phi linh môn đương nhiên không phải ngoại lệ, hắn không đợi thanh niên trước mặt nói chuyện mà đã trực tiếp quát với đệ tử phi linh môn. Là tới tìm phiền phức, chẳng lẽ đây là người liệt hỏa môn? Nhanh mở trận pháp, thông báo cho đường chủ. Hơn 10 đệ tử này cũng không phải là kẻ ngốc, nghe khẩu khí của Hồ Sơn tuyệt đối không phải là bằng hữu của trưởng môn. Sau khi phi linh môn bị người khác kéo tới xâm phạm mấy lần, bọn họ đã sớm có kinh nghiệm cho nên bắt đầu mở trận pháp. Đồng thời nhanh chóng thông báo đường chủ và các hộ pháp trong phi linh môn. Ầm ầm, cả huyết sát thâm uyên ầm ầm run rẩy, sát khí tràn ngập, một màn quang mang lập tức xuất hiện rồi bao phủ toàn bộ phi linh môn vào bên trong. Ồ, không ngờ lại là trận pháp, còn là trận pháp không tệ. Đệ tử phi linh môn mở huyễn sát thiên cương trận, ánh mắt thanh niên áo xám lập tức nhảy lên, trong mắt hiện lên tinh quang. Bàn chân đạp mạnh bong tàu. Thân thể nhanh như thiểm điện nhảy ra, miệng nói. Hồ Sơn, Phong Vân Tam Bàn, các ngươi ở đây, ta đi trước phá trận. Dứt lời, thân ảnh người này lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp tiến vào trong màn quang mang bao phủ phi linh môn rồi biến mất. Cả đại trận run lên, thế nhưng không biết tại sao lại không thể ngăn cản người này tiến vào. Trong không gian tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên đang điều tức, luyện chế chiến hạm. Khôi lỗi tọa giá và các thứ khác tiêu hao cực lớn, mỗi một lần sau khi tiêu hao hết Lục Lâm Thiên đều phục dụng không ít đan dược, sau đó bắt đầu điều tức, khôi phục. Nhưng vào lúc này dường như cảm nhận được thứ gì đó, hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Siêu siêu! Trong không gian thiên hôn địa ám, sát khí tràn ngập không gian, sát khí thẩm thấu trực tiếp làm ảnh hưởng tới linh hồn. Đột nhiên có vô số cơn gió mạnh xé rách không gian xuất hiện giống như là một cơn lốc, khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Năng lượng mạnh mẽ bắn tứ tung, từ bốn phương tám hướng vây quanh thân niên áo xám, chung quanh là vô số vết nứt không gian đen kịt. Siêu siêu, gió mạnh thoi qua, giống như là một đầu cự long phóng lên trời, những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị phá hủy thành hư không. Huyễn sát thiên cương trận, vốn là đại trận không tệ. Chỉ tiếc trận pháp này bố trí chưa lâu, lại không gia cố, uy lực ngay cả một phần mười cũng không có. Sát khí rõ ràng còn chưa đủ, chỉ cần tu vi thông thiên cảnh sơ giai là có thể chống lại. Ai? Nhìn cơn gió mạnh này, thân thể thanh niên áo xám lơ lửng trong gió, cơn gió khủng bố này thoạt nhìn muốn cuốn hắn vào trong vòng xoáy, thế nhưng trong lúc vô thanh vô tức thân ảnh thanh niên này lại biến mất. Xem ra các hạ cũng là một đại hành gia về trận pháp, không biết xưng hô thế nào. Tới phi linh môn ta có gì chỉ giáo? Thanh âm vang lên, thiên địa lờ mờ lập tức biến mất không thấy, lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện, đạp không mà đứng. Người vừa mới xuất hiện đương nhiên chính là Lục Lâm Thiên, sau khi ở trong thiên trụ giới cảm nhận được có người xông vào trong huyễn sát thiên cương trận của mình,
Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi thiên trụ giới, đồng thời còn mang Bạch Kinh Đường đã khôi phục và luyện hóa xong linh khí tiên thiên. Đánh giá thanh niên tóc đen mặc y phục màu xám trong đại trận lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên rất là ngưng trọng, bởi vì trên thân thể người này Lục Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy ma linh yêu nữ cũng không có xuất quan, vẻ mặt Lục Lâm Thiên lại càng âm thầm ngưng trọng hơn. Bạch Kinh Đường lúc này cũng không khó nhận ra được khí tức nguy hiểm trên người thanh niên áo xám, khí tức này nhìn như bình tĩnh, cũng khó có thể nhìn ra tu vi chân thật, thế nhưng rõ ràng tu vi của người thanh niên này đã tới tình trạng cường hãn. Ta nói nhà ngươi không biết lịch sự một chút nào, ta còn chưa phá trận A, sao ngươi lại ngừng huyễn sát thiên cương trận, chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao? Thanh niên áo xám nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt rồi nói. Trưởng môn. Sau lưng Lục Lâm Thiên, đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất, Phạm Thống, Bàn Xấu Hòa Thượng đều có mặt, đồng thời còn có 1000 đệ tử Phi Linh Môn vội vàng nhảy lên trên không trung. Hóa ra người chính là Lục Lâm Thiên. Thanh niên áo xám tóc đen nhìn chăm chú vào người Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến hóa không nhỏ, mở miệng nói. Ta nói tại sao ngươi có thể là phá giới cảnh cảnh A? Xem ra tu vi chân thật của ngươi chính là thông thiên cảnh, khó trách bọn họ lại không có cách nào làm gì được ngươi. Nghe lời nói của đối phương, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức cảnh giác, người này dường như tới đây vì hắn, Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Rốt cuộc các hạ là ai? Thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Lâm Thiên, không có lập tức trả lời mà nhìn đám người sau lưng Lục Lâm Thiên rồi cười nhạt một tiếng nói. Nhiều người như vậy, các ngươi muốn tự bạo hay là để ta động thủ? Gia hỏa không biết sống chết, quá kiêu ngạo a. Phạm Thống hét lớn một tiếng, có trưởng môn và phu nhân đều ở trong Phi Linh Môn, cho nên Phạm Thống cũng không quá e ngại người vừa mới xông tới. Xem ra các người muốn cùng tiến lên, cũng tốt. Thanh niên áo xám không coi đám người Phạm Thống vào trong mắt, nói. Cách đây vài ngày ta vừa vặn nhận được hai thứ đồ chơi nhỏ không tệ, có một thứ vừa vặn có thể giải quyết một ít cá nhỏ, ta cũng nên thử uy lực một chút. Thanh niên áo xám dứt lời, phất tay một cái, một đạo lưu quang trong tay hắn lướt đi, trong nháy mắt cả không gian bỗng nhiên run lên. Không gian trước mặt thanh niên áo xám đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Ầm ầm, khí tức bắt đầu lan tràn, không gian run lên, đầu quái vật khổng lồ này chính là một chiếc hiến hạm quanh thân tràn ngập bí văn, một cỗ khí tức hung hãn đột nhiên phóng ra, phía trước chiến hạm chính là một cái đầu hổ dữ tợn. Ồ, thế nhưng vừa nhìn thấy vật này, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn cùng với Lục Lâm Thiên, Bạch Kinh Đường, Phạm Thống và những người khác đều ồ lên một tiếng, sắc mặt nghi hoặc, đây không phải là vật gì lạ lẫm với mọi người mà chính là phi hổ chiến hạm. Mà đối với Lục Lâm Thiên mà nói, hắn càng thêm kinh ngạc, trên người thanh niên áo xanh này không ngờ lại có phi hổ chiến hạm do hắn luyện chế ra. Tiểu tử nhà ngươi định đối phó với chúng ta bằng thứ này sao? Sau khi nghi hoặc một lát, Phạm Thống lập tức hỏi thanh niên tóc đen kia. Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của đệ tử Phi Linh Môn, thanh niên tóc đen vẫn gật đầu, mở miệng nói một câu. Đúng vậy, đây chính là phi hổ chiến hạm, mặc dù chỉ là chiến hạm cấp 2, uy lực có thể tương đương với chiến hạm cấp 3. Bất quá đối phó với đám tôm cá nhãi nhép như các ngươi cũng đã đủ rồi. Phi hổ chiến hạm, ha ha. Dùng phi hổ chiến hạm đối phó với chúng ta, ha ha. Ha ha. Từ Phạm Thống, Bạch Kinh Đường cho tới không ít đệ tử cũ trong Phi Linh Môn lập tức cười ha hả, đặc biệt là đám người Phạm Thống và Bạch Kinh Đường, cười tới đau bụng. Bọn họ là người biết rõ ràng nhất, phi hổ chiến hạm này chính là thứ mà trưởng môn nhà bọn hắn tự mình luyện chế. Số người biết rõ lúc này cũng không nhiều, cho dù hiện tại số người biết rõ không nhiều, đại đa số chỉ biết rõ phi hổ chiến hạm này chính là bảo bối độc nhất vô nhị của trưởng môn, chỉ có Phạm Thống mới chính thức biết rõ. Phi hổ chiến hạm này là do trưởng môn tự tay luyện chế ra. Phạm Thống không có lệnh trưởng môn cho nên không thể nói, bởi vậy cũng chỉ có thể nói cùng với mấy người Bạch Kinh Đường mà thôi. Sau khi biết được thứ này là do tự tay trưởng môn luyện chế, bọn họ lập tức cười lớn, dẫn theo đám người sau lưng cũng lớn tiếng cười theo. Nhìn thấy đệ tử Phi Linh Môn cười như vậy, cho dù định lực của thanh niên áo xám này có mạnh mẽ tới đâu cũng không hiểu ra sao, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Đây là thứ đồ chơi nho nhỏ không tệ mà ngươi đạt được sao? Lục Lâm Thiên thật sự không nhịn được mà lên tiếng, hắn không cười, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ mà thôi. Lục Lâm Thiên càng có thể khẳng định người này đạt được phi hổ chiến hạm do hắn luyện chế.
thứ tự tay hắn luyện chế ra, bản thân Lục Lâm Thiên tự nhiên biết rõ nhất. Huống chi vì phân biệt phi hổ chiến hạm, sau khi Lục Lâm Thiên luyện chế còn cố ý lưu lại một dấu hiệu trên phi hổ chiến hạm. Mà dấu hiệu này, nếu như có ngựa hoa hạ cũng xuyên không tới đây nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra được. Dấu hiệu này chính là biểu tượng của Lamborghini, trước khi Lục Lâm Thiên tới Đại Lục Linh Vũ, một trong những thứ Lục Lâm Thiên thích nhất chính là Lamborghini. Kỳ thật cái này cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, Lục Lâm Thiên cũng chỉ tiện tay luyện chế ra mà thôi. Thế nhưng cũng tiện cho Lục Lâm Thiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, thậm chí căn bản không cần cẩn thận kiểm tra. Không sai. Thanh niên áo xám này càng ngày càng nghi hoặc, ánh mắt trầm xuống, nói. Xem ra các ngươi đều xem thường uy lực của đồ chơi nho nhỏ này, vật này tuyệt đối là do một vị đại hành gia luyện khí chế tạo ra. Các ngươi bất kính với vật này chính là bất kính với vị đại hành gia kia. Bình sinh ta ghét nhất là loại người này, cho nên ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của nó. Thanh niên áo xám nói, tâm thần tràn ra, khẽ phất tay một cái. Giống. Thanh niên áo xám vừa mới dứt lời, phi hổ chiến hạm khổng lồ trước mặt hắn lập tức vỗ cánh bay lên, trong sát na cái đầu hổ khổng lồ giống như sống lại, miệng dữ tợn rít gào, giống như vật còn sống. Chậm, chậm đã. Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Lâm Thiên lập tức truyền ra. Thanh niên áo xám nghe vậy, khẽ nhướng mày, thế nhưng cũng dừng tay rồi nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám, một kích của người thanh niên này hắn không sợ. Thế nhưng đối với đệ tử Phi Linh Môn mà nói lại vô cùng đáng sợ. Đối với phi hổ chiến hạm này, tuy rằng là Lục Lâm Thiên luyện chế thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không bố trí thủ đoạn đặc thù. Đây là thứ bán đi, cũng không có cách nào làm như vậy, bằng không chỉ cần là người có thực lực mạnh mẽ thì sẽ nhìn ra được. Ta hỏi một chút, phi hổ chiến hạm nhị cấp này ngươi mua mất bao nhiêu tinh thạch thế giới? Lục Lâm Thiên hỏi thanh niên áo xám, đối với vấn đề này Lục Lâm Thiên quả thực vô cùng muốn biết. Vừa nhắc tới giá của phi hổ chiến hạm, thanh niên áo xám này lập tức có hứng thú, lại có vài phần khí độ như cũ, nói. 15 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm, ban đầu khi đấu giá là 10 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm A. Chỉ là có tiền cũng không mua được, chỉ có 3 chiếc A, vô số người đều muốn, ta phải dùng quy na hệ của mình và một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể dùng 15 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm mua được nó. Nếu là người khác, ít hơn 30 tỷ cũng đừng có nghĩ. Nói tới giá cả, người thanh niên áo xám này giống như trở thành một người khác, mặt mũi vô cùng tự hào, giống như hắn đã tiết kiệm được 15 tỷ tinh thạch thế giới sơ phẩm vậy. 150 ức. Lục Lâm Thiên há hốc mồm, khẽ cười khổ, lại nhìn thanh niên áo xám này rồi nói. Phi hổ chiến hạm này rất khó mua được hay sao? Đương nhiên, không phải chỉ có tinh thạch thế giới là có thể mua được. Thanh niên áo xám gật đầu nói. Như vậy đi. Ngươi giúp ta nhìn xem, những đồ chơi này của ta ngươi có thể ra giá được bao nhiêu, nếu như phù hợp thì ngươi có thể cầm đi toàn bộ. Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức có từng đạo lưu quang từ trong nhẫn chữ vật bắn ra. Oanh oanh oanh, lập tức cả không gian run rẩy không ngớt, giống như lung lay sắp đổ, không ít quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trên không trung. Mà ánh mắt thanh niên áo xám lập tức kinh hãi, há hốc mồm, miệng có thể nhét vừa quả trứng vịt, không ngừng thì thào nói. Tại sao có thể, tại sao lại nhiều như vậy? Chỉ thấy lúc này trên không trung xuất hiện vô số quái vật khổng lồ, khí tức lan tràn, không gian không ngừng run rẩy, một cỗ khí tức hung hãn phóng thích ra, phía trước lập tức xuất hiện cái đầu hổ dữ tợn. Đây đương nhiên cũng là phi hổ chiến hạm, thứ Lục Lâm Thiên móc ra chính là từng dãy phi hổ chiến hạm, tổng cộng có 20 chiếc, cũng không phải chỉ có một chiếc, cho nên khi thanh niên áo xám này nhìn thấy lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao ngươi lại có nhiều phi hổ chiến hạm như vậy? Nhìn Lục Lâm Thiên, thanh niên áo xám thật sự không có cách nào nghĩ ra được, phi hổ chiến hạm bên ngoài khó cầu thế nhưng trên người Lục Lâm Thiên lại có nhiều như vậy. Phi hổ chiến hạm này tuy rằng không phải là vật đặc biệt gì, thế nhưng dù sao so với chiến hạm đồng cấp lại tốt hơn nhiều, uy lực so với chiến hạm đồng cấp cũng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu hao ít nhất, uy lực mạnh nhất. Cũng bởi vậy cho nên phi hổ chiến hạm mới trở thành thứ khiến cho tất cả mọi người động tâm. Thanh niên áo xám còn cố ý cẩn thận kiểm tra qua cấu tạo của phi hổ chiến hạm có rất nhiều nan đề khi luyện chế, coi như là hắn hiện tại cũng khó có thể luyện chế ra được. Thứ này khó có thể luyện chế ra, cũng không phải là do thực lực của thanh niên áo xám không đủ, mà là có quá nhiều nan đề, không được giảng giải,
chiến hạm luyện chế ra được so với phi hổ chiến hạm chính thức mà nói, uy lực còn kém xa. Chỉ cần giải quyết những nan đề khi luyện chế, thanh niên áo xám này tự tin có thể luyện chế ra được. Những nan đề này hắn cũng không có nghĩ ra, bởi vậy thanh niên áo xám này cũng tin tưởng, thứ này tuyệt đối là do một vị hành gia luyện khí luyện chế ra. Kỳ thật thanh niên áo xám này suy đoán cũng gần đúng, tuy rằng thứ này do Lục Lâm Thiên luyện chế ra, nhưng mà phi hổ chiến hạm lại là thứ ghi lại trên thiên linh lục, không có thiên linh lục chú giải, coi như Lục Lâm Thiên có bản lĩnh cũng không luyện chế ra được. Những phi hổ chiến hạm này ngươi ra giá bao nhiêu? Nếu như giá cả phù hợp ngươi cứ lấy đi toàn bộ. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám rồi lạnh nhạt nói. Đúng rồi, còn có thứ này, ngươi định giá xem được bao nhiêu? Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức móc ra một vật trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, không gian run run, trên không trung lần nữa xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, đây chính là một chiếc phi hổ chiến hạm. Chỉ là chiếc phi hổ chiến hạm này so với mấy chiếc phi hổ chiến hạm còn lại còn nhỏ hơn một phần tư, một cỗ khí tức hung hãn phóng ra khiến cho người ta nhìn qua đều cảm thấy nhỏ bé, đều có cảm giác bị áp chế. Thanh niên áo xám nhìn chiếc phi hổ chiến hạm nhỏ hơn, vẻ mặt lần nữa kinh ngạc, rung động nói. Đây chẳng lẽ là phi hổ chiến hạm tam cấp hay sao? Thế nhưng tại sao? Đúng vậy, đây chính là phi hổ chiến hạm tam cấp, uy lực lớn hơn. Người có tu vi thông thiên cảnh cao giai dưới một kích của nó cũng phải tan thành mây khói. Người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai có lẽ cũng không dám ngạnh kháng. Chiến hạm tam cấp bình thường, sau khi đánh ra một kích sẽ tiêu hao 5.000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, thế nhưng chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp này của ta, không phải tiêu hao tinh thạch thế giới sơ phẩm, mà chính là tinh thạch thế giới trung phẩm. Nhưng mà chỉ cần 3.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Nếu như là đổi hành tinh thạch thế giới sơ phẩm chỉ có 3.000 ức mà thôi, coi như là tinh thạch thế giới trung phẩm quý trọng hơn tinh thạch thế giới sơ phẩm, thế nhưng ở trên hắc thị muốn đổi hơn 3.000 vạn cũng có thể đổi được. Lục Lâm Thiên nói với thanh niên áo xám, tóc đen kia. Mà chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp này chính là thứ mà Lục Lâm Thiên vừa mới luyện chế ra. Phi hổ chiến hạm tam cấp, khi Lục Lâm Thiên luyện chế ra cũng gần như mất nửa cái mạng. May mà thứ không thiếu nhất trong tầng thứ 6 thiên trụ giới chính là thời gian, đủ để cho Lục Lâm Thiên nghiên cứu, bên ngoài một tháng thì Lục Lâm Thiên cũng đã ở trong thiên trụ giới 4 năm. Dùng linh hồn lực cường hãn của Lục Lâm Thiên, còn có trình độ luyện khí không tầm thường của hắn hiện tại, thế nhưng hắn cũng gặp không ít khó khăn. Mất khá lâu Lục Lâm Thiên mới có thể luyện chế ra được phi hổ chiến hạm tam cấp. Phi hổ chiến hạm tam cấp dùng tinh thạch thế giới trung phẩm cho nên thể tích sẽ nhỏ hơn. Thế nhưng uy lực lại lớn hơn. Đương nhiên chiến hạm dùng tinh thạch thế giới trung phẩm, chuyện này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới nghĩ ra được, cũng dám chơi như vậy. Trên thiên linh lục, phi hổ chiến hạm tam cấp cũng chỉ có dùng tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Chỉ là Lục Lâm Thiên lại áp dụng cách mà hắn nghiên cứu ra khôi lỗi tọa giá áp dụng vào trong phi hổ chiến hạm, sau đó mới luyện chế thành phi hổ chiến hạm như hiện tại. Một những thứ khó khăn nhất khi luyện chế chiến hạm chính là chiến hạm có cấp bậc càng cao, thì thể tích bình thường sẽ càng lớn hơn, cũng càng khó luyện chế hơn. So với luyện chế linh khí còn khó khăn hơn nhiều. Mà hành động của Lục Lâm Thiên lần này dùng tinh thạch thế giới trung phẩm thay cho tinh thạch thế giới sơ phẩm, tăng thêm pháp môn luyện khí cho nên cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng thành công. Trước kia các luyện khí sư cũng từng nghĩ như vậy. Muốn thu nhỏ thể tích của chiến hạm thế nhưng chiến hạm lại phải chịu tải số lượng tinh thạch thế giới sơ phẩm quá lớn, mấy ngàn ức tới mấy vạn ức, bởi vậy thể tích cũng càng ngày càng phải lớn. Còn có những nan đề khác cho nên không thể thu nhỏ thể tích được. Thanh niên tóc đen nhìn phi hổ chiến hạm tam cấp trước người Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, chiến hạm tam cấp bình thường khi đánh ra một kích tiêu hao mất 5.000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, đây là một con số khủng bố. Thế nhưng chỉ có thể đánh chết thông thiên cảnh từ sơ giai tới thông thiên cảnh trung giai. Thế nhưng mà phi hổ chiến hạm tam cấp này tiêu hao chỉ có 3.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, đổi thành tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói chỉ có 3.000 ức mà thôi, cơ hồ ít hơn gần một nửa. Coi như là tinh thạch thế giới trung phẩm quý trọng hơn tinh thạch thế giới sơ phẩm, chỉ là đúng như lời Lục Lâm Thiên nói, trong hắc thị muốn đổi hơn 3.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm cũng có thể đổi được. Tính ra tiết kiệm được 1.300 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Quan trọng nhất là uy lực của phi hổ chiến hạm có thể trực tiếp đánh chết người có tu vi thông thiên cảnh cao giai, người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng không dám chống lại, đại bộ phận chiến hạm tứ cấp cũng chỉ được như vậy mà thôi. Mà đại bộ phận chiến hạm tứ cấp giá cả lại trên ngàn vạn ức,
một lần đánh ra một kích trên 100 vạn ức. Nghĩ tới những thứ này, thanh niên áo xám tóc bạc lại càng há hốc mồm, đồng thời ngày càng kinh ngạc. Thanh niên áo xám tóc đen đã tự mình thử qua uy lực của phi hổ chiến hạm nhị cấp cho nên cũng không hoài nghi lời nói của Lục Lâm Thiên, hắn nói. Lục Lâm Thiên, phi hổ chiếm hạm của ngươi lấy từ nơi nào? Ta đã hỏi qua Thải Vân Thương Hội, căn bản không có bán ra phi hổ chiến hạm tam cấp, lại nói ngươi ở trong thị hoang thế giới này, đây lại là chiến hạm tam cấp, căn bản ngươi không thể nào mua nổi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nói. Không phải là ta mua, Thải Vân Thương Hội cũng không có khả năng có được thứ này, bởi vì đây là thứ mà ta mới luyện chế ra cách đây không lâu. Nghe vậy thanh niên tóc xám lập tức há hốc mồm nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử ngươi đừng có lừa gạt ta, bằng vào tu vi của ngươi làm sao có thể luyện chế ra thứ này. Ngươi chờ một chút. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lập tức tìm kiếm thứ gì đó trong nhẫn chữ vật. Cuối cùng rốt cuộc cũng móc ra một khối ngọc giản giao cho thanh niên áo xám tóc đen. Thanh niên này tiếp nhận ngọc giản, đây chỉ là ngọc giản ghi lại tin tức bình thường mà thôi. Thanh niên này rót tâm thần vào ngọc giản, khuôn mặt lập tức biến sắc. Giờ phút này sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, trong lòng có chút mâu thuẫn, không biết có nên thừa cơ dùng phi hổ chiến hạm tam cấp ra tay với thanh niên này hay không. Thanh niên này rõ ràng tới đây có ý đồ không tốt. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng lại cố nhịn xuống suy nghĩ này. Huống chi tuy rằng uy lực của phi hổ chiến hạm tam cấp vô cùng lớn, thế nhưng muốn đối phó với thanh niên này sợ rằng còn không có bao nhiêu tác dụng, thực lực của thanh niên này rõ ràng đã tới đại đạo cảnh. Hít. Khi dò xét hết ngọc giản, thanh niên áo xám hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lúc này ánh mắt đã chuyển thành vẻ kinh ngạc. Trong ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế phi hổ chiến hạm, còn có vô số khôi lỗi và tỏa giá khác, chiến hạm, trận pháp. Ngọc giản này cũng là thứ Lục Lâm Thiên đưa cho vấn thân mạc cho nên tiện tay phục chế nhiều một chút. Hắn không ngờ hôm nay lại có chút công dụng, chỉ là bên trên ngọc giản này tuy rằng có phương pháp luyện chế, thế nhưng địa phương quan trọng Lục Lâm Thiên cũng không có phục chế vào bên trong. Thật sự là do ngươi luyện chế. Thanh niên áo xám ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt rung động không thôi. Bên trong ngọc giản này còn có vô số đồ vật cao cấp khác. Chỉ là chỉ có một nửa đoạn trước, không có bộ phận quan trọng nhất. Ánh mắt khẽ đổi, nhìn Lục Lâm Thiên, thanh niên áo xám tiếp tục nói. Lục Lâm Thiên, vừa rồi sao ngươi lại không ra tay với ta? Vừa rồi nếu như ngươi dùng phi hổ chiến hạm tam cấp của ngươi ra tay với ta, nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội. Lục Lâm Thiên ta là người quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, há có thể là loại người này. Đánh lén ám toán là chuyện ta chưa bao giờ làm. Lục Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, con mắt không thèm nháy lấy một cái. Cũng coi như có chút khí phách, bình sinh ta cũng rất ghét những người như vậy. Thanh niên áo xám tóc đen nói. Như vậy đi, tính cách chúng ta cũng không khác nhau là mấy, ta cũng đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, không bằng chúng ta làm một bút giao dịch, được không? Đường đường chính chính và quang minh lỗi lạc có quan hệ gì với việc giao dịch? Giao dịch gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi thanh niên áo xám tóc đen. Bảo điển luyện khí của ngươi có lẽ còn có thứ quan trọng hơn a, giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi xem giao dịch như vậy được không? Thanh niên áo xám tóc đen cười nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng run rẩy, thanh niên trước mắt tên này rõ ràng muốn cướp đoạt a. Trước mặt thực lực tuyệt đối, Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào, trừ phi hắn vận dụng con át chủ bài cuối cùng. Bút giao dịch này ta rất không thích. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên rồi nói. Nhưng mà ta thích là được, không cần tới lượt ngươi đồng ý. Khi thanh niên áo xám dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng đại biến. Trước mắt Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh thanh niên áo xám tóc đen kia có cảm giác giống như thời gian loạn, thân ảnh khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất tại chỗ. Bản thân Lục Lâm Thiên là người luyện hóa thế giới chi nguyên cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thanh niên này không chỉ tu luyện áo nghĩa không gian và thời gian, mà còn có áo nghĩa chi nguyên của thời gian và không gian trên người. Siêu! Trong chốc lát này, áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian của Lục Lâm Thiên cũng lập tức được thi triển, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Siêu! Thanh niên áo xám tóc đen đánh xuống một chảo, thân ảnh Lục Lâm Thiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất tại chỗ.
Ngươi cũng là tu luyện giả áo nghĩa thời gian và không gian. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên về áo nghĩa thời gian và không gian thậm chí còn không dưới hắn, chuyện này đủ để khiến cho hắn khiếp sợ. Có áo nghĩa thời gian và không gian, chỉ là thực lực của ngươi vẫn không đủ, cho nên khó có thể chạy thoát. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, thế nhưng cũng không có dừng lại mà khẽ phất tay đánh ra một đạo quang nhận trong không gian bổ về không gian bên trái. Xoẹt! Không gian giống như bị xé rách, những nơi quy nát nhận không gian đi qua, không gian bị cắt nát thành từng khúc. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức chật vật xuất hiện, nguy hiểm chạy thoát ra, thân ảnh lần nữa biến mất. Thân ảnh thanh niên áo xám tóc đen lập tức biến mất tại chỗ, khi thân ảnh lần nữa xuất hiện đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Tới đây! Dưới tác dụng của áo nghĩa thời gian và không gian trực tiếp cứng lại. Một cỗ nguyên lực minh mông cùng với công kích linh hồn chấn động của thanh niên áo xám tóc đen ngưng tụ thành chảo ấn, trực tiếp chụp về phía Lục Lâm Thiên. Thực lực của người này lẽ nào còn có ẩn giấu? Trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên lại có chút hoài nghi, thanh niên này rõ ràng có tu vi đại đạo cảnh, tuy rằng uy năng của áo nghĩa và giai vị rất mạnh, thế nhưng thực lực lại có chút kỳ lạ, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ mãi mà không ra. Cảm nhận được biến hóa bực này, Lục Lâm Thiên vốn định dùng át chủ bài. Thế nhưng lúc này cũng cố nhịn xuống, thân thể lập tức run lên, toàn thân có lưu quang lưu chuyển, hình thái hổ biến của thanh linh khải giáp lập tức được thi triển. Xoẹt! Dưới trạng thái hổ biến, Lục Lâm Thiên lập tức biến thành một đầu cự hổ, điện mang quanh quẩn. Giống! Một tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đao. Thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, trong nháy mắt đánh ra một chảo. Oanh! Ngay trong chốc lát, cả không trung run lên, một cỗ khí tức quỷ dị chấn động lan tràn, khí tức bắt đầu khởi động. Gợn sóng giống như thời không loạn lấy thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra hai bên, khiến cho cả phiến không gian này run rẩy. Hư lao thời không. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, ngay khi chảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen này đánh xuống, cả không gian đột nhiên loạn. Trong không gian này tràn ngập lực lượng của áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian. Dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, đạo chảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen kia trực tiếp bị lắc lư rồi nghiền nát không còn tung tích, chảo ấn nhanh chóng bị hóa giải. Áo nghĩa không gian và thời gian dung hợp lại với nhau, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Thanh niên tóc xám áo đen khiếp sợ, trong không gian loạn này thân thể hắn bị ngăn cản giống như rơi vào trong vũng bùn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quang nhận đang phóng tới. Siêu siêu! Vết nứt không gian lan tràn tới, phá hủy tất cả ven đường. Lúc này thanh niên áo xám cũng không dám để cho bị lan tới gần, ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực lan tràn, áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian được phóng thích ra. Không gian nứt vỡ từng khúc, vết nứt không gian đen kịt rốt cuộc cũng không có cách nào tới gần thân thể hắn, dần dần sắp thoát khỏi sự bao phủ của hư lao thời không. Siêu! Lúc này hư lao thời không không ngờ lại không vây khốn được thanh niên này bao lâu, trong mấy cái chớp mắt. Thân thể đã từ bên trong thoát thân ra. Chỉ là khi thanh niên áo xám tóc đen này thoát thân ra, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, quanh thân đột nhiên có quang mang màu vàng phô thiên cái địa tuôn ra. Oanh! Cả không gian ầm ầm run lên, quang mang màu vàng rực rỡ che khuất bầu trời, một cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn. Thử cái này đi! Khi thanh niên áo xám vừa mới thoát khỏi hư lao thời không, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Phất tay trực tiếp đánh ra một chưởng về phía thanh niên áo xám này. Lập tức trên không trung có một đạo thủ ấn màu vàng cực lớn đột nhiên phá không đánh ra, giống như Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt bao phủ cả thiên địa. Tại sao lại mạnh như vậy? Trên người tiểu tử ngươi dường như có áo nghĩa chi nguyên, không đúng, đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Trên người tiểu tử ngươi có áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Thanh niên áo xám tóc đen biến sắc. Dường như nhận ra được đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim, lực lượng không gian trên người nhanh chóng lan tràn ra, nguyên lực tuôn ra, vô số đạo trưởng ấn lập tức giống như pháo hóa bắn lên trên trời. Trong giây lát từ đạo trưởng ấn lập tức ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn khổng lồ, không gian bị chấn vỡ, hung hăng va chạm với thủ ấn màu vàng. Phanh! Thủ ấn màu vàng cùng với trưởng ấn va chạm, không gian chung quanh mang theo khe nứt đen kịt ầm ầm nổ tung. Năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán, lan tràn. Phụt! Trong miệng lập tức có máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ cũng lảo đảo lui lại.
Soạt soạt. Thân thể thanh niên áo xám cũng liên tiếp lùi lại mấy bước, ánh mắt lần nữa kinh hãi. Siêu siêu. Không gian bị nghiền nát, khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định lại đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Tại sao lại mạnh như vậy? Thanh niên áo xám tóc đen nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Thanh niên áo xám này vừa rồi đã tự mình thử qua, rõ ràng tu vi của Lục Lâm Thiên chỉ là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi, thế nhưng thực lại hơn xa những người đồng cấp, người có tu vi đồng cấp không thể nào so sánh được. Trong lòng của thanh niên áo xám hiện tại, thực lực khủng bố của Lục Lâm Thiên này cộng thêm các loại thủ đoạn áo nghĩa, sợ rằng trong đám thông thiên cảnh cao giai cũng không có người nào làm được tới mức này. Lục Lâm Thiên lau sạch vết máu ở khóe miệng, tuy rằng nhổ ra một ngụm máu, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại có chút kỳ quái, công kích của thanh niên áo xám này đối với hắn dường như còn không có dùng quá nhiều lực, có cảm giác lòng có dư mà lực chưa đủ. Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi và cảnh giới của thanh niên áo xám tóc đen, đồng thời còn có lĩnh ngộ đều ở trên hắn, thế nhưng hết lần này tới lần khác dường như không có thực lực duy trì, cho nên vừa rồi cũng không làm cho hắn trọng thương được. Nếu không bây giờ hắn đã gặp phiền phức lớn. Tiểu tử giao thủ với ngươi có phải trên người có áo nghĩa không gian, áo nghĩa linh hồn, còn có áo nghĩa thời gian hay không? Lúc này trong thiên trụ giới, thanh âm của kỳ lão vốn đang chữa thương từ trong thiên trụ giới truyền ra, thanh âm quanh quẩn trong tâm thần của Lục Lâm Thiên. Tam kỳ lão nhân ở trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, bên ngoài cũng đã hơn 3 năm, thời gian trong thiên trụ giới cũng đã được hơn 150 năm. Khi nghe thấy thanh âm của tam kỳ lão nhân truyền ra, tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, lúc này tam kỳ lão nhân đang khoanh chân ngồi đó, dường như cũng có thể cảm nhận được một ít tình huống bên ngoài. Lúc này kỳ lão có động tĩnh, Lục Lâm Thiên vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Kỳ lão, người khôi phục rồi hay sao? Khôi phục cái rắm, còn rất sớm, bên ngoài vừa rồi có tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không gian. Còn có áo nghĩa linh hồn đúng không? Tam kỳ lão nhân hỏi. Lục Lâm Thiên lập tức dùng tâm thần truyền âm vào trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, nói. Đúng vậy, một cường giả ít nhất là đại đạo cảnh, một đối thủ trên người có áo nghĩa không gian, thời gian, linh hồn. Tam kỳ lão nhân nói. Đại đạo cảnh tính là cái rắm gì, ngươi thử hỏi hắn có phải tu luyện kỳ hồn bí pháp hay không? Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ nha. Giờ phút này nhìn thấy Lục Lâm Thiên dường như đang ngẩn người, thanh niên áo xám tóc đen nhíu mày nói. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, đạp không mà đứng rồi nhìn thanh niên áo xám tóc đen nói. Có phải ngươi tu luyện kỳ hồn bí pháp hay không? Nghe vậy thanh niên áo xám tóc đen này lập tức biến sắc, tuyệt đối là biến sắc. Kỳ lão, tiểu tử kia tu luyện kỳ hồn bí pháp. Tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức truyền âm vào trong tầng thứ 5 thiên trụ giới. Nhất định là kỳ hồn bí pháp do ta tự nghĩ ra chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ánh mắt kỳ lão trắng lên, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi ngờ, so với lúc thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Lâm Thiên còn nghi hoặc hơn nhiều. Kỳ lão, kỳ hồn bí pháp là do người tự nghĩ ra, chẳng lẽ tiểu tử này là truyền nhân của người sao? Lục Lâm Thiên càng nghi hoặc, đồng thời cũng đang thầm tính toán, nếu như người này là truyền nhân của kỳ lão thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết. Nói nhảm, cả đời này của ta căn bản không thu đệ tử ký danh thì có vài tên, thế nhưng cũng không có ai có thể tu luyện được kỳ hồn bí pháp của ta. Bởi vì muốn tu luyện kỳ hồn bí pháp của ta trên người phải có ba loại áo nghĩa đó là thời gian, không gian, linh hồn thì mới có thể tu luyện được. Kỳ lão trả lời Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi nhanh nói, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại không nói lời nào. Thanh niên áo xám tóc đen hỏi dồn dập, trong lòng vô cùng sốt ruột. Ngay lúc đó tam kỳ lão nhân truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta nói một câu ngươi nói lại một câu, để xem phản ứng của tiểu tử động thủ với ngươi. Hỗn độn vô ngã, vô hình vô tượng, yểu minh hoảng hố, tiên thiên nhất khí. Đi di, đoạn này tối nghĩa khó hiểu quá, các bác đọc bỏ quá. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức nói theo tam kỳ lão nhân. Yểu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh, kỳ tinh thậm chân, kỳ trung hữu hồn, bất thức bất chi, hỗn hỗn độn độn, không không động động. Đi di, đoạn này tối nghĩa khó hiểu quá, các bác đọc bỏ quá tại sao ngươi lại biết kỳ hồn bí pháp? Ngươi cũng biết. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc không thôi,
dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, há hốc mồm không thể ngậm lại được. Kỳ lão, tiểu tử kia vô cùng chấn động, bước tiếp theo tiểu tử nên làm thế nào bây giờ? Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám tóc đen đường như mất bình tĩnh, trong lòng mừng rỡ không thôi. Thanh niên này tu luyện kỳ hồn bí pháp, thực lực khủng bố kinh người. Thế nhưng hắn lại có tam kỳ lão nhân trong thiên trụ giới A, đây chính là người sáng tạo ra kỳ hồn bí pháp, là sư tổ của kỳ hồn bí pháp A. Tiểu tử kia có thể tu luyện thành một ít kỳ hồn bí pháp của ta, tuyệt đối không phải là người bình thường, sao ngươi lại trêu chọc vào tiểu tử này? Tam kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết, người này ta căn bản không biết, thế nhưng thiên phú của người này không tệ, tu luyện áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không Gina, áo nghĩa thời gian. Còn có áo nghĩa chi nguyên của áo nghĩa thời gian và không gian trên người hắn ta. Lục Lâm Thiên nói. Cái gì, còn có hai loại áo nghĩa chi nguyên sao? Thiên phú quả thực không tệ. Nghe vậy trong mắt kỳ hồn lão nhân hiện lên vẻ chấn động, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử ngươi đừng động thủ với hắn. Gọi tiểu tử kia tới đây, ta hỏi hắn một chút chuyện. Lục Lâm Thiên, sao ngươi lại biết kỳ hồn bí pháp? Ngươi cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp sao? Nếu như muốn biết thì đi theo ta. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám tóc đen, thân ảnh lóe lên, lập tức lướt về phía sau. Thanh niên áo xám tóc đen không có một chút do dự nào, lập tức lách mình nhanh chóng theo đuôi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn không có việc gì chứ? Nói thừa. Dường như trưởng môn có chút nắm chắc, nhất định không có việc gì. Đệ tử phi linh môn thấp giọng nghị luận, đối với thực lực của thanh niên áo xám tóc đen mọi người đều vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng thời điểm này bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì. Trong không gian tầng thứ 5 thiên trụ giới, thanh niên áo xám tóc đen mang áo nghĩa thời gian, lực lượng thời gian quanh thân chất động. Trong không gian tầng thứ 5 này dường như hắn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Đủ để thấy được lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian của thanh niên áo xám tóc đen này bất phàm ra sao. Bảo vật thời gian, trên người tiểu tử Lục Lâm Thiên ngươi có bảo vật thời gian như vậy sao? Nhìn tất cả trong thiên trụ giới, thanh niên áo xám tóc đen há hốc mồm, rất chi là rung động. Tiểu tử, ngươi mau nói về kỳ hồn bí pháp của ngươi. Ngay khi thanh niên áo xám tóc đen còn đang khiếp sợ về thiên trụ giới, còn chưa có chú ý đến một đạo thân ảnh hư ảo đang khoanh chân ngồi sau lưng hắn. Thanh niên áo xám tóc đen nghe vậy lập tức bị dọa không nhẹ, có người thứ ba thế nhưng không ngờ ngay cả khí tức của đối phương hắn cũng không cảm giác được. Chuyện này quá kinh khủng. Thanh niên áo xám lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt thâm thúy xuất hiện một đạo thân ảnh, người này ặc tường bào, thân thể hư ảo nhìn qua có chút gầy gò, thế nhưng hai mắt lại cực kỳ thanh tịnh, không có một chút gợn sóng nào. Các hạ là... Thanh niên áo xám tóc đen dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tam kỳ lão nhân. Chỉ là một thân ảnh hư ảo, gầy gò, thế nhưng tự nhiên lại khiến cho hắn cảm thấy trong lòng run lên, giống như trước ngực có tảng đá ngàn cân đè lên vậy. Tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong, cách niết bàn cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Lại tu luyện ba áo nghĩa không gian, thời Gina, linh hồn. Đồng thời còn có áo nghĩa chi nguyên thời gian, không gian, tăng thêm tu luyện thuộc tính áo nghĩa thuộc tính thủy và thuộc tính phong, thiên phú tuyệt đối không tệ. Tam kỳ lão nhân này không có trả lời thanh niên áo xám tóc đen mà lên tiếng nói. Mà thanh niên áo xám tóc đen nghe vậy ánh mắt lập tức sững sờ, công pháp hắn tu luyện cùng với không ít thủ đoạn cho nên bình thường đều có tác dụng che giấu khí tức. Người bình thường căn bản không có cách nào nhìn ra thực lực, cấp độ của hắn. Thế nhưng dưới ánh mắt của lão giả này giống như có thể nhìn thấu rõ ràng, thậm chí còn biết rõ trên người hắn có áo nghĩa chi nguyên thời gian và áo nghĩa chi nguyên không gian. Chuyện này sao không khiến cho hắn khiếp sợ được cơ chứ? Bình thường thanh niên áo xám này là một người bình tĩnh, thế nhưng lúc này rốt cuộc lại không có cách nào bình tĩnh nổi. Hắn biết rõ thực lực của lão giả trước mắt hắn tuyệt đối đã đạt tới cấp độ khủng bố. Tiểu tử này mạnh như vậy sao? Trên người lại tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy. Nghe tam kỳ lão nhân nói, Lục Lâm Thiên cũng giật mình không thôi, hắn thật không ngờ thực lực của thanh niên áo xám tóc đen này lại mạnh như vậy. Vừa rồi khi giao thủ thuộc tính phong và thuộc tính thủy cũng không được tiểu tử kia thi triển ra. Rốt cuộc các hạ là ai? Thanh niên áo xám tóc đen nhìn về phía tam kỳ lão nhân, ánh mắt lần nữa cảnh giác không ít. Lúc này khí tức trên người lão nhân gầy gò trước mặt hắn cũng không quá mạnh mẽ, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được khí tức rất yếu. Thế nhưng tự nhiên lại khiến cho thanh niên áo xám tóc đen này có một cảm giác khác, trên người lão giả hư ảo,
gầy gò kia có một cỗ khí thế ngập trời, tuyệt đối là cường giả khó có thể trêu vào. Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, người ta thường gọi ta là Tam Kỳ lão nhân. Tam Kỳ lão nhân nhìn thanh niên áo xám tóc đen, ánh mắt nhảy lên rồi nói. Ngươi là Tam Kỳ lão nhân. Nghe vậy thanh niên áo xám tóc đen trực tiếp lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Tam Kỳ lão nhân giống như sắp rớt ra. Lục Lâm Thiên vẫn đứng sau lưng Tam Kỳ lão nhân, mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tam Kỳ lão nhân, nói. Đương nhiên chính là Kỳ lão, kỳ hồn bí pháp mà ngươi tu luyện chính là do Kỳ lão sáng chế ra. Thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Lâm Thiên, vừa rồi Lục Lâm Thiên nói ra nội dung của kỳ hồn bí pháp cho nên hắn tin tưởng, không chút nghi ngờ, hiện tại lại nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân, vẻ mặt run rẩy, kích động, cung kính vô cùng nhìn Tam Kỳ lão nhân rồi trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Tam Kỳ lão nhân nói. Mạc Kình Thiên bái kiến sư tổ, đệ tử có mắt không nhìn thấy sư tổ, mong sư tổ trách phạt. Sư tổ cái gì, ta chưa từng thu một đệ tử nào. Kỳ hồn bí pháp cũng không có truyền ra bên ngoài. Ngươi mau nói rõ cho ta, kỳ hồn bí pháp ngươi học được ở đâu? Còn nữa, kỳ hồn bí pháp mà ngươi đang tu luyện dường như cũng không được đầy đủ. Mạc Kình Thiên vội vàng nói. Sư tổ, sư phụ con gọi là Không Linh Thánh Thủ, người đã vẫn lạc. Đệ tử trong lúc vô tình nhận được truyền thừa của sư phụ, từ trong miệng sư phụ mà biết được danh hào của sư tổ, sư phụ có lưu lại một đạo tàn hồn, cố ý nói cho đệ tử. Bảo đệ tử một ngày nào đó nhất định phải trở lại bên người sư tổ hiếu kính người, chuộc tội cho sư phụ. Không Linh Thánh Thủ, cái tên rất quen thuộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong đầu dường như có chút tư liệu về Không Linh Thánh Thủ, cẩn thận tìm kiếm tin tức, lập tức há hốc mồm. Trong đầu Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều tư liệu, Không Linh Thánh Thủ chính là cường giả mà người ta nghe tên đã sợ mất mật. Ai cũng không dám đắc tội với Không Linh Thánh Thủ này. Một khi đắc tội với người này chính là ác mộng. Không ai biết lai lịch của Không Linh Thánh Thủ này, thế nhưng người này lại thân mang bốn loại áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian và áo nghĩa linh hồn, còn có áo nghĩa thuộc tính phong. Đặc biệt là lĩnh ngộ trên phương diện áo nghĩa linh hồn và áo nghĩa không gian cực kỳ cường hãn. Mà sở thích lớn nhất của Không Linh Thánh Thủ này chính là trộm đồ vặt, không có thứ nào là hắn ta không trộm được. Ngay cả cấm chế cũng với trận pháp hắn cũng không cần phá bỏ cũng có thể trộm được. Coi như là nhẫn chữ vật mang trên tay người này cũng lập tức có thể trộm đi. Thứ khiến cho người ta nói chuyện say sưa nhất chính là không biết lúc nào Không Linh Thánh Thủ này lại trộm đi trái tim của lão bà của một cường giả cổ tộc. Kết quả Không Linh Thánh Thủ bị đuổi giết liên miên, thế nhưng lại không bắt được người này, cũng không biết hắn trốn đi tới nơi nào. Thứ khiến cho người ta kiêng kỵ Không Linh Thánh Thủ nhất chính là, dưới tình huống bình thường, Không Linh Thánh Thủ chưa từng lấy mạng người, coi như là người có cửu oán với hắn hắn cũng không trực tiếp lấy mạng, hắn chỉ giống như u hồn đi theo người ta, trộm toàn bộ tất cả mọi thứ của người này, mà ngay cả y phục trên người cũng không ngoại lệ. Đồn rằng, khi trước có một nhị thế tổ niết bàn cảnh của một đại gia tộc đặc tối với Không Linh Thánh Thủ, kết quả bị Không Linh Thánh Thủ giống như u hồn không tiêu tan theo suốt 5 năm, 5 năm giống như u hồn không tiêu, trốn không thoát được. Dọc đường đi. Không ngờ y phục trên người cũng bị lột sạch, trực tiếp TAN TA Upsilon ổng xuất hiện trên đám người, hoặc là người này làm bất kỳ chuyện gì Không Linh Thánh Thủ sẽ xuất hiện bên cạnh, cho dù đi đâu thì hắn ta cũng có thể đứng trước mặt cười nhạo, cuối cùng tên nhị thế tổ này đã bị Không Linh Thánh Thủ đơn giản làm cho bị điên. Một người có tu vi niết bàn cảnh, dùng tâm cảnh và linh hồn của người này không ngờ lại bị dọa điên, không biết trình độ muốn sụp đổ tới mức nào. Cũng đủ để thấy được Không Linh Thánh Thủ này khó dây và khủng bố tới mức nào. Tiểu tử này, ai? Nghe Mạc Kình Thiên nói, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân chấn động, nhìn Mạc Kình Thiên rồi nói. Ngươi cũng đứng lên kia, tên tiểu tử kia hẳn không thu ngươi làm đồ đệ chứ, đúng không? Không sai. Sở Kình Thiên đứng dậy, ngại ngùng cười cười nói. Tàn hồn của Không Linh Thánh Thủ có nói, cũng không biết vì sao lại không thu ta làm đệ tử. Thế nhưng trong lòng đệ tử Không Linh Thánh Thủ vẫn là sư phụ của đệ tử đạt được tuyệt học bình sinh của sư phụ, cho nên coi như là đệ tử của người. Đồng thời còn phải thay sư phụ ở lại bên người sư tổ. Lúc đầu ta đã cảnh cáo hắn, đương nhiên hắn sẽ không dám thu đệ tử. Tam Kỳ lão nhân nói, dường như nhớ lại một ít chuyện cũ, vẻ mặt nặng nề nhìn Mạc Kình Thiên nói. Người đạt được tuyệt học của Không Linh Thánh Thủ, cũng chỉ là một ít bổn sự trộm đạo mà thôi.
Lúc đầu ta không thu hắn là bởi vì tuy rằng thiên phú của hắn rất mạnh, cũng có thể kế thừa y bát của ta, chỉ là hắn lại ưa thích trộm đạo mà thôi, cho nên ta mới tịch thu lại. Tiểu tử này cũng học được mấy thành kỳ hồn bí pháp của ta, khó trách ngươi lại biết kỳ hồn bí pháp. Sư tổ, không thể gọi là trộm đạo a. Ngươi thực sự hiểu lầm chúng con rồi, sư phụ có để lại cho con 5 điều giới luật, một không được bắt nạt kẻ yếu, mà không được lấy đồ của người già và trẻ nhỏ. Ba là trong lòng phải mang theo chính khí, 4 không được làm sằng bậy, 5 không được làm những chuyện vẽ đường cho hươu chạy. Những năm nay cũng bởi vì 5 điều giới luật này, tuy rằng thân là người trong phỉ đạo, thế nhưng đệ tử cố gắng ít ra mặt, tuyệt đối không dám đỡ upsilon.ng vào 5 điều giới luật này. Mạc Kình Thiên vội vàng giải thích nói. Tam kỳ lão nhân lần nữa nhìn qua Mạc Kình Thiên, nói. Giới luật này là do ta định ra, tự nhiên ta biết rõ. Ta cũng biết hắn luôn tuân thủ, vốn ta còn định sau khi đối phó với Xích Linh Liệt Hỏa xong, ta sẽ chính thức thu hắn làm đệ tử, không ngờ hắn đã vẫn lạc, không ngờ a. Sư tổ, nếu như lúc này sư phụ biết rõ người đã chấp nhận sư phụ, nhất định sư phụ sẽ vô cùng cao hứng. Mạc Kình Thiên nói. Tam kỳ lão nhân liếc nhìn Mạc Kình Thiên, nói. Ngươi đừng có gọi bậy, ta không có thu tên tiểu tử kia làm đồ đệ, tên tiểu tử đó cũng không thu ngươi làm đồ đệ. Cho nên hiện tại ngươi không có quan hệ với ta, ta hỏi ngươi, tên kia chết như thế nào? Mạc Kình Thiên bất đắc dĩ nói. Sư phụ xông vào một bí cảnh, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ là vì thương thế quá nặng, cho nên không tránh khỏi vẫn lạc. Ai? Nghe vậy tam kỳ lão nhân một lúc sau mới khẽ than một tiếng. Lục Lâm Thiên cũng có chút xúc động không hiểu, người mạnh mẽ như vậy không ngờ cũng vẫn lạc. Đúng rồi, tại sao ngươi lại động thủ với hắn? Sau khi tam kỳ lão nhân khẽ than, lập tức nói với Mạc Kình Thiên. Đúng vậy, ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi vừa mới thấy ta đã giết ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên cũng rất là kỳ quái, Mạc Kình Thiên này hắn tuyệt đối chưa từng đắc tội. Không biết vì sao người này vừa mới thấy mặt hắn đã động thủ. Mạc Kình Thiên lúc này dường như mới nhớ tới mục đích khi tới đây cho nên vội vàng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy. Nhanh giao ra tam muội ta, nể mặt tổ sư ra, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Tam muội, ngay cả người ta cũng không biết làm sao ta có thể biết được tam muội ngươi, ngươi nói đùa sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói. Ngươi còn không thừa nhận, danh hào của tam muội ta là ma linh yêu nữ, ngươi còn dám nói không biết. Mạc Kình Thiên khẽ quát, hắn còn đang tưởng rằng Lục Lâm Thiên cố ý nói dối. Cái gì? Lục Lâm Thiên khiếp sợ không thôi, lúc trước từ trong miệng An Thi Giao hắn cũng đã biết được một ít chuyện về ma linh yêu nữ, hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi chính là nhị ca của ma linh yêu nữ, Diệu Thủ Mạc Không? Đúng vậy, ta chính là Diệu Thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, khẽ thở dài một câu rồi nói với Mạc Kình Thiên. Sao không nói sớm mà đã động thủ rồi? Nàng không có việc gì, nàng đang bế quan, ta nào dám gây khó dễ cho nàng a? Nàng không làm khó dễ ta đã tốt lắm rồi. Mạc Kình Thiên nghe vậy cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, thực lực của tam muội mình hắn hiểu rõ nhất, ngay cả hắn cũng không làm gì được tam muội, thủ đoạn trên người tam muội có vô số. Người bình thường khó có thể đối phó được với muội ấy, huống chi đây chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Lúc này tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên cùng với Mạc Kình Thiên, ánh mắt lóe lên rồi lên tiếng. Mạc Kình Thiên, ngươi coi không linh thánh thủ là sư phụ của ngươi sao? Mạc Kình Thiên nghe vậy lúc này mới không để ý tới Lục Lâm Thiên, nói với tam kỳ lão nhân. Sư tổ, đó là chuyện đương nhiên, nếu như không có sư phụ con cũng không có như ngày hôm nay. Bổn sự của con đại bộ phận đều đạt được từ truyền thừa của sư phụ. Tam kỳ lão nhân gật gật đầu, nhìn Mạc Kình Thiên nói. Đã như vậy cũng bỏ đi, cũng chỉ trách bản thân tiểu tử đoản mệnh kia, tu luyện vô tình, có vẫn lạc cũng là ý trời. Ngươi cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp, vậy sau này coi như là đệ tử của hắn, ta thay hắn đồng ý, lúc trước cũng là ta bảo hắn không được thu đệ tử. Đa tạ tổ sư gia. Mạc Kình Thiên vội vàng hưng phấn hành lễ. Hắn kích động, hưng phấn vì được ở lại bên người vị sư tổ này. Một phần thực sự là theo lời tàn hồn của sư phụ không linh thánh thủ có yêu lại, mà nguyên do khác là bởi vì, thứ nhất kỳ hồn bí pháp mà hắn tu luyện không được đầy đủ, thứ hai hắn đã sớm điều tra qua một ít tư liệu,
Tam Kỳ lão nhân là một cường giả khủng bố a, là một cường giả tung hoành 3000 đại thiên thế giới, tinh thông trận pháp, khôi lỗi, các loại thủ đoạn, đây cũng là điều mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cuộc đời của ta đệ tử ký danh của ta cũng có mấy người, tiểu gia hỏa không linh thánh thủ đoạn mệnh kia khi trước cũng là một trong những đệ tử ký danh của ta. Bất quá đệ tử thân truyền của ta, từ trước tới nay cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên coi như là một nửa đệ tử thân truyền. Tam Kỳ lão nhân nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt như cười như không. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào phủ nhận, thiên linh lục mà hắn đạt được, còn nghiên cứu nhiệt hỏa chiêu thiên, Tam Kỳ lão nhân nói hắn là một nửa đệ tử thân truyền cũng không giả một chút nào. A hát, Lục Lâm Thiên là một nửa đệ tử thân truyền của sư tổ sao? Tam Kỳ lão nhân vừa mới dứt lời, ánh mắt Mạc Kình Thiên lại có chút lúng túng, nếu như tính ra mà nói, Lục Lâm Thiên này không phải là sư thúc của hắn hay sao? Mà hắn lại là đệ tử ngoại môn, Lục Lâm Thiên coi như là đệ tử nội môn. Lục Lâm Thiên đương nhiên là nửa đệ tử thân truyền của ta, sở học cả đời của ta đều nằm trên người hắn. Tam Kỳ lão nhân nói với Mạc Kình Thiên. Theo đạo lý mà nói, ta thừa nhận ngươi, cũng nên tặng ngươi một chút lễ vật. Kỳ hồn bí pháp mà ngươi tu luyện cũng không phải là nguyên vẹn, nếu như tu luyện kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn, sợ rằng ngươi sẽ từ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đột phá tới niết bàn cảnh. Không cần bất luận ngoại lực nào cũng có thể đơn giản đột phá được. Ánh mắt Mạc Kình Thiên biến ảo, kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn, chỉ có bản thân hắn mới biết rõ thứ này quan trọng với hắn ra sao, cho nên hắn lập tức hành lễ nói. Đa tạ sư tổ ban cho kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân biến ảo, nói. Ngươi đừng cảm ơn ta, hiện tại ta đang rất suy yếu, hai người các ngươi đừng quấy rầy ta. Mạc Kình Thiên, ngươi muốn kỳ hồn bí pháp hoặc là thứ khác cứ tìm Lục Lâm Thiên là được. Về phần hắn có cho ngươi hay không thì là chuyện của hắn. Hiện tê ải các ngươi có thể đi ra cho ta. Vâng. Lục Lâm Thiên cùng với Mạc Kình Thiên gật đầu rồi hành lễ. Mạc Kình Thiên còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì thân ảnh hai người đã tới tầng thứ tư trong thiên trụ giới. Đồng thời, Kỳ lão khẽ ngẩng đầu, ở trong tầng thứ năm thiên trụ giới nói. Tiểu tử, Mạc Kình Thiên này và ngươi dường như có chút phiền toái, ngươi không làm gì muội muội của người ta đó chứ. Dù sao ta cũng chỉ giúp ngươi được tới mức này, kỳ hồn bí pháp chỉ là một trong tam kỳ bí pháp mà thôi, nó được ghi lại đằng sau thiên linh lục, chậm rãi tìm là có thể tìm ra. Trong tầng thứ tư thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cười khổ, trong lòng thầm kỳ kỳ lão này quả thực đủ nhiệt tình a. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang cười, ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đổi, đang muốn mở miệng mắng chửi lập tức nhớ tới thân phận hiện tại cho nên mở miệng nói. Sư thúc, muội muội ta thực sự không có chuyện gì chứ? Muội ấy bế quan ở nơi nào? Sư thúc, Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên nói. Ta còn chưa phải là đệ tử thân truyền của Kỳ lão, ngươi đừng gọi ta là sư thúc, tam muội của ngươi thực sự đang bế quan ở ngay trong phi linh môn ta. Dường như là vì chuyện của vô ảnh phệ tủy độc thư, ta sẽ dẫn ngươi tới tìm nàng. Nói xong khí tức trên người Lục Lâm Thiên chấn động, muốn rời khỏi thiên trụ giới mang Mạc Kình Thiên đi ra ngoài tìm ma linh yêu nữ. Được rồi, ta không tin ngươi thì cũng phải tin sư tổ. Huống chi ta cũng tin ngươi không có cách nào làm gì được tam muội ta, nó thu thập ngươi thì đúng hơn. Mạc Kình Thiên vội vàng kéo tay Lục Lâm Thiên, nói. Ta không vội, tam muội đang bế quan, chúng ta đừng quấy rầy nói. Tránh quấy rầy đúng lúc quan trọng, khi đó lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn Lục Lâm Thiên cũng có ý này, hắn không muốn quấy rầy ma linh yêu nữ, vạn nhất nàng đang ở lúc quan trọng, một khi quấy rầy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn ma linh yêu nữ nói muốn bế quan vài ngày, hiện tại đã hơn một tháng, nếu như không phải có chuyện quan trọng, cũng sẽ không lâu như vậy. Lục Lâm Thiên nghĩ lại, vì vậy mới mở miệng nói với Mạc Kình Thiên. Vậy ngươi có thể ở lại phi linh môn ta chờ. Ta cũng định ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian. Mạc Kình Thiên không chút do dự gật đầu, ánh mắt đảo liên hồi, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi không cho ta gọi là sư thúc cũng không thành vấn đề. Kỳ thật ta gọi cũng không quen. Không bằng như vậy đi, có lẽ ta lớn tuổi hơn ngươi một chút. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Lâm Thiên huynh đệ, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên ta. Ngươi thấy thế nào? Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Như thế rất tốt. Mạc Kình Thiên nở nụ cười thỏa mãn, giống như đã quen biết Lâm Thiên từ trước, cánh tay đặt lên vai Lục Lâm Thiên,
khoác vai Lục Lâm Thiên rồi nói. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta coi như là người một nhà, người có quan hệ như thế nào với Tam muội? Tam muội ta có làm khó ngươi không? Nhà đầu này thoạt nhìn có chút hung dữ, tính tình táo bạo, xảo trá, tinh quái, thế nhưng kỳ thật lại rất dễ nói chuyện. Chỉ cần biết dụ dỗ nó là được, nếu như nó làm khó dễ huynh đệ ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giáo huấn nàng. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nói. Nói như vậy có chút nghiêm trọng rồi, nàng không làm khó ta, ngược lại còn thường xuyên giúp ta một ít chuyện. Ồ! Mạc Kình Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên một lát, nói. Xem ra ngươi ở với Tam muội ta công tệ, vậy là tốt rồi, ta cũng không cần quá lo lắng. Đợi nàng xuất quan là ngươi có thể gặp được nàng. Lục Lâm Thiên nói. Không vội, không vội. Mạc Kình Thiên mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên huynh đệ, vừa rồi sư tổ đã nói tới kỳ hồn bí pháp, ngươi xem. Kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không biết kỳ hồn bí pháp ở trong Thiên Linh Lục, lại là một trong tam kỳ bí pháp, nếu như không phải vừa rồi kỳ lão nói bản thân Lục Lâm Thiên cũng còn không biết. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không có ý định tu luyện âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên cũng không muốn tu luyện thêm một công pháp nào khác. Kỳ hồn bí pháp A. Lục Lâm Thiên đang muốn đưa kỳ hồn bí pháp cho Mạc Kình Thiên, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói. Không khéo rồi. Vật trọng yếu của kỳ lão như vậy ta cũng không mang trên người. Có lẽ ngươi cũng biết, ta đến thị hoang thế giới này là bị ép tới đây, cho nên cũng không dám mang bảo vật theo người. Cái gì, ý ngươi là kỳ hồn bí pháp không ở trên người ngươi? Mạc Kình Thiên lập tức sững sờ, có chút gấp gáp hỏi, rõ ràng hắn không tin lời nói của Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, ta mang theo nó làm gì? Đến thị hoang thế giới này cũng không biết sống hay chết, cho nên ta mang theo nó làm gì. Lục Lâm Thiên nhìn bộ dáng thất vọng của Mạc Kình Thiên rồi nói. Tuy rằng ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, thế nhưng lại nhớ rõ một chút. Kỳ hồn bí pháp chỉ là một trong tam kỳ bí pháp mà thôi, nếu như ta cẩn thận ngẫm lại có lẽ có thể nhớ ra. Mạc Kình Thiên vội vàng lôi kéo Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên huynh đệ, vậy huynh đệ có thể nói cho ta nghe được không? Ta cũng muốn a, bất quá ta còn có chuyện quan trọng phải làm, thật sự cũng không có thời gian nghĩ a, cũng không có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Lục Lâm Thiên nói với Mạc Kình Thiên. Tuy rằng Mạc Kình Thiên nóng vội, thế nhưng dù sao cũng là người có định lực, sau khi hít sâu một hơi rồi nói với Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, ta chờ ngươi vài ngày cũng không sao. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên không có chút thay đổi nào, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nói với Mạc Kình Thiên. Chỉ là chuyện quan trọng của ta rất nguy hiểm, nếu như ta không thể trở lại mà nói, vậy thì có chút phiền phức. Cũng không có cách nào nhớ lại kỳ hồn bí pháp cho ngươi. Mạc Kình Thiên nghe vậy lập tức cảm thấy sốt ruột, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi quá không th anh thật rồi. Rõ ràng ngươi gặp phiền toái gì đó, ngươi cứ nói ra thử xem ta có thể giúp được ngươi hay không. Chuyện này, Lục Lâm Thiên ra vẻ ngại ngùng. Do dự một lát rồi nói với Mạc Kình Thiên. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện lớn gì, trước mắt ta cũng không biết chuyện này có phải là phiền phức hay không. Nếu như có phiền phức, lúc đó mời Kình Thiên huynh đệ hỗ trợ cũng không muộn. Chuyện nhỏ. Mạc Kình Thiên trực tiếp ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui vẻ, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhưng mà muốn ta ra tay cũng có một điều kiện, đến lúc đó Lâm Thiên huynh đệ cần phải đem kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn giao cho ta mới được. Giải quyết phiền phức cho ta, ta nhất định sẽ giao ra kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn cho Kình Thiên huynh đệ. Hiện tại ta sẽ đưa cho Kình Thiên huynh đệ một ít thứ tốt. Lục Lâm Thiên cười cười, tay giao ra một ít ngọc giản cho Mạc Kình Thiên. Bên trong mấy ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế chiến hạm, khôi lỗi tọa giá. Nguyên vẹn, đều là những vật bất phàm trên Thiên Linh Lục. Mạc Kình Thiên lúc này cũng không đề phòng Lục Lâm Thiên, tay tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào bên trong. Khuôn mặt tức thì kinh ngạc một lúc lâu, không thèm để ý tới Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ đi ra ngoài tước đi. Thứ này là đồ tốt à, ta cần nghiên cứu một chút, người có phiền phức cứ bảo ta. Đúng rồi, bên ngoài ta còn một ít người, người đi sắp xếp dùm ta một chút. Để cho bọn họ ở lại trong Phi Linh Môn là được. Có lệnh bài này bọn họ sẽ biết được thật giả, bằng không bọn họ đều là đạo phỉ, sẽ gây phiền phức cho ngươi. Mạc Kình Thiên nói xong,
vứt một khối lệnh bài nhỏ bằng lòng bàn tay về phía Lục Lâm Thiên rồi không thèm để ý tới Lục Lâm Thiên nữa. Lục Lâm Thiên cũng không nói gì, khóe miệng mỉm cười, đây chính là kết quả mà Lục Lâm Thiên muốn nhất. Tâm thần khẽ động, tiếp đó lập tức biến mất trong tầng thứ tư thiên trụ giới. Tuy rằng huyễn sát thiên cương trận của Phi Linh Môn đã ngừng vận chuyển, thế nhưng không có nghĩa đã hoàn toàn biến mất. Ít nhất đệ tử bên ngoài Phong Vân Sơn vẫn không có cách nào đi vào trong Phi Linh Môn. Trong huyết sát thâm uyên, hỏa ảnh tật phong thuyền lơ lửng trên không trung. Bên trên có không dưới 500 đạo thân ảnh đang đứng đó, toàn thân lộ ra khí tức bất phàm. Hổ Sơn cùng với ba tên mập mạp đang đứng phía trước. Trong đội hình gần 500 người này có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh, đây tuyệt đối là một cỗ thế lực bất phàm. Hổ Sơn, người nói xem, liệu nhị đương gia có xảy ra chuyện gì hay không? Tên ở giữa ba tên mập mạp nhìn Hổ Sơn rồi hỏi. Bằng vào thực lực của nhị đương gia làm sao có thể xảy ra chuyện? Ta thấy một mình nhị đương gia cũng có thể giải quyết được Phi Linh Môn A. Chúng ta chỉ cần đề phòng người Phi Linh Môn trốn là được rồi, trốn một người giết một người. Thân thể hùng vĩ của Hổ Sơn run lên, trong lòng hắn đã đợi ngày này rất lâu, lần này nhất định phải rửa sạch sỉ nhục khi trước mới được. Ầm ầm. Lúc này trong huyết sát thâm uyên đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, trước cửa Phi Linh Môn lập tức có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện bên ngoài cửa. Người này chính là Lục Lâm Thiên. Nhìn con thuyền to lớn giống như hỏa diễm đang lơ lửng trên không trung, mấy trăm đạo khí tức sát phạt, có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh, còn có 4 người có tu vi thông thiên cảnh, Lục Lâm Thiên cũng có chút động dung. Huống chi là đối với con thuyền lớn quen thuộc này, chỉ cần nhìn Lục Lâm Thiên lập tức nhớ lại, ban đầu khi hắn vừa mới tiến vào trong đại thiên thế giới đã phải chạy trối chết khỏi con thuyền này đuổi giết. Mà thời điểm này, Hổ Sơn trên hỏa ảnh tật phong thuyền cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc này, trong lòng tức thì tràn ngập giận dữ. Hổ Sơn vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, đây chính là người bị nhị đương gia đuổi giết, cựu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Hổ Sơn hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm sét vang vọng, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Lục Lâm Thiên, ngươi còn chạy đi đâu? Ngày hôm nay cho dù có chắp cánh ngươi cũng khó thoát khỏi bàn tay của ta. Tiếng quát vừa dứt. Thân thể hùng vĩ của Hổ Sơn dùng tốc độ như thiểm điện biến mất, khi thân ảnh xuất hiện cánh tay đã vung lên, một đạo quyền ấn bằng quang mang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Thân thể hùng vĩ giống như diều hâu vồ mồi, nhanh như chớp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không gian ven đường trực tiếp bị đánh vỡ, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, dài, hẹp. Oanh! Một quyền kinh người của Hổ Sơn lập tức đập tới trước người Lục Lâm Thiên, thế nhưng ngay khi quyền ấn sắp đánh xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Đại địa vô ảnh cước. Ngay khi thân ảnh Hổ Sơn đang phóng tới, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện, thanh âm vang vọng sau lưng Hổ Sơn. Cả không gian vào lúc này trực tiếp cứng lại, vô cùng hỗn loạn. Siêu. Trong sát na, quang mang màu trắng dưới chân Lục Lâm Thiên lóe lên, hung hăng đá ra một cước. Một đạo tàn ảnh cước ấn trực tiếp bắn ra, dùng xu thế mạnh mẽ đánh vỡ gợn sóng trong không gian. Sau đó hung hăng đá vào trên người Hổ Sơn. Phanh! Một đạo thanh âm cực lớn vang lên, thân thể hùng vĩ của Hổ Sơn giống như diều đứt dây hung hăng bắn về phía sau. Hổ Sơn thậm chí còn không kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bắn vào vách núi đá trên huyết sát thâm uyên, tạo thành một cái động sâu rộng mấy thước, cũng không biêu sâu bao nhiêu. Ầm ầm! Huyết sát thâm uyên ầm ầm run lên, nơi thân thể Hổ Sơn bắn vào, gợn sóng trong không gian vỡ nát từng khúc. Vách núi đá rung động, rạn nứt, kinh phong đáng sợ từ bên trong phô thiên cái địa tràn ra. Nhìn Hổ Sơn nhanh như thiểm điện bắn vào trong vách núi đá, đám người Phong Vân Sơn trên hỏa ảnh tật phong thuyền không biết là rung động hay là khiếp sợ mà chưa lấy lại tinh thần, cả đám ngây dại đứng tại chỗ. Hổ Sơn có tu vi thông thiên cảnh, vậy mà không ngờ lại bị đối phương đánh bay giống như đá banh, loại thực lực này khiến cho bọn họ rung động. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng. Hổ Sơn này động thủ với hắn trước, cho nên Lục Lâm Thiên cũng cố ý ra tay hung ác một chút. Lúc trước chính là tên Hổ Sơn này bắt hắn lên hỏa ảnh tật phong thuyền, hại hắn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mẫu đơn và tiểu long cũng mất tích. Nhưng mà lúc này có ma linh yêu nữ và diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên, Lục Lâm Thiên cũng phải cho hắn ta một chút mặt mũi, chỉ thừa cơ giáo huấn tên này một chút. Dù sao khắp nơi trong 3000 đại thiên thế giới đều tràn ngập nguy hiểm. Hắn cũng không thể trách Hổ Sơn,
nếu như không phải vì người này thực lực của hắn cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Phụt! Một lát sau, tiếng máu tươi phun từ trong thạch bích vang lên. Ngay sau đó thân thể hùng vĩ của Hồ Sơn tràn ngập máu tươi, chật vật, vô cùng thê thảm từ trong động sâu leo ra. Là ai? Là ai ẩn nấp ra tay với ta? Hồ Sơn đi ra, khí tức trên người suy yếu, lơ lửng đứng trên không trung, ánh mắt đánh giá khắp nơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nghe vậy chân phải Lục Lâm Thiên khẽ đạp, nói. Hồ Sơn, nếu như ngươi không phục, ta cũng không ngại lại đá Nugoyu một cước. Thế nhưng cước tiếp theo ta nhất định sẽ dùng toàn lực, sẽ không lưu tình với ngươi như cước vừa rồi. Dứt lời, khí tức thông thiên cảnh quanh thân Lục Lâm Thiên không chút do dự nào lan tràn ra. Hồ Sơn ở phía đối diện sững sờ, há hốc mồm, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, kinh hãi vô cùng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi làm sao lại đột phá thông thiên cảnh? Hồ Sơn nhớ rõ, mấy năm trước trong vạn cổ thế giới, Lục Lâm Thiên mới chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Ban đầu trong thế giới kia hắn muốn bắt Lục Lâm Thiên vô cùng dễ dàng, giống như diều hâu bắt một con gà chết vậy. Thế nhưng vừa rồi hắn lại bị Lục Lâm Thiên này dùng một cước đạp bay, Hồ Sơn lúc này đã tin rằng người vừa mới đá bay mình chính là Lục Lâm Thiên mà không phải là người khác đánh lén. Hắn cũng tự mình biết được sự khủng bố có thể vượt cấp chiến đấu của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Ai dám dương oai trong phi linh môn ta? Từng tiếng xé gió vang lên, trong phi linh môn lập tức có vô số thân ảnh lướt ra, tổng cộng có hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện. Dẫn đầu là Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hòa Thượng, Đồng Thất. Mà Kim Viên vốn là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong lúc này đã đột phá tới thông thiên cảnh. Hai người này vốn đã tới ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, sau khi phục dụng thông thiên đan, muốn đột phá cũng không quá khó, vận khí của hai người dường như cũng không tệ, đều đột phá được, đặt chân vào hàng ngũ thông thiên cảnh. DG, đoạn này text khá lủng củng, có thể dịch không sát nghĩa sau khi Kim Viên chịu đau khổ, ở trên thông thiên cảnh, dưới sự trợ giúp của huyền nguyên đan, tăng thêm kỳ ngộ của bản thân cũng một lần đột phá tới thông thiên cảnh. Bởi vậy lúc này trong đám người phi linh môn vừa mới xuất hiện, nếu như tăng thêm Lục Lâm Thiên mà nói cũng đã có 7 người có tu vi thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh và phá giới cảnh cũng tuyệt không ít, chuyện này khiến cho Hồ Sơn trực tiếp há hốc mồm. Đám đạo phỉ của Phong Vân Sơn trên hỏa ảnh tật phong thuyền cũng lập tức ngưng trọng hẳn lên. Thì ra là ngươi. Kim Viên dẫn đầu đạp không mà đứng, mắt nhìn về phía Hồ Sơn rồi mở miệng hỏi. Người này tự nhiên Kim Viên biết rõ, ban đầu ở trong sơn mạch cổ lan hắn đã từng nhìn thấy qua. Cho nên Kim Viên cũng biết người này à, người bên cạnh phu nhân. Các ngươi muốn thế nào? Nhị đương gia của chúng ta đâu? Sắc mặt Hồ Sơn lập tức khó coi, hắn thật không ngờ trong huyết sát thâm uyên lại có đội hình như vậy. Lục Lâm Thiên lại là trưởng môn, bên người có nhiều thông thiên cảnh như vậy, quan trọng nhất là bản thân Lục Lâm Thiên cũng là thông thiên cảnh, lúc này mới có bao lâu à? Theo ta vào đi thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua toàn bộ đám người của Phong Vân Sơn. Tay móc ra khối lệnh bài do Mạc Kình Thiên đưa cho hắn. Gần một tháng trôi qua, tin tức trưởng môn phi linh môn muốn đi tới thất sát môn thu 10 thành cũng nhanh chóng trở thành tiêu điểm nghị luận của tất cả mọi người. Thậm chí còn có người đi đặt cược xem rốt cuộc Lục Lâm Thiên của phi linh môn có thể thu được 10 thành trong tay thất sát môn hay không. Trong phi linh môn, sau khi Lục Lâm Thiên móc ra lệnh bài của Mạc Kình Thiên, mấy trăm người của Phong Vân Sơn lập tức trung thực hẳn lên. Lục Lâm Thiên tức thì nói với Hồ Sơn và Phong Vân Tam bàn một chút tình huống của Mạc Kình Thiên, sau đó đưa mọi người vào trong phi linh môn. Ma linh yêu nữ bế quan, nói là bế quan vài ngày, thế nhưng đã vài tháng còn chưa có đi ra, một lát sau, trong lòng Lục Lâm Thiên không yên cho nên mới đi tới nơi ma linh yêu nữ bế quan. Có cấm chế của ma linh yêu nữ tồn tại, khí tức chấn động không có một chút dị thường nào, Lục Lâm Thiên do dự một chút, cuối cùng quyết định không quấy rầy nàng mà lặng lẽ rời đi. 3 ngày sau, sáng sớm, mọi âm thanh dường như bắt đầu thức tỉnh. Đêm tối dần dần biến mất, từng tia nắng sớm chậm rãi đánh thức tất cả các sinh linh. Sáng sớm, từng cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua đại địa. Trong thất sát thành của thất sát môn hiện tại đã tụ tập không ít bóng người. Trên một sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, chung quanh sơn mạch bắt đầu có một mảnh sương mù màu trắng tản ra. Ầm ầm. Giữa không trung đột nhiên run rẩy, ngay sau đó cả không trung đột nhiên run lên,
từ phía chân trời đột nhiên có một đạo lưu quang nóng bỏng giống như một khỏa thiên thạch bằng hỏa diễm từ trên cao phóng xuống, lưu lại một đạo hỏa diễm nóng bỏng màu đỏ giống như tinh vân, tản ra khí tức nóng bỏng khuếch tán trong phiến thiên địa này. Khỏa thiên thạch bằng hỏa diễm này phóng tới, sau mấy lần chớp động đã lơ lửng trên không trung. Đây chính là một đầu phi thuyền khổng lồ, toàn thân bí văn quanh quẩn giống như hỏa diễm. Đây cũng chính là hỏa ảnh tật phong thuyền của Phong Vân Sơn, trên bong tàu lúc này có gần 500 đạo phỉ, còn có 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn. Khí tức sắc bén trên người lan tràn khiến cho cả không trung trên sơn mạch gió nổi mây phun, trong lúc mơ hồ cảm thấy cực kỳ áp lực. Đệ tử Phi Linh Môn so với đạo phỉ mà nói tuyệt đối cũng không kém một chút nào. Mỗi một người trong đám đạo phỉ đều là người trải qua giết chóc, khí tức sắc bén, không phải là người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Mà đệ tử Phi Linh Môn đều tới từ thị hoang thế giới, người tới từ thị hoang thế giới tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng không phải là người lương thiện. Bởi vậy đệ tử Phi Linh Môn cùng với người Phong Vân Sơn đứng song song, khí thế tuyệt đối không kém một chút mảy may nào. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, cũng nên đi một chuyến tới Thất Sát Môn, mười này tuyệt đối không thể không thu. Thực lực của Thất Sát Môn Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ đại khái trong lòng, khi đối phó với Diêu Quang. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã có ý định. Có ma linh yêu nữ nữ trong Phi Linh Môn, muốn đối phó với Thất Sát Môn có lẽ không thành vấn đề, chỉ là hiện tại ma linh yêu nữ lại không có mặt, thế nhưng lại có nhị ca Diệu Thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên của ma linh yêu nữ, đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên hỏa ảnh tật phong thuyền, Lục Lâm Thiên đứng đầu, bên trái là bốn người Hổ Sơn, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất, bên phải là đám người Phong Vân Ta Bàn. Tám người có tu vi thông thiên cảnh bên người, ở trong toàn bộ thị hoang thế giới như vậy tuyệt đối được coi là thực lực cường hãn. Thất Sát Môn hoan nghênh chư vị quang lâm. Hỏa ảnh tật phong thuyền vừa mới xuất hiện, trong Thất Sát Thành đã có một tiếng cười hào sảng truyền ra, thanh âm xé gió vang vọng trên không trung. Siêu siêu. Một mảng lớn tiếng xé gió mang theo khí thế kinh người vang vọng trong sơn mạch xanh biếc. Sau mấy lần chớp động đã có mấy ngàn người lơ lửng trên không trung. Mang theo khí thế sắc bén. Dẫn đầu có không ít ngộ chân cảnh và TC. Đám người vừa mới xuất hiện lập tức nhìn về phía hỏa ảnh tật phong thuyền, ánh mắt lập tức biến đổi. Dẫn đầu là một đại hán mặc áo bào màu vàng, bộ dáng chừng 40 tuổi, khí tức thông thiên cảnh trung giai lan tràn ra, cả không trung tựa như cứng lại, ánh mắt đảo qua hỏa ảnh tật phong thuyền, cuối cùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Là Khai Dương trong Thất Sát. Tại sao lại không thấy Thiên Xu và Thiên Tuyền A? Phi Linh Môn kia cũng không có ý tốt tới đây, người có tu vi thông thiên cảnh cũng không ít. Viêm Hỏa và Đồng Thất kia vốn đều là môn nhân của Liệt Hoa Môn, không biết tại sao lại gia nhập Phi Linh Môn. Từng tiếng thấp giọng nghị luận vang vọng, chung quanh đã sớm có vô số người tụ tập, chỉ là đám người này cũng không dám tới Thất Sát Thành quá gần. Ai là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn? Trong đám người Thất Sát Môn, đại hán mặc áo bào màu vàng khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. Là ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua không trung, một cỗ khí thức mịt mờ đảo qua không trung, thế nhưng không tránh khỏi được sự dò xét của Lục Lâm Thiên, hắn ngẩng đầu lên rồi nói. Thất Sát Môn sao chỉ có ít người như vậy, đây cũng không giống như đãi khách a. Đại ca của chúng ta đang ở đại điện chờ ngươi, cũng không biết các hạ có dám đi không. Đại hán mặc áo bào màu vàng nhìn Lục Lâm Thiên, vươn tay rồi nói. Bất quá Thất Sát Môn ta nhỏ. Những người khác trong Phi Linh Môn tạm thời ở lại đây a. Trưởng môn, không được, Thất Sát Môn không phải là đám người lương thiện gì, một mình người đi vào đó sẽ gặp nguy hiểm. Đám người Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta đánh vào bên trong cũng được, không thể một mình mạo hiểm. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta chỉ tới thu 10 thành, cũng không phải tới gây chiến. Thất Sát Môn đã có lời mời như vậy, nếu như chúng ta không đi cũng không có một chút phong độ nào. Tất cả lui về phía sau đi, không có ta phân phó, ai cũng không được lộn xộn. Lục Lâm Thiên nói xong, khẽ gật đầu với đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thân thể lập tức nhảy lên trên không trung, nói với nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. Nếu ta đoán không sai ngươi chính là Khai Dương trong Thất Sát đúng không? Mời dẫn đường. Khai Dương nhìn Lục Lâm Thiên, dường như có chút ngoài ý muốn vì Lục Lâm Thiên này lại can đảm như vậy. Thật sự dám một mình tiến vào trong Thất Sát Môn,
Trong lòng hắn có chút rung động, vươn tay làm tư thế mời, nói. Lục trưởng môn, xin mời. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, đạp không mà đi. Lục Lâm Thiên này quả thực quá can đảm, một người dám xông vào trong thất sát môn, bên trong giường như có không ít khí tức cường hãn a. Hổ Sơn và Phong Vân Tam bàn âm thầm kinh ngạc. Trong sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn tráng lệ. Trước một kiến trúc to lớn, trên quảng trường có không ít thân ảnh đang đứng, khí tức sắc bén trên người lan tràn ra chung quanh. Dẫn đầu là năm đạo thân ảnh, trong đó có Diêu Quang lần trước bị Lục Lâm Thiên làm trọng thương. Trong vòng một tháng này dường như thương thế trên người hắn ta cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lục trưởng môn thật can đảm, cũng dám một mình tới đây, đủ thấy được Lục trưởng môn gan dạ, sáng suốt hơn người. Phi Linh môn không hổ danh là sơn môn như mặt trời ban trưa. Ta thấy không bao lâu nữa Phi Linh môn có thể chống lại Đông Tinh Xà, Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới đáp xuống quảng trường, một trung niên nho nhã đã mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên nhìn người này, trên người trung niên này mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa xuống tận vai, dưới hai hàng lông mày kiếm có đôi mắt to, tràn ngập vẻ khôi khéo. Ánh mắt hắn lại khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác giảo hoạt, giống như chỉ cần sơ ý sẽ bị người này tính kế vậy. Áo nghĩa linh hồn, tu vi thông thiên cảnh cao giai. Nhìn người này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm chú ý vài phần, thân ảnh đáp xuống trước mặt người này rồi nói. Nếu như ta suy đoán không sai, các hạ chính là trưởng môn thất sát môn, thiên su của thất sát đúng không? Đúng là kẻ hèn, không ngờ Lục trưởng môn lại còn trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự như vậy, chúng ta quả thực đã già rồi. Thiên su mỉm cười, khuôn mặt giống như lúc nào cũng mang theo nụ cười. Lục Lâm Thiên cũng nhìn người này một phen, trưởng môn thất sát môn, thiên su của thất sát, đồn rằng thực lực của người này vô cùng cường hãn. Đối với việc luyện chế đan dược cùng vói khôi lỗi có tạo nghệ rất sâu, điều khiến cho người ta kiêng kỵ nhất chính là người này xảo trá vô cùng, miệng nam mô bụng một bồ dao găm cho nên có danh xưng thiếu lý tàng đao. Dò xét một lát, Lục Lâm Thiên lại nhìn bốn người bên cạnh người này, trừ Diêu Quang ra còn có ba đại hán trung niên khác. Một người mặc áo xanh, hai mắt giống như bừng bừng sinh cơ. Một người mặc trường bào rộng màu xanh da trời, trên lưng thêu đồ án dị thú dữ tợn. Còn có một đại hán mặc trường bào màu trắng, không gian chung quanh có gió nhẹ nhộn nhạo, rõ ràng là tu luyện áo nghĩa thuộc tính phong. Tăng thêm khai dương dẫn đường, lúc này Lục Lâm Thiên đã nhìn thấy 6 người trong thất sát, 6 người này có một là thông thiên cảnh cao giai, 2 thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, 3 người còn lại là thông thiên cảnh trung giai. Chỉ là chưa đạt tới thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong mà thôi. Cảm nhận khí tức trên thân 6 người. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ thất sát môn này quả thực không phải bình thường. Đây là 6 thông thiên cảnh A, bên ngoài vừa rồi còn có vài thông thiên cảnh sơ giai, thực lực như vậy đủ để quét ngang một mảng lớn tiểu thế giới. Thiên su trưởng môn quá khen, mục đích ngày hôm nay ta tới đây có lẽ chư vị cũng đã biết, cho nên đừng chậm trễ nữa, ta còn có chút việc A. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dường như cố ý, vô tình nhìn về phía Diêu Quang đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn. Sau đó lập tức nhìn Thiên Xu rồi nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Thiên Xu mỉm cười, ánh mắt lén lút biến đổi, nói. Lục trưởng môn, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. 10 thành thất sát môn ta đã chuẩn bị từ trước, đồng thời cũng cảm tạ Lục trưởng môn lần trước không làm khó thất đệ không có mắt của ta. Nghe lão thất nói thực lực của Lục trưởng môn cao tuyệt cho nên khiến cho trong lòng mấy huynh đệ chúng ta ngứa ngáy, rất muốn luận bàn một phen với Lục trưởng môn. Mong Lục trưởng môn cho huynh đệ chúng ta một ít mặt mũi. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Xu, trong lòng hắn chưa bao giờ hết đề phòng với người này. Cho nên giờ phút này nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ thất sát này tuyệt đối sẽ không đơn giản giao ra 10 thành như vậy. Lần này trước khi hắn tới đây đã chuẩn bị sẵn sàng, thất sát môn thực sự giao ra 10 thành mới là việc lạ, sợ rằng nếu như hắn không đồng ý, bọn họ cũng có cớ không giao ra 10 thành. Đây mới là thứ bọn họ muốn. Chỉ là nếu như đồng ý cũng không đơn giản. Vẻ mặt khẽ biến đổi, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thiên su trưởng môn quá khen rồi, vận khí ta tốt hơn một chút cho nên mới thắng được Diêu Quang trưởng lão một chút mà thôi, thực lực cũng không hơn Diêu Quang trưởng lão là bao. Lục trưởng môn không cần phải khiêm tốn, hôm nay vô luận thế nào cũng nên cho mấy vị huynh đệ chúng ta mặt mũi, không phải Lục trưởng môn không nể mặt chúng ta đó chứ. Thiên su nói một tiếng. Ánh mắt khẽ đảo, 5 người chung quanh lập tức có hành động,
tạo thành một hình ngũ giác vây khốn Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn năm người chung quanh, tính cả Diêu Quang trong năm người ra còn có hai thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, ba thông thiên cảnh trung giai, trong năm người này thực lực của Diêu Quang xem như kém cỏi nhất, lúc này năm người vây cơ nơ Lục Lâm Thiên, giống như một trận pháp hợp kích, thất sát môn này thực sự đã có sắp xếp từ trước, định lấy nhiều bắt nạt ít, thế nhưng nói năng lại cực kỳ khách khí. Lần nữa ngẩng đầu nhìn Thiên Xu, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thiên Xu trưởng môn, người định dùng sức mạnh sao? Thiên Xu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên, trong mắt lén lút hiện lên vẻ chấn động, thế nhưng vẻ mặt lại thản nhiên, mỉm cười nói. Lục trưởng môn nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, chỉ là luận bàn thuần túy mà thôi. Thế nhưng lúc đó cho dù ai thắng ai thua Lục trưởng môn cũng có thể lấy đi 10 thành của thất sát môn ta, mong Lục trưởng môn vui lòng chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nhìn Đai Xu, người này miệng nam mồ bụng một bồ dao găm, âm hiểm vô cùng, rõ ràng muốn mượn cơ hội đánh hắn chết, thế nhưng trong lời nói lại có tiến có lui, khách khí vô cùng, không hổ là Thiên Xu đứng đầu trong thất sát, người khiến cho chúng cường giả trong thị hoang thế giới kiêng kỵ, tâm trí, gian xảo không phải bình thường. Nếu như đứng ở một phương diện khác mà nói, người này tuyệt đối là nhân tài. Mong Lục trưởng môn thỉnh giáo. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang âm thầm suy tư, một lão giả mặc trường bào màu xanh, hai mắt có tinh mang màu xanh bắn ra, một cỗ khí chất bừng bừng sinh cơ lấy thân thể hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Kết trận. Cùng một thời gian năm người đồng thời hành động, từng cỗ khí thế kinh người từ trên thân thể năm người đồng thời tuôn ra, năm loại nguyên lực thổ, thủy, hỏa, phong, mộc bắt đầu tràn ra, nhanh chóng tạo thành khí thế khủng bố trên không trung, tựa như mây đen tràn ngập bầu trời, cả không gian trong thoáng chốc thiên hôn địa ám. Siêu siêu, năm người đồng thời lướt lên trên không trung, trong lơ mơ hồ tương liên, lộ ra cảm giác huyền ảo. Chỉ trong thoáng chốc sinh cơ bừng bừng, chặt đứt sinh cơ, trầm trọng, nặng nề, lạnh lẽo thấu xương, nóng bỏng vô cùng, nhanh chóng mà sắc bén, năm loại áo nghĩa thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, mộc giống như mạng nhện lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Năm loại áo nghĩa trên không trung tương liên với nhau, nguyên lực minh mông tuôn ra, cuối cùng tương liên. Trong nháy mắt tạo thành một trận pháp khổng lồ trên không trung. Ầm ầm, cả không gian lập tức run lên, một cỗ uy áp cực lớn từ trong đại trận lan tràn ra, khiến cho Lục Lâm Thiên cũng phải biến sắc. Ngũ tài diệt không trận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn trận pháp do năm người tạo thành, đây chính là một trận pháp hợp kích có ghi lại trên Thiên Linh Lục. Nhìn ngũ sát trong thất sát tạo thành trận pháp hợp kích, lại là ngũ tài diệt không trận. Hai thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong cùng với ba thông thiên cảnh trung giai tạo thành trận pháp hợp kích, uy năng đủ để chính diện chống lại thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Đại trận hợp kích được bố trí, Thiên Xu âm thầm mỉm cười trong lòng, ánh mắt cũng âm thầm quan sát lên người Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên trong đại trận vẫn vô cùng nhẹ nhàng, không quan tâm tới mọi chuyện. Không hiểu sao trong lòng Thiên Xu lúc này lại mơ hồ có chút lo lắng, ngưng trọng. Lục trưởng môn, cẩn thận. Lão giả mặc áo bào màu xanh nhẹ giọng quát, nhìn như cực kỳ khách khí, thế nhưng khi ra tay lại hoàn toàn không khách khí, sắc bén mà lạnh lẽo, thân thể năm người khẽ động, một đạo quang trụ bằng năng lượng từ trong cơ thể trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, năm đạo quang trụ bằng năng lượng trong cơ thể năm người bắn ra, những nơi quang trụ bằng năng lượng đi qua, không gian bỗng nhiên vỡ nát, năm đạo quang trụ bằng năng lượng giống như năm đạo sấm sét phóng về phía Lục Lâm Thiên. Hư lao thời không, bí pháp ám ma phân thân. Cùng lúc, trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên lạnh lẽo, từng đạo thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện kết xuất, cả không gian đột nhiên có khí tức quỷ dị chấn động. Từng khe nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra bốn phía, dưới không gian có cảm giác loạn này, công kích của ngũ sát và thân thể lập tức bị ngăn cản, giống như lâm vào trong vũng bùn. Siêu siêu, trong không gian loạn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quan nhận lan tràn. Khiến cho ngũ sát trở tay không kịp. Dưới áo nghĩa thời gian, năm người lập tức chật vật. Cùng lúc, quanh thân Lục Lâm Thiên có năm đạo linh hồn phân thân lướt đi, linh hồn lực minh mông khuếch tán. Lập tức năm đạo linh hồn phân thân dùng phương vị huyền ảo, trực tiếp phân tán ra năm phía. Năm phương vị không biết cố ý hay vô tình mà chặt đứt trận pháp hợp kích của ngũ sát, năm đạo linh hồn phân thân vừa vặn xuất hiện ở năm phương vị quan trọng của trận pháp, khiến cho ngũ sát không thể tương liên với nhau. Không thể dẫn dắt uy lực. Toái hồn sư tử hống. Đồng thời,
năm đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hư ảnh hình người cực lớn lăng không trên bầu trời. Hư ảnh khổng lồ này ước chừng vài trăm thước, từng đạo uy áp linh hồn mênh mông lan tràn, khiến cho không gian chung quanh hư ảnh khổng lồ này nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Giống. Năm đạo hư ảnh khổng lồ vài trăm thước lập tức mở cái miệng rộng ra, thanh âm tựa như tiếng sư tử gầm. Năm tiếng gầm hội tụ tạo thành một cơn lốc bằng linh hồn, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian ra chung quanh. Sóng âm mạnh mẽ đánh nát không gian. Sóng âm bằng linh hồn nhìn như vô hình, thế nhưng bên trong lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo, cường hãn khuếch tán. Năng lượng linh hồn rít gào, thanh âm giống như tiếng sư tử vang vọng trong không gian khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Dưới cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo như vậy, linh hồn trong đầu mọi người cảm thấy đau đớn, giống như hồn anh cũng muốn vỡ nát, mấy ngàn đệ tử thất sát môn chung quanh lập tức kêu lên thê thảm. Dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, một khi thi triển toái hồn sư tư hống, dưới công kích bằng linh hồn như vậy, đám người có tu vi hậu thiên, phá giới cảnh, ngộ chân cảnh làm sao có thể chống lại. A hát, cứu mạng! Ta không chịu được nữa! Phụt! Trong sát na ngắn ngủi, dưới quảng trường, một mảng lớn đệ tử thất sát môn, kể cả người có tu vi phá giới cảnh kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thêm thảm vang vọng, máu tươi không ngừng phun ra rồi vẫn lạc. Tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng, ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng phun ra máu tươi, toàn lực chống lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, khó có thể chống lại công kích linh hồn bằng sóng âm này. Trong sát na này, gần ngàn đệ tử thất sát môn ở gần đó lập tức bị công kích linh hồn bằng sóng âm của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh thành huyết nhân, tuyệt đối không sống được, linh hồn nứt vỡ mà bỏ mạng. Trong thất sát môn còn có không ít đệ tử bị trọng thương và bị thương nhẹ. Dưới năm cỗ sóng âm bằng linh hồn, ngũ tài diệt không trận trực tiếp bị phá, ánh mắt ngũ sát cũng ngây dại, công kích linh hồn không có bất kỳ ai có bỏ qua được, không giống như người có thể miễn dịch với công kích linh hồn như Tiểu Long, loại người này tuyệt đối không thể tìm ra được. Đại địa vô ảnh cước. Bản thể Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng hành động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, thân ảnh xuất hiện giữa ngũ sát, từng đạo cước ấn nhanh chóng được đá ra, từng đạo cước ấn giống như bài sơn hải đảo phóng ra chung quanh. Ầm ầm. Từng đạo cước ấn mang theo tàn ảnh rơi vào trên người ngũ sát, mỗi một đạo cước ấn giống như thiên thạch đánh xuống, không gian hỗn loạn, mỗi một lần va chạm đều vang lên thanh âm bạo liệt, kình phong đáng sợ phô thiên cái địa lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm. Thân thể ngũ sát giống như diều đứt dây từ trên không trung trực tiếp rơi xuống quảng trường, kình phong khủng bố khuếch tán, cả không gian chấn động, sóng gió nổi lên. Mặt đất trên quảng trường rung chuyển, ngũ sát đập vào quảng trường tạo thành vô số khe nứt. Ngoài thất sát thành, trên hỏa ảnh tật phong thuyền, nghe thấy thanh âm giống như tiếng sư tử mơ hồ từ bên trong truyền ra, ánh mắt đám người Kim Viên, Viêm Hỏa lập tức nhìn về phía xa, khuôn mặt run run. Có phải trưởng môn bị mai phục hay không? Chúng ta phải đi vào trong đó mới được. Đám thất sát này cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Bạch Kinh Đường vội vàng nói, không ít đệ tử phi linh môn cũng bắt đầu kích động. Kim Viên cũng rất muốn xông vào, thế nhưng trong lúc hai người đang định động thủ thì Phạm Thống vội vàng nói. Trưởng môn đã phân phó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dùng thực lực của trưởng môn bây giờ, thất sát môn cũng khó có thể làm gì được trưởng môn. Lại nói trưởng môn có áo nghĩa không gian, người muốn thoát thân cũng không thành vấn đề. Chúng ta cứ chờ một chút. Nghe Phạm Thống nói, Kim Viên mới nhịn xuống không có nhúc nhích. Phụt! Trên quảng trường, ngũ sát rơi xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diêu Quang và bốn người còn lại trong ngũ sát gian nan đứng dậy, khi ánh mắt nhìn lên Lục Lâm Thiên đang thu hồi năm đạo linh hồn phân thân trên không trung, năm người há hốc mồm, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Diêu Quang, vết thương cũ chưa lành, lúc này lại bị tổn thương, hắn là người thê thảm nhất trong năm người. Sắc mặt Thiên Xu vô cùng khó coi, trên quảng trường không ngừng vang lên tiếng kêu rên, không ít đệ tử thất sát môn toàn thân là vết máu, thất khiếu chảy máu. Vừa rồi có hơn ngàn đệ tử bỏ mạng vì linh hồn vỡ nát. Linh hồn bị trọng thương không ít, năm người ngũ sát trong một chiêu đã bị thua, thua ngay khi vừa mới bố trí ngũ tài diệt không trận. Ngũ tài diệt không trận cũng không tồi a. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trên thiên linh lục này có ghi lại ngũ tài diệt không trận, bởi vậy Lục Lâm Thiên mới có thể phá vỡ được nó. Phá vỡ ngũ tài diệt không trận do ngũ sát mới tạo thành,
ngũ sát không có cách nào được uy năng của ngũ tài diệt không trận tương trợ mà còn bị trói chân tói tay, bởi vậy mới bị Lục Lâm Thiên dùng một chiêu đánh bại. Thiên Xu nhìn lên trên không trung, lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên hận ý, thế nhưng lại vẫn tươi cười nói. Thực lực của Lục trưởng môn quả thực không phải bình thường, không ngờ lại biết ngũ tài diệt không trận, chỉ là vừa rồi Lục trưởng môn ra tay có chút hơi quá a. Hơn ngàn đệ tử thất sát môn ta vẫn lạc, mấy ngàn người linh hồn bị thương, Lục trưởng môn có lẽ nên cho ta một chút công đạo a. Tai bay vạ gió, há có thể trách trời oán đất. Ta cũng không ra tay với bọn họ, chẳng lẽ Thiên Xu trưởng môn không hiểu rõ đạo lý đó hi a sao? Ta nghĩ thất sát môn nên giao ra 10 thành được rồi. Lục Lâm Thiên nói, đại ca, ngũ sát mang theo thân thể uể oải, khóe miệng tràn ra máu tươi đứng ở sau lưng Thiên Xu, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên tràn ngập sự cảnh giác và kiêng kỵ thật sâu. Thiên Xu ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, cố nén sự tức giận trong lòng, miệng vẫn mỉm cười nói. Thực lực của Lục trưởng môn quả thực cường hãn, thật sự khiến cho ta bội phục tới cực điểm. 10 thành vốn nên giao cho Lục trưởng môn, chỉ là tuy rằng ta là trưởng môn của thất sát môn, thế nhưng việc hổ thẹn này ta cũng không thể làm chủ. 10 thành không phải là bình thường, cần được nhị đệ ta đồng ý mới được. Nhị đệ gần đây có chút việc bạn, không thể phân tâm, bởi vậy mới đặc biệt dặn dò, nếu như Lục trưởng môn có thể phá ngũ tài diệt không trận, nhất định đệ ấy sẽ gặp trưởng môn. Nhìn Lục Lâm Thiên, Thiên Xu ngừng một lát rồi nói. Cho nên mời Lục trưởng môn đi theo ta, sau khi gặp nhị đệ ta, đến lúc đó 10 thành thất sát môn ta tuyệt đối sẽ giao cho Lục trưởng môn. Thiên Xu ta tuyệt đối không nuốt lời. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nói. Dẫn đường đi. Lục Lâm Thiên đồng ý dứt khoát như vậy khiến cho Thiên Xu lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên này đúng là gan dạ hơn người, hắn nhìn ngũ sát, trong ánh mắt của năm người kia hiện tại cũng tràn ngập vẻ rung động. Một lát sau, dưới ánh mắt kiêng kỵ của mấy ngàn đệ tử thất sát môn còn lại trên quảng trường, Lục Lâm Thiên theo Thiên Xu và ngũ sát rời đi. Lão nhị trong thất sát không có mặt, Thiên Xu và Diêu Quang Lục Lâm Thiên đã biết rõ. Từ tình huống vừa rồi có thể thấy được Lục Lâm Thiên cũng có thể phán đoán ra tên tuổi của bốn người còn lại. Đại hán mặc áo xanh, tu vi thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, tu luyện áo nghĩa thuộc tính mộc có lẽ là lão tam thiên cơ trong thất sát. Kẻ mặc áo trắng cũng là thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, tu luyện áo nghĩa thuộc tính phong là lão tử thiên quyền. Người mặc trường bào màu lam, tu luyện áo nghĩa thuộc tính thủy là lão ngũ ngọc hành. Lão lục là tu luyện giả thuộc tính thổ. Bộ dáng giống như 4 đến 50 tuổi, về phần lão thất Diêu Quang cũng xem như là người Lục Lâm Thiên quen thuộc nhất. Quần sơn liên miên, trong một hạp cốc trên dốc đứng, rêu sam tùm, Thiên Xu đánh ra thủ ấn, một thạch bích bóng loáng hiện lên, đột nhiên một cửa vào giống như vòng xoáy xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Thiên Xu thu thủ ấn lại, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, đây chính là mật địa của thất sát môn ta, năng lượng thiên địa bên trong so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Tuy rằng kém thế giới bên ngoài, thế nhưng trong thị hoang thế giới này cũng coi như không tệ. Nơi này chưa từng có người ngoài biết được, nhị đệ của ta hiện tại đang bế quan trong này, mời Lục trưởng môn. Dứt lời, Thiên Xu lập tức vươn tay ra vẻ mời, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, cũng không đoán được Lục Lâm Thiên có đi vào hay không. Dù sao dưới tình huống bình thường mà nói, không có ai sẽ một mình tiến vào mật địa như vậy. Vạn nhất có mai phục thì chính là cá trong chậu, mặc cho người chém giết. Cho nên lúc này trong lòng Thiên Xu vô cùng hồi hộp. Lục Lâm Thiên nhìn cửa động không gian, trong mắt lén lút hiện lên chút chấn động, sau đó tiếp tục mỉm cười nói. Mật địa thất sát môn còn chưa có ai biết qua, ta cũng muốn mở mang tầm mắt một phen. Nói xong Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, thân ảnh xẹt qua không gian, không quay đầu lại mà tiến vào cửa vào trong không gian. Ánh mắt Thiên Xu và ngũ sát bên người biến đổi, âm thầm cảm thán không thôi. Cam đảm như vậy. Không phải là người lỗ mang thì tất là người sáng suốt hơn người, mà Lục Lâm Thiên này tuyệt đối không phải là người lỗ mang. Ánh mắt có chút chấn động, sáu người Thiên Xu nhìn nhau, giống như có chung nhận định, sáu người lập tức tiến vào bên trong, ngũ sát đều bị thương, mà Diêu Quang là người thê thảm nhất trong ngũ sát. Trong không gian mật địa của thất sát môn, chim hót hoa nở, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, từng dãy núi liên miên, khắp nơi một mảnh xanh biếc, còn có một dòng sông nhỏ dài chảy qua chân núi. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên vừa mới đặt chân xuống mật địa, đám người Thiên Xu cũng lập tức xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên âm thầm dùng tâm thần dò xét không gian, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong không gian này không ngờ lại có đại trận tồn tại. Lục Lâm Thiên cũng không có đoán sai, đồn rằng trong thất sát, Lão Đại Thiên Xu và Lão Nhị Thiên Tuyền đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, Lão Đại tinh thông luyện đan và khôi lỗi, Lão Nhị tinh thông trận pháp cùng với không ít thủ đoạn kỳ lạ, huyền ảo. Khi ở trên quảng trường thất sát môn, Lục Lâm Thiên cũng đã cảm nhận được dấu vết của đại trận. Trong này có một ít thủ đoạn nhỏ do Lão Nhị bố trí, nghe nói Lục trưởng môn dường như cũng tinh thông trận pháp, một chút thủ đoạn nhỏ ấy có lẽ không lọt vào trong mắt Lục trưởng môn a. Dường như biết rõ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sự tồn tại của trận pháp trong mật địa, Thiên Xu lập tức đánh tan sự lo lắng trong lòng của Lục Lâm Thiên. Ta chỉ hiểu sơ sơ về trận pháp mà thôi, trận pháp nơi này sợ rằng không đơn giản a. Lục Lâm Thiên nói, đối với trận pháp tự nhiên Lục Lâm Thiên có chút đề phòng, cũng không dám khinh thường. Cho dù lúc này trong thiên trụ giới còn có diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên tinh thông trận pháp, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không dám chủ quan. Lục trưởng môn khiêm tốn rồi. Thiên Xu nói xong, nhìn về phía trước nói. Nhị đệ, Lục trưởng môn đã tới, nhị đệ còn không mau ra đón khách. Đã sớm nghe thấy đại danh của Lục trưởng môn, hôm nay rốt cuộc ta cũng được tận mắt gặp mặt. Vào lúc này, ở trong một sơn mạch xanh biếc xa xa đột nhiên có một đạo thanh âm vang vọng. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh giống như thiểm điện xuất hiện ở phía trước. Thân ảnh người này xuất hiện. Một cỗ linh hồn chấn động nhàn nhạt khuếch tán, cả không gian tự nhiên run lên. Người này cũng là một đại hán, thân thể cực kỳ mập mạp, trình độ mập mạng khiến cho Lục Lâm Thiên nhìn phải há hốc mồm. Quả thực béo đến mức giống như một viên thịt, so với bản xấu hòa thượng còn béo hơn nhiều. Khuôn mặt rất tròn, con mắt ở trong thịt, nếu như không nhìn kỹ mà nói, khó có thể nhìn thấy mắt người này. Tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong tâm thần của hắn phát hiện ra tu vi khí tức của người này tuyệt đối đã đạt tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Đại hán mập mạp này có bộ tóc rất dài, lại còn có chút mất trật tự, rối tung, y phục cũng vậy. Người này nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn đám người Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền kinh ngạc nói. Lão Tam, Lão Tứ, ngũ tài diệt không trận của các ngươi mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào hay sao? Không. Một chiêu đã thua, hai chiêu đã bị trọng thương. Lão Tam Thiên Cơ nói. Nghe vậy đại hán mập mạp lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, tinh quang trong mắt bắn ra, nói. Không ngờ tu vi của Lục trưởng môn lại tới tình trạng như vậy, ta cũng muốn biết một chút thực lực của Lục trưởng môn, không bằng Lục trưởng môn lại thử thất tinh thiên sát trận của bảy huynh đệ chúng ta một chút ha. Dứt lời, đại hán mập mạp nhìn Thiên Xu nói. Đại ca, ý tứ của huynh ra sao? Thiên Xu vẫn luôn mỉm cười, nói. Ta cũng có ý này, vừa rồi nhìn thấy Lục trưởng môn phá ngũ tài diệt không trận, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, cũng mong Lục trưởng môn thỉnh giáo một hai. Ha ha, thất sát môn định xa luân chiến sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, tiến vào trong mật địa này Lục Lâm Thiên đã biết thất sát môn sẽ không đơn giản giao cho hắn 10 thành như vậy. Xem ra đám người thất sát môn này đã có dự định từ trước, mà trước khi tới đây đám người Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa đã từng cố ý nói cho hắn. Thất sát này dựa vào trận pháp mà nổi danh, ở trong thị hoang thế giới này coi như là mấy cường giả trong thế lực nhất lưu cũng khó có thể làm gì được thất sát. Lục trưởng môn hiểu lầm rồi, bảy huynh đệ chúng ta chi thuần túy xin Lục trưởng môn thỉnh giáo mà thôi. Mặc kệ thắng thua, cuối cùng 10 thành sẽ giao cho Lục trưởng môn. Thiên Xu vẫn mỉm cười nói. Vậy thì mời Lục trưởng môn thỉnh giáo a. Thiên Xu còn chưa nói xong. Thiên Tuyền mập mạp đã nhịn không được mà lên tiếng. Bố trí thất tinh thiên sát trận. Siêu siêu. Thất sát đồng thời nhảy ra, bảy người bắn ra bảy phía, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện tạo thành một trận pháp giống như thất tinh bắt đầu. Dùng Thiên Xu làm đầu, Diêu Quang làm đuôi, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, các loại áo nghĩa tàn ngập, bảy người tương liên, cả không trung ầm ầm vang vọng, hội tụ tạo thành một cỗ khí tức sát phạt, phô thiên cái địa lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm. Cả không trung run lên, thất sát đều tự mình đánh ra thủ ấn huyền ảo, áo nghĩa và quang mang thuộc tính tương liên, quanh thân bảy người lập tức có quang mang chói mắt ngưng tụ. Quang mang ngưng tụ, bành trướng thành bảy đạo đao mang lớn trên vài trăm thước. Bảy đạo đao mang bằng năng lượng mang theo quang mang sáu loại áo nghĩa phóng ra. Có hai thanh đại đao bằng linh hồn, năng lượng linh hồn tàn sát bừa bãi chung quanh, trong lúc mơ hồ không gian run chuyển,
chung quanh đại đao bằng hỏa diễm nóng bong vô cùng, hỏa diễm bốc lên, không gian chung quanh đại đao bằng băng đóng băng lại, không gian chung quanh đại đao bằng thuộc tính thổ nặng nề không ngớt. Chung quanh đại đao bằng thuộc tính phong gió thổi mạnh không ngừng, cuồng phong rít gào, quang mang chung quanh đại đao thuộc tính mộc đại thịnh, sinh cơ ảm đạm, thôn phệ tất cả sinh cơ chung quanh. Sau khi ngưng tụ ra 7 thanh đại đao bằng năng lượng, ánh mắt Thất Sát lạnh lẽo, uy năng trên người kéo lên mấy lần, cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, uy áp mênh mông bao phủ cả không gian, quang mang bao phủ chung quanh 7 thanh đại đao, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Uy năng thật mạnh, Thất Tinh Thiên Sát trận này đủ để đối kháng của đại đạo cảnh sơ giai a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chính thức ngưng trọng, cảm nhận khí tức sát phạt trên không trung, Thất Tinh Thiên Sát trận này quả thực có chỗ bất phàm. Thất Sát này liên thủ khiến cho uy năng lúc này có thể chống lại người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên ở giữa không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, 7 thanh đại đao bằng năng lượng cùng với thân thể Thất Sát nhanh như thiểm điện phóng về phía trước giống như sấm sét phóng thẳng về phía Lục Lâm Thiên. 7 thanh đại đao mang theo khí tức sắc bén, tạo thành một tấm lưới lớn bằng đao mang cùng với các loại năng lượng áo nghĩa lập tức bao phủ lấy Lục Lâm Thiên. Thời gian loạn. Lực lượng thời gian của Lục Lâm Thiên lan tràn ra, thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất xuất hiện, khi 7 đạo đao mang mang theo khí tức sát phạt chém nát hư không chung quanh thì thân thể hắn đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Siêu siêu, 7 đạo đao mang sắc bén lạnh lẽo mất đi mục tiêu, thế như dường như lại phát hiện ra mục tiêu cho nên lần nữa lao thẳng tới. Không gian bị xé rách tạo thành từng vết nứt đen kịt, đao mang tràn ngập không gian, trong một vết nứt không gian đen kịt. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị phá không mà ra. Thất Tinh Thiên Sát trận dùng Bắc Đầu Thất Tinh làm thế trận, sát phạt lạnh lẽo, uy năng tăng vọt, quả thực cường hãn. Lần nữa phát không mà ra, Lục Lâm Thiên đạp chân mà đứng trên không trung, ánh mắt rất là ngưng trọng. Nếu không phải hắn có áo nghĩa thời gian và không gian, muốn đối phó với Thất Tinh Thiên Sát trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngao! Dứt lời, Long Lân bao phủ cánh tay. Một đoàn quang mang huyết sắc mang theo tiếng long ngâm xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Huyết lục hiển hiện, quang mang lan tràn, dưới quang mang huyết sắc, bí văn quanh quẩn, thân đao hơi vểnh, hoàn mỹ động lòng người, sát khí tràn ngập không trung khiến cho mọi người nhìn vào tim không khỏi đập nhanh. Siêu siêu, 7 người lần nữa lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, 7 đạo đao mang bằng năng lượng thuộc tính phá không mà ra, lần nữa chém thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Dưới 6 loại năng lượng áo nghĩa, không gian vặn vẹo, uy năng tràn ngập thiên địa. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Lâm Thiên vung tay lên, trong sát na, nguyên lực thuộc tính thủy bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra, lao ngục thời không bằng năng lượng thuộc tính thổ xuất hiện, không gian run rẩy giống như cả 9 tầng trời run rẩy, uy năng đã kéo lên tình trạng ngút trời. Chỉ chốc lát cả không gian giống như cứng lại, 7 đạo đao mang bằng năng lượng áo nghĩa do Thất Sát chém ra lao vào trong không gian này trực tiếp bị ngăn cản. Không gian run rẩy không ngừng, đao mang sau đó từ từ phai nhạt. Cả không gian mất trọng lượng, bên trong xen lẫn một cỗ linh hồn lực minh mông, lực lượng không gian, lực lượng thời gian cùng với các loại áo nghĩa khác áp chế xuống. Lao ngục thời không nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, cả không gian dưới năng lượng đáng sợ như vậy bắt đầu vặn vẹo, 7 đạo đao mang do Thất Sát ngưng tụ giống như bị lực vạn quân hung hăng áp chế, bị ảnh hưởng không ít. Lao ngục thời không thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên làm ảnh hưởng tới 7 người, thế nhưng Thất Tinh Thiên Sát trận có thể làm ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên. Thất Tinh Thiên Sát, sát phạt tất cả. Thất Sát hét lớn, thủ ấn lần nữa đánh xuống, uy năng trong đao mang bằng năng lượng áo nghĩa giống như đột nhiên lần nữa tăng mạnh, thoát khỏi sự khống chế của Lục Lâm Thiên. Chung quanh Thất Tinh Thiên Sát trận của 7 người cũng tự thành không gian, giống như không có chút nào dưới lao ngục thời không thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, quang mang tên 7 đạo đao mang đại thịnh, mang theo khí tức sát phạt đột nhiên bộc phát giống như lũ quét. Đao mang mang theo khí tức sát phạt phô thiên cái địa cùng với tiếng rít chói tai lần nữa phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ngao, huyết lục nắm trong tay, tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân thể kéo dài quy ua không gian, cả không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, khí tức sắc bén, lạnh lẽo cũng lan tràn ra toàn bộ thiên địa. Duệ kim hồn đao. Mắt nhìn 7 đạo đao mang bằng năng lượng áo nghĩa đánh tới, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa, trong sát na bổ ra một đao. Đao mang mang theo đường vòng cung huyền ảo, khí tức sắc bén lạnh lẽo xẹt qua không trung.
Bên trong ẩn chứa linh hồn lực không chỗ nào không có, năng lượng mênh mông đè nén không gian khiến cho cả không gian run rẩy giống như sắp sụp đổ. Khí tức sắc bén lạnh lẽo, Phô Thiên cái địa chút xuống không trung. Hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hàn băng hồn đao, quỷ mộc hồn đao. Từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, huyết lục bổ ra từng đạo đao mang về phía trước. Siêu 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 siêu. Từng đạo đao mang cắt vỡ vết nứt đen kịt trong không gina, cơ hồ tất cả đao mang va chạm vào một chỗ, không gian cực lớn đột nhiên điên cuồng vặn vẹo, cả không gian tràn ngập đao mang màu vàng Phô Thiên cái địa. Thất tinh thiên sát trận của thất sát cũng tuyệt đối cường hãn vô cùng, Lục Lâm Thiên xuất ra huyết lục, tăng thêm áo nghĩa thời gian và không gian, cùng với đan điền khổng lồ và các loại áo nghĩa khác, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ mình, đồng thời còn rơi vào thế hạ phong. Càng ngày càng chật vật, dù sao đối phương cũng có 7 người mà Lục Lâm Thiên chỉ có một mình mà thôi. Công kích của thất sát ngày càng lạnh lẽo, Lục Lâm Thiên càng ngày càng chật vật. Dù sao tu vi của hắn chỉ là thông thiên cảnh sơ giai, nếu như lúc này tu vi của hắn là thông thiên cảnh trung giai mà nói, Lục Lâm Thiên có thể nắm chắc tu thập thất tinh thiên sát trận mà thất sát liên thủ tạo ra. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã thực sự cảm nhận được sự lợi hại của thất tinh thiên sát trận, khó trách không ít cường giả trong thị hoang thế giới đều cực kỳ kiêng kỵ thất sát này. Dựa vào thất tinh thiên sát trận này, quả thực người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai bình thường cũng không có cách nào làm gì được thất sát. Lúc này Lục Lâm Thiên rung động, thất sát còn rung động hơn hắn nhiều. Rõ ràng Lục Lâm Thiên chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, thế nhưng thực lực hơn hẳn thông thiên cảnh sơ giai bình thường, căn bản không thể so sánh. Nếu như thông thiên cảnh sơ giai bình thường so với Lục Lâm Thiên mà nói, quả thực là gặp dân chơi, thất sát hiểu rất rõ uy lực của thất tinh thiên sát trận, coi như là đối mặt với đại đạo cảnh sơ giai, dựa vào thất tinh thiên sát trận này, 7 huynh đệ bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị thua. Thế nhưng lúc này 7 huynh đệ bọn họ chỉ hơi chiếm chút thượng phong mà thôi, muốn làm gì được Lục Lâm Thiên căn bản là chuyện không có khả năng. Dùng tu vi thông thiên cảnh sơ giai lại có thể chống lại trận pháp thất tinh thiên sát trận hợp kích của 7 huynh đệ bọn họ, chuyện này khiến cho thất sát vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển ra vô số áo nghĩa CN khiến cho thất sát khiếp sợ không thôi. Thất tinh thiên sát trận quả nhiên lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Tay Lục Lâm Thiên lần nữa đánh ra một đạo quỷ mộc hồn đao, thân thể trực tiếp lui về phía sau. Cũng không muốn tiếp tục ra tay, từ trong công kích của đối phương, Lục Lâm Thiên cũng không nhận ra được đám người thất sát này chỉ luận bàn với hắn. Lao ngục thời không thuộc tính thổ bao phủ chung quanh thân thể, tăng thêm áo nghĩa thời gian và không gian, Lục Lâm Thiên muốn thoát thân cũng không phải là việc khó, cho nên thân thể hắn nhanh chóng lui lại. Chỉ tiếc thất sát lại không muốn dừng tay. 7 người tạo thành trận pháp hợp kích, lần nữa lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Một cỗ khí thế sát phạt lan tràn, rõ ràng muốn đem Lục Lâm Thiên đánh chết. Thất sát, xem ra mục tiêu chính thức của các ngươi là giết chết ta à. Xem ra ta đã mắc lừa. Lục Lâm Thiên mở miệng, huyết lục trong tay lại không có nhàn rỗi mà đánh ra từng đạo đao mang. Hung hăng giao phong với 7 đạo quang mang bằng năng lượng áo nghĩa do thất sát ngưng tụ ra. Siêu siêu. Đao mang Phô Thiên cái địa bắn ra, cắt nát không gian tạo thành từng vết nứt đen kịt. Vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn rồi va chạm vào nhau. Tất cả không gian hóa thành mảnh vỡ, hỗn loạn vô cùng. Đứng đầu thất tinh thiên sát trận, trong áo nghĩa linh hồn, khuôn mặt luôn tươi cười của Thiên Xu rốt cuộc cũng thu liếm, sát ý trong mắt bắn ra, nói. Lục Lâm Thiên, người quả thực rất gan dạ, nếu như là bình thường 7 huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không muốn đối phó với ngươi. Chỉ tiếc lần này ngươi không thể không chết, 7 huynh đệ ta chưa bao giờ làm chuyện thất hứa, thế nhưng lần này quả thực bất đắc dĩ. Thế nhưng ngươi yên tâm, nể mặt ngươi thất sát môn ta tuyệt đối không động tới phi linh môn của ngươi. Siêu siêu. Thiên Xu nói xong, 7 đạo đao mang lần nữa dùng xu thế huyền ảo đánh ra khắp nơi, trực tiếp bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đành phải huy vũ huyết lục đánh ra từng đạo đao mang nghênh tiếng, đao mang giao phong, cả không gian bị phá hủy. Quang mang huyết sắc chói mắt cùng với quang mang các loại năng lượng áo nghĩa từ trên không trung bắn tứ tung. Kình phong khủng bố tới mức tận cùng hóa thành cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát lan tràn ra chung quanh. Chẳng lẽ thất sát các ngươi cho rằng có thể đánh chết được ta hay sao? Lục Lâm Thiên hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, thất sát từng bước đưa hắn tới đây, ngũ sát trên quảng trường chỉ là thăm dò mà thôi. Mà vào không gian trong mật địa này mới chính thức muốn đánh chết hắn.
Trong lòng Lục Lâm Thiên biết hết, chỉ là hắn muốn nhìn xem cuối cùng thất sát này có thực lực gì đánh chết mình hay không mà thôi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thất sát muốn đánh chết hắn, Lục Lâm Thiên làm sao không có ý định của mình cơ chứ? Không nói tới át chủ bài trên người, trong thiên trụ giới còn có diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên A. Huống chi bản thân hắn còn có lực lượng khác, bằng không tại sao Lục Lâm Thiên lại một mình xông vào. Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, đồng thời hắn tuyệt đối không tự đại. Ta biết ngươi có áo nghĩa thời gian và không gian, nếu như ở bên ngoài ngươi muốn chạy trốn, dùng thực lực của ngươi bây giờ bảy huynh đệ chúng ta quả thực không có cách nào làm gì được ngươi. Chỉ tiếc lá gan của ngươi quá lớn, khó tránh khỏi tự đại, một khi tới mật địa này ngươi căn bản không trốn thoát được, cho nên khó tránh khỏi cái chết. Thiên Xu mở miệng nói, thất sát cũng không dừng công kích, từng đạo công kích sắc bén đều bổ về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên dựa vào lao ngục thời không cùng với áo nghĩa không gian, thời gian, tung hoành trong thất tinh thiên sát trận của bảy người, trong đôi mắt đen kịt có hàn mang bắn ra, trầm giọng nói. Chỉ bằng vào bảy người các ngươi muốn đánh chết ta dường như là chuyện không có khả năng. Ngũ sát bị thương, sợ rằng thất tinh thiên sát trận này các ngươi cũng không duy trì được lâu. Trong mật cảnh này có lẽ bố trí lục hợp thất tinh trận. Thế nhưng nếu như ta suy đoán không sai, muốn làm được thì tất cả các ngươi phải cùng mở trận pháp, uy lực có lẽ không kém thất tinh thiên sát trận của các ngươi bao nhiêu, xem ra các ngươi căn bản không giết được ta. Ta không chết, bảy người các ngươi sẽ rất thê thảm. Lục Lâm Thiên dứt lời, trong mắt sốt cuộc cũng hiện lên sát ý, hàn ý lạnh lẽo từ quanh thân lan tràn ra. Lục Lâm Thiên đã sớm biết thất sát này sẽ không đơn giản giao cho hắn 10 thành như vậy. Giờ phút này rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã động sát ý, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nương theo át chủ bài trên người, Lục Lâm Thiên mới dám một mình đi vào trong thất sát môn. Cảm nhận sát ý trên người Lục Lâm Thiên, thân thể thất sát thoáng đình trệ, cỗ sát khí này khiến cho trong lòng bọn họ tự dưng run sợ. Lục Lâm Thiên, không thể không nói ngươi quả thực là nhân tài, bảy huynh đệ ta vốn không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu như để cho ta lựa chọn, hơn phân nửa ta sẽ làm thân với ngươi một chút, sớm muộn gì ngươi cũng không phải là vật trong ao. Chỉ tiếc có người muốn ngươi chết, cho nên ngày hôm nay ngươi không thể không chết. Đừng trách bảy huynh đệ chúng ta, sau khi ngươi chết, Thiên Xu ta kính trọng ngươi, nhất định sẽ không làm khó phi linh môn ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Xu nheo mắt nói, thanh âm vừa dứt, thân thể thất sát vòng qua vòng lại. Bảy người tiếp tục đứng theo phương vị của thất tinh thiên sát trận, giống như bảy thanh đại đao bằng năng lượng áo nghĩa lăng không đứng đó, khí tức sát phạt lạnh lẽo, uy năng khiến cho cả thiên địa run run. Ai muốn ta chết, chẳng lẽ các người bị người khác sau lưng sai khiến? Toàn thân Lục Lâm Thiên được lân phiến màu vàng bao phủ, tay cầm huyết lục, sau lưng gió nổi mây phun, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Nghe thấy lời nói của Thiên Xu, trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm ngưng trọng. Nhìn khí thế toàn Hatana Lục Lâm Thiên, ánh mắt thất sát đều ngưng trọng không thôi, bảy người thật không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là Thiên Xu, so với trong tin tức mà hắn nhận được hoàn toàn không giống. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong chủ vị của thất tinh thiên sát trận, Thiên Xu ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi hét lớn. Dạ Xoa cung phụng, mời người ra tay giúp chúng ta đánh chết Lục Lâm Thiên này. Rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, hắn đã sớm cảm giác được trong mật địa này còn có khí tức tồn tại, còn không chỉ có một người, bằng không hắn cũng không có hạ sát thủ. Ai, chúng ta lại gặp mặt. Phía xa xa trên không trung, một đạo thanh âm giống như u hồn vang vọng. Lập tức có hai đạo thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện trên không trung, một nam một nữ, nữ khuôn mặt tái nhợt, xám như tro tàn, có một vết sẹo dài kéo dài trên mặt khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hai mắt đen kịt nhìn qua giống như là máu tươi, vô cùng quỷ dị. Bên người nữ nhân khủng bố này còn có một người thanh niên bộ dáng chừng 20 tuổi, thế nhưng thân thể lại giống như tiểu đồng, thân thể cũng giống như trẻ con. Ánh mắt vô thần lại thanh tịnh, sáng ngời, đôi mắt đen kịt giống như ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, khí tức suy yếu, giống như bị bệnh lâu ngày. Lục Lâm Thiên nhìn hai người này, ánh mắt nhảy lên, không ngờ hai người này tới thất sát môn. Khó trách thất sát của thất sát môn lại cho rằng có thể đánh chết được hắn, nếu như dưới tình huống bình thường, bản thân hắn chắc chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua hai người, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, sau khi đảo qua trên người tiểu đồng dị dạng kia,
Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động, lập tức nhìn nữ nhân kinh khủng kia rồi nói. Thì ra là ngươi, Âm Minh Dạ Xoa. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhận ra Âm Minh Dạ Xoa, Âm Minh Dạ Xoa cũng nhận ra Lục Lâm Thiên, bảy người thất sát đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mẫu thân, người này khó đối phó. Thanh niên dị dạng kia nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Bằng trận pháp kia không trói buộc được người này, thực lực của người này dường như so với lần trước còn mạnh hơn. Âm Minh Dạ Xoa khẽ vỗ bả vai thanh niên dị dạng này rồi nói. Thái A, người lùi ra xa một chút, chuyện chúng ta đã đáp ứng đương nhiên phải làm. Thanh niên dị dạng nghe vậy khẽ gật đầu, lại liếc về phía Lục Lâm Thiên, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lại không mở miệng nói tiếp mà trực tiếp lui sang một bên. Bản thân thanh niên dị dạng này dường như cũng có thực lực cấp độ hậu thiên, tương đương với đế giả nhất trọng trên đại lục Linh Vũ. Tiểu Oa Nhi thi triển độc công bên cạnh ngươi đâu rồi? Nếu như có nàng ta có mặt, có lẽ hôm nay thất sát môn không có cách nào làm gì được ngươi. Thế nhưng hôm nay Tiểu Oa Nhi kia không có mặt, sợ rằng ngươi sẽ chết. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Lục Lâm Thiên, tâm thần dò xét ra bốn phía, không có khí tức của ma linh yêu nữ lúc này nàng mới yên tâm. Nàng đang bế quan, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới. Âm Minh Dạ Xoa, sao ngươi lại ở thất sát môn? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, hắn thật không ngờ con át chủ bài mà thất sát môn sắp xếp đối phó với hắn lại là nữ nhân khủng bố như Âm Minh Dạ Xoa này. Từ trong miệng ma linh yêu nữ Lục Lâm Thiên biết rõ Âm Minh Dạ Xoa này là nhân vật cực kỳ khó dây vào, lúc trước mặt cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của nữ nhân này. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt hõm sâu dường như có máu tươi tùy thời chảy ra, miệng nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bổn sự, dù sao ngươi cũng sắp chết. Nói cho ngươi cũng không sao cả, thất sát môn có thể duy trì tính mạng cho Thái A con ta, cho nên ta ở lại thất sát môn. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt lần nữa đảo qua thanh niên dị dạng, nói. Nhi tử của ngươi bị làm sao vậy? Lục Lâm Thiên, Dạ Xoa đại nhân hiện tại là cung phụng của thất sát môn ta, có Dạ Xoa đại nhân và chúng ta liên thủ, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Thiên Xu nhìn thấy Âm Minh Dạ Xoa và Lục Lâm Thiên nói chuyện với nhau, dường như hắn không muốn Lục Lâm Thiên và Âm Minh Dạ Xoa nói chuyện quá nhiều cho nên mới lên tiếng, dứt lời, khí thế trên người lan tràn, định lần nữa động thủ. Lục Lâm Thiên, hôm nay không có nữ oa nhi kia, không ai có thể cứu được ngươi nữa. Âm Minh Dạ Xoa hành động đầu tiên, thân thể gầy gò giống như que củi lóe lên, lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Bàn tay khô héo ra bọc xương duỗi ra, một đạo chảo ấn được ngưng tụ mang theo khí tức âm hàn ngập trời, trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đối mặt với đạo chảo ấn của Âm Minh Dạ Xoa này Lục Lâm Thiên lại không có ý tứ tránh né, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay run lên, một vật giống như nhẫn chữ vật lơ lửng, một cỗ khí tức khiến cho thời không loạn lan tràn, gợn sóng nhộn nhạo, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước chảo ấn của Âm Minh Dạ Xoa. Không ngờ đường đường là Âm Minh Dạ Xoa lại tới thị hoang thế giới, nghe nói Âm Minh Dạ Xoa ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh, áo nghĩa này vô cùng quỷ dị, ta cũng muốn thử một chút. Đạo thân ảnh này có mái tóc dài xóa tới vai, hai mắt sáng, thân thể đáp xuống, trường bào màu xám run lên. Một vết nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Siêu siêu. Vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra trên không trung, chấn nát đạo chảo ấn của Âm Minh Dạ Xoa. Ánh mắt khủng bố của Âm Minh Dạ Xoa lập tức biến sắc, thanh âm giống như u hồn vang vọng. Ngươi là người phương nào? Kẻ bất tài này thường được người ta gọi mà diệu thủ mạc không mạc kình thiên. Người vừa mới xuất hiện đạp không mà đứng, khí độ bất phàm, miệng mỉm cười nhìn qua Âm Minh Dạ Xoa. Không có bị khuôn mặt khủng bố của nàng ta dọa sợ. Đây chính là diệu thủ mạc không mạc kình thiên luôn ở trong thiên trụ giới. Mà vừa rồi tâm thần Lục Lâm Thiên đã thông chi cho mạc kình thiên biết chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên đối với chuyện bên ngoài, trong lòng mạc kình thiên đã biết. Diệu thủ mạc không mạc kình thiên. Âm Minh Dạ Xoa dường như đang suy nghĩ gì đó, người này dường như nàng đã nghe qua, thế nhưng lại không quá quen thuộc. Bình thường nàng cũng không ra ngoài nhiều. Nếu không phải lúc trước đại chiến một hồi, người biết rõ Âm Minh Dạ Xoa nàng sợ rằng cũng không có mấy. Thanh niên dị dạng kia giờ phút này đi tới bên người Âm Minh Dạ Xoa, nhíu mày nói. Mẫu thân, người này là người của Phong Vân Sơn, nữ nhân dùng độc công khi trước, nếu như Hải Nhi suy đoán không sai có lẽ nhất định là ma linh yêu nữ. Người Phong Vân Sơn,
Các ngươi là người Phong Vân Sơn. Nghe thấy ba chữ Phong Vân Sơn, rốt cuộc Âm Minh Giả Xoa cũng đã nhớ ra, ánh mắt lạnh lẽo lần nữa biến hóa không ít. Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên. Không xong. Thất Sát nghe thấy mấy chữ Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên, sắc mặt lập tức khó coi. Danh tự của Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên đương nhiên bọn họ biết rõ, cũng rất rõ thủ đoạn khủng bố của người này. Có thể ép người sống tới bị điên, quả thực sống không bằng chết. Ai cũng không muốn trêu vào người biến thái như vậy. Thất Sát cũng thật không ngờ bên người Lục Lâm Thiên lại có nhân vật khủng bố như Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên, khó trách dám đơn thương độc mã xông vào mật địa Thất Sát môn, hóa ra người ta đã sớm có sắp xếp. Kình Thiên huynh đệ, Âm Minh Dạ Xoa này giao cho ngươi, ta đối phó với Thất Sát kia. Lục Lâm Thiên tự biết Mạc Kình Thiên muốn đối phó với Âm Minh Dạ Xoa này tuyệt đối không thành vấn đề, thực lực của Mạc Kình Thiên dường như so với Ma Linh Yêu Nữ còn mạnh hơn. Âm Minh Dạ Xoa này không thể làm gì được Ma Linh Yêu Nữ, đương nhiên càng không phải là đối thủ của Mạc Kình Thiên. Không thành vấn đề. Mạc Kình Thiên nhẹ nhõm đáp ứng Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đảo, không quên nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Đến lúc đó đừng quên chuyện đã đồng ý với ta, có cần ta tiện tay diệt ra hỏa chủ trận thất tinh hay không? Thất tinh thiên sát trận cũng không kém, người hiểu nó cũng không nhiều lắm. Không cần, bảy người này giao cho ta đối phó là được rồi. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nhìn Thất Sát, sát ý trong mắt bắn ra, sau lưng Thất Sát này dường như còn có người khác, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên bất an, nhất định phải tìm ra nhân vật phía sau. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn có chút hoài nghi là người liệt hỏa môn, dù sao cửu nhân của hắn trong thị hoang thế giới này cũng không nhiều. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không muốn mình hỗ trợ, ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đảo, vội vàng nói. Thất Sát này dường như cũng khó đối phó. Nếu như cần giúp đỡ ngươi cứ lên tiếng. Thế nhưng lúc đó cần đưa cho ta một ít thứ tốt do sư tổ lưu lại là được. Lục Lâm Thiên nói. Âm Minh Dạ Xoa này cũng không phải dễ trêu, ngươi nên chú ý tới bản thân mình thì hơn. Trong một tiểu thế giới như thị hoang thế giới kỳ thật ta cũng không có cách nào làm gì được Âm Minh Dạ Xoa, thế nhưng Âm Minh Dạ Xoa này tuyệt đối cũng không làm gì được ta. Mạc Kình Thiên nói xong, nhìn Âm Minh Dạ Xoa nói. Âm Minh Dạ Xoa, không bằng chúng ta cũng không cần động thủ, nhìn bọn chúng động thủ là được rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Chuyện ta đã đồng ý thì nhất định phải làm được, Thất Sát này không thể chết, ta tuyệt đối sẽ không để cho Thất Sát bị người khác giết chết. Gò má của Âm Minh Dạ Xoa run run, khuôn mặt co rúm, vết sẹo rung động khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sởn da gà. Vậy thì bỏ đi, ta cũng đang muốn biết áo nghĩa của Âm Minh Dạ Xoa ngươi rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nói xong, thân ảnh lóe lên, áo nghĩa không gian phóng ra, thân thể nhanh như thiểm điện đi tới trước người Âm Minh Dạ Xoa. Thái A, lùi về phía xua. Thân ảnh Âm Minh Dạ Xoa không lùi mà tiến tới, giống như sợ làm thanh niên bên người bị thương, thanh âm giống như u hồn khiến cho người ta sợ hãi vang vọng. Hàm răng đen, cao thấp không đều lộ ra giống như lệ quỷ, nguyên lực Âm Minh bắt đầu khởi động. Thân thể giống như quỷ dị hung hăng đánh ra một đạo chảo ấn xé rách không gian về phía Mạc Kình Thiên. Phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người trong sát na giao thủ vào một chỗ, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, khí tức lạnh lẽo kinh người cùng với áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian khuếch tán, kinh khí khủng bố tạo thành một vòng tròn quét qua không trung. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên và Âm Minh Dạ Xoa giao thủ, Lục Lâm Thiên không có chút lo lắng cho Mạc Kình Thiên. Ánh mắt nhìn về phía Thất Sát, hàn ý tuôn ra, sát ý lan tràn, nói. Thất Sát, hiện tại tới phiên các ngươi. Lục Lâm Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có giúp đỡ là có thể làm gì được bảy huynh đệ chúng ta. Muốn giết người bằng vào bảy huynh đệ ta vẫn có thể làm được. Thiên Xu cắn răng, bảy người thúc giục thất tinh thiên sát trận, không gian rung chuyển, lần nữa phóng về phía Lục Lâm Thiên. Thất tinh thiên sát trận, các ngươi cho rằng có thể làm gì được ta hay sao? Hôm nay vừa vặn ta sẽ lấy các ngươi khai đao. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần âm trầm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên khẽ phất tay một cái. Cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ quang mang màu trắng xanh từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên trực tiếp nhảy ra, giống như mặt trời ban trưa, quang mang đại thịnh, chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Siêu 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 siêu, bảy đao của Thất Sát giống như sấm sét trực tiếp đánh xuống. Bảy đạo đao mang mang theo uy thế kinh người bổ ra bảy vết nứt không gian đen kịt, khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn, phá hủy tất cả phóng tới trước mặt Lục Lâm Thiên,
không gian gió nổi mây phun, hư không xuất hiện. Ngao! Bảy đạo đao mang đánh tới Lục Lâm Thiên. Quanh thân Lục Lâm Thiên có quang mang màu trắng xanh dại thịnh, tiếng long ngâm vang vọng, bảy đạo đao mang phá hủy hư không không có cách nào bổ nát quang mang màu trắng xanh quanh thân Lục Lâm Thiên. Bảy đạo đao mang đánh vào bên ngoài quang mang trắng xanh, chỉ là không có cách nào tiến thêm nửa phần, chuyện này khiến cho Thất Sát lập tức biến sắc. Trong quang mang màu trắng xanh lập tức có từng thanh âm sắc bén vang vọng, vang tận mây xanh, bên trong có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Từng đạo lưu quang trắng xanh lập tức bao phủ lên trên người Lục Lâm Thiên. Thất tinh thiên sát trận cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trong quang mang màu trắng xanh truyền ra thanh âm của Lục Lâm Thiên, lập tức có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Phanh phanh phanh. Không gian vang vọng tiếng nổ trầm thấp, bảy đạo đao mang của Thất Sát trực tiếp bị đánh nát thành từng khúc. Thất Sát trực tiếp bị đẩy lùi lại, thất tinh thiên sát trận thiếu chút nữa bị phá vỡ, ngay lúc đó thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện. Toàn thân được một kiện khải giáp màu trắng xanh ba âu phua. Trên kiện khải giáp này có vô số long lân màu trắng xanh tạo thành, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên với nhau. Long lân trên vai và đầu gối vô cùng dày, long lân trước ngực tạo thành đồ án hình rồng, long uy lan tràn, tựa như vật còn sống. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt Thất Sát đại biến, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy Lục Lâm Thiên mặc kiện khải giáp kia, khiến cho mấy người bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí thế hung hãn, uy vũ. Kiện khải giáp này rất là quái dị, long lân bao phủ khải giáp, từ mu bàn tay tới khuỷu tay, trên hai tay đều có bí văn giống như đoản kiếm, sau lưng có năm thanh trường kiếm giống như khổng tước xòe đuôi. Trong lúc mơ hồ rung động, tiếng long ngâm vang vọng, giống như chỉ cần rút trường kiếm ra khỏi vỏ là có thể phá hủy tất cả. Cảm nhận khí thế của khải giáp trên người Lục Lâm Thiên lúc này, hai người Mạc Kình Thiên và Âm Minh Dạ Xoa đang giao thủ cũng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hai người nhìn vào khải giáp trên người Lục Lâm Thiên. Kiện khải giáp này có khí thế hung hãn, hùng hồng, đường cong giống như trời sinh, khí tức rung động lòng người, dưới cỗ uy áp kinh người này không gian chung quanh trong lúc vô thanh vô tức vặn vẹo. Linh khí áo nghĩa, đây là áo nghĩa linh khí. Hai người Âm Minh Dạ Xoa và Mạc Kình Thiên cơ hồ cùng lúc biến sắc, ánh mắt rung động, đây là áo nghĩa linh khí a. Linh khí áo nghĩa. Lục Lâm Thiên có linh khí áo nghĩa, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Thất Sát dùng thất tinh thiên sát trận đạp không mà đứng, giờ phút này hai mắt nhìn nhau, tràn ngập bối rối không thôi. Linh khí áo nghĩa a, một kiện linh khí áo nghĩa có thể làm cho niết bàn cảnh, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng phải liều mạng cướp đoạt. Loại bảo vật như linh khí áo nghĩa này trong thị hoang thế giới mà nói, tuyệt đối là bảo vật mạnh nhất. Thần khí áo nghĩa. Cho dù đối với người có tu vi hóa hồng cảnh trong truyền thuyết cũng là bảo vật. Lúc này nhìn thấy trên người Lục Lâm Thiên không ngờ lại có một kiện thần khí áo nghĩa, trong lòng Thất Sát rung động không thể nói nên lời, hâm mộ, ghen ghét, có tham lam, có rung động. Trôi bảo như vậy, Mạc Kình Thiên và Âm Minh Dạ Xoa phía xa cũng phải dừng giao thủ, coi như là Mạc Kình Thiên, hiện tại hắn cũng không có linh khí áo nghĩa trong tay. Dùng tu vi của hắn hiện tại, cũng chưa có cách nào luyện chế ra được. Tất tinh thiên sát trận, bây giờ nhìn xem các ngươi có thể giết được ta hay không. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, khi thanh âm vừa dứt, thân thể tựa như thiểm điện lao thẳng về phía Thất Sát. Toàn lực ra tay. Sắc mặt Thiên Xu trầm xuống, cắn răng quát, thất tinh thiên sát trận run rẩy, quang mang áo nghĩa của bảy người tương liên, uy thế tới tận cùng. Bảy đạo đao mang lần nữa giống như mạng nhện răng khắp nơi, vô cùng huyền ảo, đồng thời bổ về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thủ ấn biến ảo, hai tay đột nhiên vung về phía trước. Ông ông! Trong chốc lát, cả không trung vang vong tiếng sấm minh, hai thanh trường kiếm trên tay Lục Lâm Thiên cùng với năm thanh trường kiếm sau lưng lập tức được rút ra khỏi vỏ, bí văn trên trường kiếm quanh quẩn, quang mang dại thịnh, trực tiếp phóng về phía Thất Sát. Ngao ngao ngao! Cùng lúc, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng bảy thanh trường kiếm quang mang đại thịnh. Lập tức hóa thành bảy đầu cự long bằng hư ảnh giống như vật còn sống cuồn cuộn lao về phía trước. Trông rất sống động, mang theo long uy kinh người, bộ dáng dữ tợn, uy áp ngút trời. Long uy hàng lâm trong không gian, dưới tám đầu cự long bằng hư ảnh, cả không gian chấn động không ngừng, không gian giống như sắp sụp đổ. Linh hồn lực minh mông lan tràn khiến cho linh hồn người ta run sợ. Dưới uy áp linh hồn minh mông như vậy, Mạc Kình Thiên và Âm Minh Dạ Xoa phía xa biến sắc. Thất Sát gần đó thì không cần phải nói. Ngao ngao. Dưới tiếng long ngâm,
uy áp linh hồn minh mông trên người bảy đầu cự long bằng hư ảnh lan tràn, bên trong gợn sóng cũng ẩn chứa năng lượng áo nghĩa linh hồn, trong nháy mắt phóng về phía Thất Sát. Bảy đầu cự long bằng hư ảnh trực tiếp mở cái miệng rộng phóng về phía trước mang theo cơn lốc linh hồn minh mông, trực tiếp thôn phệ bảy đạo đao mang bằng áo nghĩa của Thất Sát. Uy áp linh hồn ngút trời tràn ngập, bảy đầu cự long bằng hư ảnh lập tức hung hăng đánh vào đao mang bằng năng lượng của Thất Sát. Công kích của bảy đầu cự long bằng hư ảnh chính là công kích linh hồn thuần túy, đối với những người khác mà nói khó có thể chống lại. Ầm ầm ầm, bảy đầu cự long bằng hư ảnh đánh xuống, quang mang hình đao quanh thân Thất Sát trực tiếp bị phá hủy. Thất tinh thiên sát trận do Thất Sát bố trí cũng lập tức nứt vỡ. Phụt, trong miệng Thất Sát phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tro tàn. Ầm ầm ầm, thân thể bảy người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Máu tươi rơi vãi, thê thảm vô cùng, trực tiếp bị bảy đầu cự long bằng hư ảnh đánh cho trọng thương. Ông ông, bảy đầu cự long bằng hư ảnh lần nữa hóa thành bảy thanh bảo kiếm toàn thân tràn ngập bí văn mang theo long uy sắc bén, hung mãnh trực tiếp tập trung vào bảy người, khí tức sắc bén tới cực điểm khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Siêu siêu, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức lướt đi, thúc giục long hồn kiếm giáp, tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp mấy lần. Dừng tay. Mắt thấy Lục Lâm Thiên lao thẳng tới Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa biến sắc, đột nhiên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Âm Minh Dạ Xoa, có ta ở đây ngươi còn đi đâu? Mạc Kình Thiên mở miệng nói, cánh tay khẽ phất, áo nghĩa không gian lập tức tràn ra, không trung chấn động, một cỗ năng lượng áo nghĩa trực tiếp trói buộc Âm Minh Dạ Xoa trong không gian. Âm Minh Dạ Xoa cũng không phải là kẻ yếu, nàng có được áo nghĩa chi nguyên của Âm Minh, áo nghĩa Âm Minh toàn thân phóng ra. Giống như dốc sức liều mạng vì Thất Sát vậy, không ngờ lại thoát khỏi sự trói buộc trong không gian của Mạc Kình Thiên. Chỉ là trói chân nàng trong chốc lát đủ để khiến cho Lục Lâm Thiên làm được rất nhiều việc. Lục Lâm Thiên mặc long hồn kiếm giáp, thân thể lần nữa xuất hiện ở tầng trời thấp, tay trực tiếp cấm chế thiên su đang bị trọng thương và diêu quang bị thương tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Siêu siêu, bảy thanh kiếm vòng qua vòng lại rồi trở vào bao, lần nữa trở lại trong long hồn kiếm giáp của Lục Lâm Thiên. Thân ảnh của Âm Minh Dạ Xoa nhanh chóng xuất hiện bên người Thiên Tuyền, dường như trong Thất Sát, nàng quan tâm tới lão nhị Thiên Tuyền nhất. Đại ca, lão thất, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Thiên Kỳ, ngũ sát còn lại thân thể tràn ngập máu tươi, vẻ mặt uể oải, chật vật bò lên từ mặt đất. Lúc này sắc mặt của năm người đã vô cùng khó coi. Bảy huynh đệ chúng ta thua, Lục Lâm Thiên, chúng ta cho ngươi 10 thành, mau thả đại ca và thất đệ chúng ta ra. Thân thể mập mạp của Thiên Tuyền lúc này nhìn như bị rơi xuống đau nhất, khóe miệng vẫn còn đang có máu tươi rỉ ra. Nực cười, vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại định cho ta 10 thành là xong sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên có hàn mang bắn ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo cúi đầu nhìn Thiên Xu nói. Vì sao phải giết ta? Rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi? Thiên Xu nhìn Lục Lâm Thiên. Khí tức suy yếu, ánh mắt ảm đạm không ít, nói. Lục trưởng môn, người thắng. Người cũng đừng hỏi ta là ai muốn ngươi chết, người nọ bảy huynh đệ chúng ta không thể trêu vào, cả Thất Sát môn giao cho ngươi, thả bảy huynh đệ chúng ta. Được không? Tốt, rất tốt. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nụ cười lạnh lẽo này khiến cho tim Thiên Xu đập nhanh, trong lòng cảm thấy bất an. Lạnh lẽo nhìn Thiên Xu, Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cho rằng ta nhìn chúng 10 thành hay sao? Không nói cũng không sao, ta có thể trực tiếp thi triển linh hồn siêu tác với ngươi, sau đó luyện chế 7 người các ngươi thành hoạt nhân khôi lỗi. Đoán chừng thực lực nhất định sẽ không tệ, còn có Thất Sát môn các ngươi thành khôi lỗi, các ngươi cảm thấy Thất Sát môn cuối cùng sẽ là của ai? Dạ Xoa đại nhân, ngươi mau giúp chúng ta giết Lục Lâm Thiên này, ta nguyện ý kéo dài tính mạng cho Thái A. Nghe Lục Lâm Thiên nói. Thiên Tuyền dưới không trung biến sắc, vội vàng cầu cứu Âm Minh Dạ Xoa, người có thể tới thị hoang thế giới đều không phải là người đơn giản, không ai không phải là người tâm ngoan thủ lạt, cho nên hắn không chút nghi ngờ lời nói của Lục Lâm Thiên. Ngại quá, cứu một mình người ta đã phải liều mạng mới làm được, thế nhưng những người khác ta lại bất lực. Đôi mắt trên khuôn mặt giống như lệ quỷ của Âm Minh Dạ Xoa nhìn về phía Mạc Kình Thiên và Lục Lâm Thiên đang mặc long hồn kiếm giáp. Nàng biết rõ mình không có biện pháp làm gì được hai người này. Đừng nói là Mạc Kình Thiên kia, coi như là Lục Lâm Thiên lúc này, có linh khí áo nghĩa trên người, ở trong thị hoang thế giới này nàng cũng không có khả năng làm gì được hắn ta.
Ha ha, luyện chế hoạt nhân khôi lỗi, thật thú vị, đến lúc đó nên cho ta nhìn thử một chút ha. Ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đổi, thân ảnh đi tới bên người Lục Lâm Thiên, mắt nhìn long hồn kiếm giáp trên người Lục Lâm Thiên, vẫn còn đang dò xét không thôi. Lục trưởng môn, ngày hôm nay chừa ra một con đường, ngày khác dễ nhìn mặt nhau hơn. Thiên Xu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lại không có một chút lực lượng nào. Nếu như các ngươi thành khôi lỗi, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp, các ngươi đã muốn giết ta trước, chẳng lẽ các ngươi lại từng nghĩ để cho ta một con đường sống hay sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Ánh mắt Thiên Xu uể oải, tuy rằng bình thường giảo hoạt, thế nhưng lúc này hắn cũng không phản bác được. Hắn hiểu rõ trước mặt hắn hiện tại là ai, nếu như là người bình thường, ban đầu ở trong vạn cổ thế giới cũng không có đánh chết hơn chục vạn người của Thải Hồng Cốc. Loại người này muốn giết bảy huynh đệ bọn họ tuyệt đối sẽ không nháy mắt, huống chi là bọn họ còn muốn giết đối phương trước, vậy thì đừng mong sống sót. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn giết ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, khẽ phất tay một cái, một đạo chảo ấn lập tức đặt vào trên đỉnh đầu Thiên Xu. Lục trưởng môn lưu tình. Thiên Xu hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Lục Lâm Thiên thi triển linh hồn siêu tác, tự nhiên hắn hiểu rõ hậu quả, cho dù đến lúc đó hắn không chết, thì đừng mong về sau tu vi có chút tiến bộ nào nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Chảo ấn của Lục Lâm Thiên đánh xuống, nghe vậy cũng không có thúc giục linh hồn siêu tác, dùng thực lực của hắn hiện tại, một khi thúc giục siêu linh thuật, cũng không có cách nào biết rõ toàn bộ trí nhớ của Thiên Xu. Nếu như Thiên Xu có thể tự mình nói ra, quả thực tiện lợi hơn không ít. Muốn ta nói rõ cũng được, thế nhưng hy vọng Lục trưởng môn có thể đồng ý với ta một điều kiện. Thiên Xu nhìn Lục Lâm Thiên, giờ phút này trong ánh mắt uể oải có thêm vài phần ngạo nghễ, miệng nói. Bảy huynh đệ ta tung hoành nhiều năm trong thị hoang thế giới như vậy cũng không thua kém ai. Cũng không phải may mắn, tuyệt đối không phải là hạng người tham sống sợ chết. Đều trải qua thời gian tắm gió tanh mưa máu. Nếu như Lục trưởng môn không đồng ý, vậy thì cứ trực tiếp giết bảy huynh đệ chúng ta là được rồi. Nếu như Thiên Xu ta nhíu mày một chút không được gọi là Thiên Xu nữa. Trước tiên cứ nói điều kiện của ngươi đi. Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Xu, người này xảo trá vô cùng, thế nhưng quả thực là nhân tài, còn có vài phần ngạo nghễ, thật sự khiến cho Lục Lâm Thiên phải lau mắt mà nhìn. Thiên Xu nhìn qua sáu người cách đó không xa, lập tức nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta nguyện ý nói tất cả cho Lục trưởng môn. Thế nhưng Lục trưởng môn cũng phải đồng ý để cho bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Phi Linh môn, về sau bảy huynh đệ chúng ta nguyện ý thần phục Lục trưởng môn, thần phục Phi Linh môn. Nghe vậy Lục Lâm Thiên và hai người Âm Minh Dạ Xoa, Mạc Kình Thiên đều có chút nghi hoặc, Lục Lâm Thiên vốn còn tưởng rằng điều kiện Thiên Xu đưa ra là thả bảy người bọn họ. Yêu cầu này tự nhiên hắn phải lo lắng nhiều một chút. Thế nhưng thật không ngờ yêu cầu của thất sát này lại là như vậy. Khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng ngoài ý muốn. Đại ca, Ngũ Sát phía xa nghe vậy kinh ngạc lên tiếng, ngơ ngác nhìn lên trên không trung, điều kiện của Thiên Xu cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Chư vị huynh đệ không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Thiên Xu nói với Ngũ Sát xong, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, ngươi cảm thấy thế nào? Vì cái gì không yêu cầu ta tha cho các ngươi? Lục Lâm Thiên nói. Thiên Xu nói. Chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm nói cho ngươi. Cho dù ta nói cho ngươi, ngươi cũng không dễ dàng buông tha cho bảy huynh đệ chúng ta. Chuyện đồng ý cũng có thể đổi ý, thực lực của chúng ta không bằng ngươi, ngươi đổi ý ta cũng không có cách nào làm được. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chúng ta gia nhập Phi Linh Môn, triệt để thần phục Phi Linh Môn ngươi mới chính thức yên tâm về chúng ta. Lần này không giết được ngươi, bởi vậy ta cũng đắc tội thế lực lớn nhất. Cho dù chúng ta trốn trong thị hoang thế giới cũng không nhất định sẽ an toàn. Ngươi và hắn ta có cửu oán, ở cùng với ngươi một chỗ, đối với chúng ta cũng là lựa chọn tốt nhất. Thiên Xu dứt lời, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng lại có một cách nhìn khác về Thiên Xu. Tâm trí của Thiên Xu không tầm thường, biết rõ bản thân hắn đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không thả bọn họ rời đi. Để bọn họ rời đi, tổn thất một thất sát môn cũng không sao. Tổn thất một thất sát môn mà đổi lại bảy cái mạng của bảy huynh đệ, đối với bảy huynh đệ bọn họ mà nói không tính là gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, do dự một lát, thân ảnh lập tức đáp xuống mặt đất, trực tiếp giải cấm chế trên người Thiên Xu và Diêu Quang, nói. Điều kiện này ta không có lý do gì cự tuyệt, ta đồng ý. Một lát sau,
trong không gian mật địa của Thất Sát Môn, trên một ngọn núi xa xa có vài tòa đình viện tinh xảo. Lục Lâm Thiên, Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa cùng với thanh niên dị dạng gọi là Thái A, Thất Sát, 11 người cùng ngồi một chỗ. Từ trong miệng Thiên Xu, Lục Lâm Thiên rốt cuộc biết được người âm thầm chỉ thị cho Thất Sát Môn đối phó với hắn. Lục Lâm Thiên vốn nghĩ tới Liệt Hỏa Môn, về sau cũng nghĩ tới Đông Tinh Xà vốn có quan hệ với Liệt Hỏa Môn, thế nhưng kết quả lại khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên từ trong miệng Thiên Xu biết được người đối phó với hắn không ngờ lại là trưởng môn Thiên Thủy Môn Phạm Sàm trong Vô Minh Tiểu Thế Giới. Hóa ra Phạm Sàm và Thất Sát trước đây không lâu biết nhau. Khi đó thực lực của Thất Sát và Phạm Sàm không kém nhau là bao, bởi vì tới Thị Hoang Thế Giới cho nên khoảng cách giữa Phạm Sàm và Thất Sát mới kéo giãn, sau khi tới Thị Hoang Thế Giới tu vi của Thất Sát không có cách nào đột phá được nữa. Trước đây không lâu Phạm Sàm phái người tới Thị Hoang Thế Giới tìm được Thất Sát Môn, mang tới không ít lễ vật, nói là chỉ cần giết chết được Lục Lâm Thiên, hắn còn có thể âm thầm giao cho Thất Sát 3 khỏa xúc đạo đan. Xúc đạo đan A, đây chính là gian dược đạt tới đạo phẩm. Giá trị liên thành, đủ để khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong có không ít cơ hội đột phá tới đại đạo cảnh. Phục dụng xúc đạo đan, người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong kẹt lại đã lâu như Thiên Xu và Thiên Tuyền, tuy rằng hy vọng đột phá đại đạo cảnh trong Thị Hoang Thế Giới không lớn, thế nhưng sau khi dùng xúc đạo đan, hoàn toàn có thể rời khỏi Thị Hoang Thế Giới rồi trở về. 3 khỏa xúc đạo đan, Thất Sát hoàn toàn không có lý do phản đối, bởi vậy cũng đồng ý điều kiện của Phạm Sàm. Lúc này trong Thất Sát, thậm chí chỉ có 4 người Thiên Xu, Thiên Kỳ, Thiên Quyền biết rõ, 3 người Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang cũng không biết quá rõ. Vì đối phó với Lục Lâm Thiên, Thất Sát thậm chí còn lôi kéo Âm Minh Dạ Xoa với mục đích là bảo hiểm, chỉ là Thất Sát thật không ngờ cuối cùng lại thành như vậy. Thực lực của Lục Lâm Thiên lại cường hãn tới tình trạng như vậy, còn có diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên kinh khủng kia, Âm Minh Dạ Xoa hoàn toàn không có cách nào nhúng tay hỗ trợ. Về phần Âm Minh Dạ Xoa gia nhập Thất Sát Môn, trở thành cung phụng Thất Sát Môn, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được nguyên nhân. Thì ra Âm Minh Dạ Xoa vì nhi tử Thái A, nhi tử của nàng vừa mới sinh ra đã bị dị tật, trên phương diện linh hồn xảy ra biến hóa, dẫn tới thân thể cũng trực tiếp biến đổi, không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dùng một loại tục mệnh đan kéo dài tính mạng. Trùng hợp là Thiên Tuyền có thể luyện chế ra loại tục mệnh đan này. Trong khoảng thời gian này Thiên Tuyền luôn ở trong mật địa cũng là vì luyện chế tục mệnh đan. Phạm Sàm. Sau khi biết được người ở sau lưng sai khiến Thất Sát giết mình không ngờ lại là Phạm Sàm, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi ta rời khỏi Thị Hoang Thế Giới chính là ngày giỗ của lão cẩu ngươi. Trưởng môn, ta không biết vì sao người lại đắc tội với Thiên Thủy Môn. Phạm Sàm có thể dùng 3 khỏa xúc đạo đan muốn ngươi chết. Sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta không biết người có thể rời khỏi Thị Hoang Thế Giới hay không. Thế nhưng ta biết, sau khi Phạm Sàm biết rõ người không chết, nhất định hắn ta sẽ nghĩ biện pháp khác lấy tính mạng của người. Lục Lâm Thiên nhìn sang Thiên Xu, tâm cơ của Thiên Xu này quả thực không tầm thường, tâm trí giảo hoạt, gian trí tuyệt đối là nhất lưu, nếu như thật tâm quy hàng hắn, quả thực có tác dụng lớn. Nhưng mà vạn nhất Thiên Xu không thật tâm, để loại người này bên cạnh mình cũng là một đại họa. Lựa chọn cuối cùng như thế nào Lục Lâm Thiên cũng không biết, thế nhưng hắn lại quyết định, nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một lần. Ta cũng không có đắc tội Thiên Thủy Môn, bọn chúng chỉ muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Lục Lâm Thiên lập tức đem thù của Chiến Thiên Liên Minh ra nói với đám người Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa, Mạc Kình Thiên. Thì ra là như vậy. Xem ra trưởng môn không thể không chết. Phạm Sàm tuyệt đối sẽ không cho người sống sót rời khỏi Thị Hoang Thế Giới, khó trách lại cam lòng dùng 3 khỏa xúc đạo đan đối phó với người. Nếu như Phạm Sàm biết rõ 7 huynh đệ chúng ta không đánh chết được người, sợ rằng sẽ còn có hậu chiêu khác. Tuy rằng bằng vào thực lực của trưởng môn ở trong Thị Hoang Thế Giới này cũng không cần chú ý quá nhiều, thế nhưng cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không biết kế tiếp Phạm Sàm sẽ đối phó với trưởng môn như thế nào. Thiên Xu nhìn Lục Lâm Thiên nói, chuyện này hoàn toàn có thể nói cho Chiến Thiên Liên Minh, ta tin rằng đến lúc đó Chiến Thiên Liên Minh sẽ thu thập Thiên Thủy Môn. Diêu Quang bị trọng thương ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, thế nhưng lúc này hắn càng thêm kiêng kỵ Lục Lâm Thiên, đến bây giờ hắn mới biết được thực lực chân chính của trưởng môn Phi Linh Môn này như thế nào. 7 huynh đệ bọn hắn bố trí thất tinh thiên sát trận đủ để chống lại 1-2 với đại đạo cảnh sơ giai,
không ngờ lúc này lại thua thảm như vậy. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Diêu Quang, thanh âm giống như u hồn vang lên. Coi như là Chiến Thiên Liên Minh biết rõ việc này, sợ rằng vì mặt mũi Chiến Thiên Liên Minh sẽ cưỡng ép áp chế xuống. Đến lúc đó cho dù biết Thiên Thủy Môn làm việc này, nói không chừng tới lúc đó còn thiên vị Thiên Thủy Môn. Nói đúng, trong Thiên Thủy Môn còn có một cường giả. Đến lúc đó nếu như hắn ta toàn lực ra tay đánh chết trưởng môn, khi đó cũng là chết không đối chứng. Thiên Xu nhíu mày, tiếp tục nó. Bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Phi Linh Môn, sợ rằng Thiên Thủy Môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nếu như là lúc trước chúng ta cũng không sợ phạm sàm, chỉ là sau khi tới thì hoang thế giới, thực lực của huynh đệ chúng ta không có tiến bộ, càng ngày càng kém xa phạm sàm. Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để Thiên Thủy Môn vào trong mắt mà nói. Các ngươi cần gì phải lo lắng, Thiên Thủy Môn thì sao? Phong Vân Sơn chúng ta không phải là thứ mà Thiên Thủy Môn có thể xông tới. Sợ rằng Thiên Thủy Môn có chết 10 lần cũng không lên được Phong Vân Sơn. Chuyện này, Thất Sát nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, đều cảm thấy chủ ý này vô cùng tốt, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, nói. Ta không thể rời khỏi thị hoang thế giới, ít nhất tạm thời không thể rời khỏi. Ta phải ở lại thị hoang thế giới. Diệu thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Kỳ thật còn có một biện pháp khác, dùng thiên phú của Lâm Thiên huynh đệ ngươi, ta tin rằng Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ có một lựa chọn giữa ngươi và Thiên Thủy Môn. Đây cũng là một biện pháp tốt, trưởng môn tinh thông vô số áo nghĩa, lại là thời gian, linh hồn, không gian, các loại áo nghĩa, còn có áo nghĩa chi nguyên. Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ không bỏ qua người như vậy. Thiên Tuyển có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mở miệng nói, đối với thực lực của Lục Lâm Thiên trước mặt, trong lòng Thiên Tuyển lúc này vẫn còn đang rung động. Nếu như nói ra sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng. Bằng vào tu vi thông thiên cảnh sơ giai có thể chống lại thất tinh thiên sát trận do bảy huynh đệ bọn họ tạo thành. Thiên Tuyển vừa dứt lời, Thiên Xu vội vàng lắc đầu nói. Lời nhị đệ mặc dù có đạo lý, thế nhưng nghe nói Thiên Thủy Môn cũng có quan hệ trong Chiến Thiên Liên Minh. Đến lúc đó không nhất định có thể làm gì được Thiên Thủy Môn. Nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ mình mà thôi. Muốn đối phó với Thiên Thủy Môn vô cùng khó. Đừng quên Thiên Thủy Môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lục Lâm Thiên không nói nhiều, nhìn mọi người, ánh mắt khẽ đảo, hàn ý bắn ra, nói. Việc này không cần nói nhiều, ta sẽ không rời khỏi thị hoang thế giới, cũng không cần dựa vào Chiến Thiên Liên Minh, sớm muộn gì ta cũng sẽ đối phó với Thiên Thủy Môn. Dựa vào lực lượng của một mình ta đối phó với Thiên Thủy Môn. Dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào thanh niên dị dạng gọi là Thái A bên người Âm Minh Dạ Xoa, nói. Đến đây, để ta kiểm tra một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một chút. Vô dụng, mẫu thân ta đã tìm không ít tu luyện ra áo nghĩa linh hồn trong thị hoang thế giới này, thế nhưng không có ai có biện pháp. Tiên thiên của ta bị hao tổn, không ai có thể cứu. Thái A gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với Lục Lâm Thiên, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Thái A này tiên thiên bị tổn hại, thế nhưng khí độ lại bất phàm. Do dự một lát, Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi không cho ta xem, ta đoán cho dù có thục mệnh đan ngươi cũng sống không được lâu. Nếu ta suy đoán không sai, thường thường cứ cách một đoạn thời gian đầu ngươi sẽ đau như muốn nứt ra, sống không bằng chết đúng không? Làm sao ngươi biết? Thái A lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hai mắt giống như u hồn của Âm Minh Dạ Xoa đột nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ngươi có biện pháp chữa cho Thái A sao? Nếu như có thể chữa cho Thái A, cho dù Âm Minh Dạ Xoa ta có làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa cũng không từ. Mạng của ta chính là của ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ Xoa tiền bối, ta chỉ có thể nhìn một chút, sau đó mới có thể kết luận. Một lát sau. Lục Lâm Thiên mới thu tay từ trên mi tâm Thái A lại, từ từ thở ra một ngụm chọc khí. Đám người Thất Sát, Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa đều vây chung quanh hắn. Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn, tức thì sốt ruột hỏi Lục Lâm Thiên. Thế nào, có thể cứu Thái A hay không? Lục Lâm Thiên nhìn Thái A, lại nhìn qua Âm Minh Dạ Xoa nói. Trên đời này có ba đại tiên thiên tuyệt thể, theo thứ tự là Đoạn Linh tuyệt thể. Đoạn mạch tuyệt thể, đoạn cốt tuyệt thể. Trước đây rất lâu rồi ta đã chữa tốt cho một cô nương đoạn mạch tuyệt thể, kinh mạch toàn thân nàng đứt gãy,
khí huyết căn bản không có cách nào lưu thông, còn mạng sống đã là kỳ tích chứ đừng nói muốn tu luyện. Lục Lâm Thiên ngừng một lát, tay phải vỗ vỗ Thái A nói. Thái A lại là đoạn linh tuyệt thể đứng thứ nhất trong ba dạy tuyệt thể, so với cô nương kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sinh ra chỉ có một tia sinh khí yếu ớt, mà không có linh hồn. Dựa theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không thể sống tới bây giờ, còn sống tới bây giờ đã là kỳ tích. Thiên Tuyền và đám người Mạc Kình Thiên kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng nhìn ra được một ít vấn đề, thế nhưng lại bó tay. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, dường như Lục Lâm Thiên có thể trị được. Phanh! Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong, Âm Minh Dạ Xoa lập tức quỳ gối trước mặt Lục Lâm Thiên, thân thể gầy gò run rẩy. Lục Lâm Thiên chỉ cần kiểm tra cũng biết được những thứ này khiến cho Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy hy vọng, nàng cầu khẩn. Mong người xuất thủ cứu giúp. Mẫu thân! Thái A thấy thế cũng quỳ gối xuống bên người Âm Minh Dạ Xoa. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Lục Lâm Thiên vội vàng nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A lên. Mặc cho Âm Minh Dạ Xoa này là cường giả khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật như thế nào, thế nhưng vì nhi tử nàng lại can tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nghĩ tới mẫu thân mình và đám tiểu gia hỏa, đúng là tấm lòng của phụ mẫu A. Lục trưởng môn, cứu Thái A đi, về sau cho dù Âm Minh ta làm nô tỳ cũng được. Âm Minh Dạ Xoa khẩn cầu Lục Lâm Thiên. Tiền bối cứ đứng lên trước đi, ta sẽ thử, thế nhưng kết quả cuối cùng như thế nào ta cũng không biết. Lục Lâm Thiên nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A. Thái A đứng dậy, vẻ mặt vốn lãnh đạm, thân thể dị dạng lúc này vì kích động mà run rẩy không ngừng. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ bả vai Thái A, nhìn Thái A rồi nói với mọi người. Trước đó ta phải sắp xếp chuyện Phi Linh Môn và Thất Sát Môn một chút. Thiên Thủy Môn này ngay cả thị hoang thế giới cũng vươn tay tới được. Cho nên ta phải sớm đề phòng. Trưởng môn, người định làm thế nào? Thiên Xu có chút tò mò, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Thiên Xu nói. Phạm Sàm để cho bảy huynh đệ ngươi giết ta, ba khỏa xúc đạo đan kia hắn có giao cho các ngươi không? Thiên Xu ngại ngùng cười khổ một tiếng nói. Còn chưa có, Phạm Sàm sẽ không giao xúc đạo đan ra trước. Hắn phái người ở lại Thất Sát Môn. Nói là sau khi nhìn thấy trưởng môn chết sẽ phái người đưa tới xúc đạo đan. Thật sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Xúc đạo đan, đan dược tứ phẩm sơ giai, giá trị của ba khỏa xúc đạo đan ít nhất trên 3.000 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm A. Người bình thường không có cách nào mua được trong thị hoang thế giới, chúng ta không có lý nào không muốn. Thiên Xu nghe vậy nghi hoặc không thôi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không có cách nào hiểu rõ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức kết thủ ấn, toàn thân bắt đầu biến hóa, cơ bắp, xương cốt, da rẻ bắt đầu xảy ra biến hóa. Ken két. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên trực tiếp biến thành bộ dáng của một đại hán khôi ngô tuổi chừng 40, trên mặt còn một vết sẹo cực lớn, thoạt nhìn hung thần sát ác, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng cải biến không ít, khí tức tu vi trực tiếp ẩn giấu, người bình thường căn bản không có cách nào nhìn ra. Thủ đoạn dịch dung quả thực thần dị. Mạc Kình Thiên cùng với Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa kinh ngạc, rung động không thôi. Nhìn biến hóa của Lục Lâm Thiên lúc này quả thực không chê vào đâu được, mà ngay cả khí tức trên người cũng hoàn toàn không giống khi trước. Lục Lâm Thiên nhìn biểu hiện kinh ngạc của mọi người, khẽ mỉm cười nhìn Thiên Xu nói. Lục Lâm Thiên ở trong mật địa Thất Sát Môn đã bị Thất Sát liên thủ đánh chết, về sau không còn nữa. Ánh mắt Thiên Xu kinh ngạc một hồi. Khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, dường như đã hiểu ý tứ trong lòng Lục Lâm Thiên cho nên hắn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chiêu này của trưởng môn quá tuyệt a, ta đã biết rõ nên làm thế nào, chỉ là không ít cường giả phi linh môn đều ở bên ngoài, nếu như biết rõ trưởng môn bị bảy huynh đệ chúng ta giết, sợ rằng sẽ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Trận chiến này đương nhiên không thể tránh được, nếu như không chiến thì quá giả tạo, thế nhưng nhất định phải đem thương vong giảm tới mức thấp nhất. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, ánh mắt tràn ngập hàn ý, thì thào nói. Phạm Sàm, người thích chơi đùa thì ta sẽ chơi cùng ngươi, mãi đến khi chơi đùa chết ngươi thì thôi. 3 ngày sau, trong Thất Sát Môn và Sơn Mạch Huyết Đô đều có tin tức kinh người truyền tới. Phi Linh Môn và Thất Sát Môn đại chiến một hồi, giết tới kinh thiên động địa, đây tuyệt đối là đại chiến sống mái của hai thế lực nhị lưu với nhau. Từ trong tin tức truyền lại, Thất Sát Môn hèn hạ vô sỉ.
lừa gạt trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn tiến vào mật địa, cuối cùng bị thất sát liên thủ đánh chết, cuối cùng chỉ lưu lại một kiện bảo đao bằng linh khí màu vàng. Trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn bị thất sát giết chết, đệ tử Phi Linh Môn giận dữ, trực tiếp chém giết, còn móc ra Oanh Thiên chiến hạm, phá hủy không ít nơi trong Phi Linh Môn. Trải qua một trận đại chiến kịch liệt, cuối cùng dù sao Phi Linh Môn cũng có ít người hơn, thực lực không như thất sát môn. Dưới sự can thiệp của thất sát, một ít cường giả trực tiếp bị bắt giữ, cũng có người chạy thoát, cuối cùng Phi Linh Môn thảm bại. Phi Linh Môn gần đây danh tiếng như mặt trời ban trưa, thực lực tiếp cận thế lực nhị lưu rốt cuộc cũng bị thất sát môn tiêu diệt, chuyện này khiến cho người ta cảm thán không thôi. Chuyện này không khiến cho người ở bên ngoài chú ý, tối đa chỉ trở thành đề tài đàm luận trong tửu lâu, trà điếm mà thôi. Loại chuyện này ở trong thị hoang thế giới cũng không có gì là kỳ quái. Sau đó địa bàn Phi Linh Môn cũng dần dần bị thất sát môn chiếm đoạt, địa bàn thất sát môn gia tăng nhiều không ít khiến cho không ít thế lực chung quanh hâm mộ, ghen ghét, thậm chí còn muốn chiếm đoạt một ít chỗ tốt. Trong thất sát môn, đám người Kim Viêm, Viêm Hỏa, Đồng Thất và những đầu lĩnh trong Phi Linh Môn trực tiếp bị bắt giữ. Có Thiên Xu, Thiên Tuyền và Âm Minh Dạ Xoa âm thầm ra tay, muốn bắt đám người này cũng không phải là chuyện khó khăn. Trong mật thất, Kim Viên và không dưới 50 đầu lĩnh của Phi Linh Môn bị cấm chế, đám người Kim Viên đang mắng to không ngớt. Đám người Hồ Sơn, Phong Vân Tam bàn cùng với những người của Phong Vân Sơn vốn không có bao nhiêu quan hệ với Phi Linh Môn, thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn. Cuối cùng chuyện này khiến cho Mạc Kình Thiên có chút ngại ngùng, hắn không ngờ người hắn mang tới lại nhanh chân như vậy. Cuối cùng dưới sự uy bức lợi dụ của thất sát, 50 mấy đầu lĩnh lớn nhỏ trong Phi Linh Môn, có mấy người trước sau đầu hàng dưới sự uy bức lợi dụ của thất sát. Dù sao ai cũng không muốn chết, thậm chí còn có một ít đầu mục nhỏ trực tiếp quy phục thất sát môn ngay từ đầu. Sau 3 ngày, dưới sự uy bức lợi dụ của thất sát môn, lần nữa có mấy người có tu vi ngộ chân cảnh nguyện ý đầu hàng. Lục Lâm Thiên cũng đành chịu, Phi Linh Môn trong thị hoang thế giới phát triển quá nhanh, loại chuyện này cũng không khỏi tránh được. Tới cuối cùng, Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn chính là đám người ngộ chân cảnh đạt được chỗ tốt cực lớn từ hắn, hiện tại chính là đám người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai đều cắn răng chịu đựng. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do Viêm Hỏa cắn răng chịu đựng cho nên bọn họ cũng theo sau. Biểu hiện của mấy người khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút an ủi, về phần Kim Viên thì càng không cần phải nói. Suốt ngày mắng chửi, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nói tới đầu hàng. Trưởng môn, còn tiếp tục không? Ngoài mật thất, Thiên Xu hỏi Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng Thiên Xu hiện tại càng ngày càng rung động với vị trưởng môn trước mắt này. Đây là hành động có toan tính cả a. Phi Linh Môn gần đây như mặt trời ban trưa, một khi Phi Linh Môn bị diệt sẽ không có ai chú ý tới Phi Linh Môn. Phạm Sàm cũng tuyệt không ngờ tới sẽ có người ở sau lưng động tay động chân. Đồng thời còn có thể thừa cơ nhận ra những người không đáng tin trong Phi Linh Môn. Vừa vặn tẩy trừ Phi Linh Môn một hồi. Thiên Xu càng nghĩ, càng cảm thấy một chiêu này của trưởng môn quá tuyệt diệu. Dừng ở đây thôi, nhóm đầu tiên đầu hàng trực tiếp đánh chết. Đám người còn lại, cho dù không có ai là không muốn chết, thế nhưng về sau nhất định không được trọng dụng. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi nhìn Thiên Xu nói. Thiên Xu gật đầu, nói. Ta hiểu, ta sẽ đi sắp xếp người xử lý chuyện này. Lục Lâm Thiên nói. Còn nữa, số dược liệu mà ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi đã chuẩn bị hết chưa? Mấy ngày nay đều đang chuẩn bị, trưởng môn lúc nào cũng có thể chữa thương cho Thái A. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức đi tới mật thất. Lúc này trong mật thất còn có mấy đầu mục lớn nhỏ Phi Linh Môn bị cấm chế, nhìn thấy bộ dáng của Lục Lâm Thiên lúc này cũng không ai nhận ra, bọn họ còn tưởng rằng là người thất sát môn. Đừng! Nhưng Kim Viên đang hùng hùng hổ hổ lại lập tức nghẹn họng, há hốc mồm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đại hán khôi ngô, trên mặt có vết sẹo, tuổi chừng 40 nhìn qua hung thần sát ác này hắn nhận ra, đây chính là một trong những hóa thân của Lâm Thiên huynh đệ a. Chư vị, cực khổ rồi. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức hóa thành bộ dáng vốn có trước mặt mọi người. Nhìn thấy chuyện này, đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất đều há hốc mồm. Dường như lập tức hiểu ra, trong lòng kinh hỉ không thôi. Cuối cùng đám người Viêm Hỏa cũng biết được chuyện đại khái, cũng biết kỳ thật không phải là thất sát môn diệt Phi Linh Môn mà là thất sát môn đã sớm quy hàng Phi Linh Môn.
Lúc này trong lòng mọi người càng thêm rung động, thầm nghĩ. May mà mình không đầu hàng, bằng không hậu quả không cần phải nói. Lần này những người còn lại ở đây sợ rằng sau này mới chính thức được coi là hạch tâm của Phi Linh Môn. Trong một căn phòng nhỏ, sau khi biết được tất cả Viêm Hỏa kinh ngạc không thôi, hắn bỗng nhiên hiểu ra, nói. Khó trách ha, người Thất Sát Môn động thủ luôn né né tránh tránh, đánh kịch liệt thế nhưng chính thức tổn thương cũng không có bao nhiêu. Đệ tử vẫn lạc chính thức kỳ thực cũng không có mấy. Đánh kịch liệt thế nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, đệ tử vẫn lạc ta cũng đã hậu táng, xem như xin lỗi bọn họ. Thiên Xu khẽ than, tuy rằng hắn là người tâm ngoan thủ lạt, bất quá đối với người một nhà lại vô cùng để ý, điều này cũng khiến cho hắn được đệ tử Thất Sát Môn vô cùng ủng hộ, trung tâm. Lục Lâm Thiên cũng khẽ than, hắn đã cố gắng giảm thương vong của Phi Linh Môn tới mức thấp nhất. Một lát sau, Lục Lâm Thiên nhắn nhủ một ít chuyện với đám người Kim Viên, Viêm Hỏa rồi trực tiếp đi tới mật địa Thất Sát Môn bế quan. Có Âm Minh và Mạc Kình Thiên, Lục Lâm Thiên cũng không sợ Thất Sát có hành động gì. Cũng không phải nghi ngờ thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ. Sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả, Lục Lâm Thiên cùng với Thất Sát, Mạc Kình Thiên tới mật địa, Âm Minh Dạ Xoa và Thái A đều ở trong mật địa chờ. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên cẩn thận kiểm tra Thái A rồi nói với Âm Minh Dạ Xoa. Tiền bối, tuy rằng ta có thể thử toàn lực ra tay. Bất quá ta cũng phải nói rõ, Thái A là tiên thiên đoán linh tuyệt thể, có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích, cũng là do tiền bối dùng nhiều biện pháp. Ngừng một lát, vẻ mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng nói. Nhưng mà đây cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Những năm này vốn Thái A không thể tự mình tu luyện, thế nhưng dường như bị người ta cưỡng ép rót vào một lượng lớn nguyên lực và linh hồn vào thân thể. Còn phục dụng không ít đan dược và linh dược, thế cho nên trong cơ thể có một cỗ nguyên lực và linh hồn lực mênh mông rời rạc ở ngoài kinh mạch và không gian linh hồn. Chỉ cần đỡ upsilon.ng vào một chút sợ rằng sẽ ngọc đá cùng tan. Âm Minh Dạ Xoa nghe vậy, mắt nhìn Lục Lâm Thiên khẽ thở dài một cái rồi nói. Những thứ này đều do phụ thân Thái A lưu lại. Ta tới kiểm tra một chút. Nghe thấy Âm Minh Dạ Xoa và Lục Lâm Thiên nói, Mạc Kình Thiên không nhịn được mà bán tín bán nghi kiểm tra cho Thái A. Sau khi kiểm tra, hắn há hốc mồm, ngạc nhiên nói. Dương hồn tu la thật cường hãn, không ngờ lại có gan lớn như vậy. Đem nguyên lực toàn thân và linh hồn lực rót vào trên người nhi tử không thể tu luyện, quá kinh khủng. Ai, lúc trước phụ thân Thái A cũng không có cách nào. Nếu không phải như vậy Thái A vừa mới ra đời đã chết non, thừa nhận thống khổ chung quy so với chết còn tốt hơn. Những năm này Thái A cũng cố gắng chịu đựng. Âm Minh Dạ Xoa thở dài nói. Sau đó từ trong miệng Âm Minh Dạ Xoa, mọi người biết được mọi chuyện. Hóa ra Âm Minh Dạ Xoa và Dương Hồn Tu La vốn là một đôi phu thê, cũng là hai người độc lai độc vãng trong đạo phỉ thế giới. 30 năm trước, trong lúc vô tình hai người đạt được bảo tàng trong một động phủ, cuối cùng lại để lộ tin tức, khiến cho chúng cường giả đuổi giết không ngừng. Hai người khó địch lại mọi người, khi đó Âm Minh Dạ Xoa đã mang thai, cuối cùng hai người lại bị trọng thương, sau khi cửu tử nhất sinh mới trốn tới thị hoang thế giới. Những cường giả kia tiến vào trong thị hoang thế giới tìm kiếm thật lâu mới rời đi. Mà khi đó Âm Minh Dạ Xoa trên đường đã bị thương, bụng chúng mấy đạo công kích, bởi vậy mới khiến cho Thái A vừa mới sinh ra đã vô cùng yếu, gần như muốn chết non. Khi đó trên người Dương Hồn Tu La cũng có vô số vết thương, Dương Hồn Tu La còn nghiêm trọng hơn, giữ nhiều lành ít, sau khi hai người an toàn, Âm Minh Dạ Xoa lập tức sinh nở. Sau khi Âm Minh Dạ Xoa sinh Thái A ra lập tức ngất đi. Mà khi Âm Minh Dạ Xoa tỉnh lại mới phát hiện ra Dương Hồn Tu La đã đem nguyên lực toàn thân và linh hồn lực rót vào trên người Thái A vừa mới sinh ra, khiến cho Thái A vừa mới sinh ra đã chịu đau đớn giống như ở trong địa ngục. Thế nhưng mạng Thái A lớn, không ngờ lại có thể chống lại, cuối cùng cũng giữ lại được cái mạng, sống từ đó cho tới bây giờ. Nhưng mà từ đó về sau, trong thân thể Thái A có một cỗ nguyên lực và linh hồn lực cường hãn không thuộc về bản thân mình. Tăng thêm những năm này Âm Minh Dạ Xoa vì muốn kéo dài tính mạng cho hắn cho nên tìm người luyện chế tục mệnh đan, đồng thời còn dùng không ít đan dược và linh dược, tăng thêm năng lượng kinh người trong thân thể từ trước, cùng với ảnh hưởng của tiên thiên đoạn linh tuyệt thế, cho nên trở thành dị dạng, còn thường xuyên chịu đau đớn giống như tra tấn, vô cùng thê thảm. Nghe xong những chuyện này Thất Sát và Mạc Kình Thiên đều dùng ánh mắt giống như kỳ tích nhìn về phía Thái A.
Bọn họ thật không biết những năm qua Thái A sống như thế nào, nguy hiểm trong đó, thân là tu luyện giả bọn họ rõ ràng nhất. Thái A có thể sống sót đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Thái A nhìn Âm Minh Dạ Xoa rồi lập tức nhìn mọi người nói. Phụ thân ta mất, ta không thể chết, ta muốn sống cùng mẫu thân. Bằng không mẫu thân ta sẽ thương tâm, cho nên ta mới sống được tới bây giờ. Nhưng mà 30 năm này, bởi vì Thái A vừa mới sinh ra đã yếu đuối, trên phương diện khác có chỗ hơn người, giống như người mù mắt thì tai trên cơ bản đều thính hơn người khác. Mà người tai điếc thì mắt sẽ sáng hơn người bình thường. Thái A bị tiên thiên đoạn linh tuyệt thể, trên cơ bản không có cách nào tu luyện, thế nhưng dưới nguyên lực và linh hồn lực mênh mông do phụ thân lưu lại trong người, mới sinh ra đã có tu vi hậu thiên. Mà hứng thú của hắn lại đặt trên phương diện trận pháp, khôi lỗi, chiến hạm, đan dược. Trên phương diện trận pháp, Thái A có năng lực đã nhìn qua là không quên, còn có ánh mắt nhạy cảm vô cùng, còn có lực lĩnh ngộ kinh người. Bốn người Lục Lâm Thiên, Mạc Kình Thiên, Thiên Tuyền, Thiên Xu đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, ai cũng có sở tường riêng, sau khi biết được những chuyện này, mấy người lập tức hoài nghi về lời nói của Thái A. Vì vậy Mạc Kình Thiên lập tức hỏi không ít kiến thức về trận pháp với Thái A đối đáp trôi chảy, hai người trực tiếp khẩu chiến mấy trăm hiệp, Thái Hải liên tiếp phá ba trận pháp của Mạc Kình Thiên, cuối cùng tới trận thứ tư mới dừng lại. Chỉ là lại khiến cho Mạc Kình Thiên vô cùng kinh ngạc, ánh mắt rung động nhìn Thái A với con mắt khác, miệng nói. Tiểu tử này chính là thiên tài A, mới bao nhiêu tuổi A, không ngờ lại có tạo nghệ như vậy trên phương diện trận pháp. Mà hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền lại hỏi không ít chuyện về khôi lỗi và đan dược với Thái A, không có một chút ngoài ý muốn nào, Thái A đối đáp trôi chảy, giống như mình biết luyện chế vậy. Cuối cùng Lục Lâm Thiên nhìn không được hỏi không ít vấn đề về phương diện chiến hạm với Thái A, không ngờ ngay cả phương diện chiến hạm Thái A cũng có nghiên cứu, thậm chí còn biết không ít phương pháp luyện chế chiến hạm. Nói tới những vấn đề này dường như Thái A biến thành một người khác, nước miếng văng tung tóe, vẻ mặt hưng phấn. Người không biết hắn lại tưởng hắn là một danh sư luyện khí. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Thái A một lát, lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Tiền bối, chuyện của Thái A ta chỉ nắm chắc năm thành, người xem. Âm Minh Dạ Xoa ngắt lời Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Không cần nhiều lời, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Thái A cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đừng nói là năm thành cơ hội, coi như có mọt thành ta cũng muốn đánh bạc. Mặc kệ kết quả như thế nào ta đều cảm kích ngươi. Thái A, lần này rất có thể ngươi sẽ chết, còn phải chịu thống khổ cực lớn, bất quá ta sẽ dùng toàn lực, ngươi có sợ không? Lục Lâm Thiên quay người hỏi Thái A. Không sợ, những năm nay có gì mà Thái A ta chưa từng trải qua cơ chứ? Thái A nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, quay người nói với Mạc Kình Thiên. Kình Thiên huynh đệ, ta cần ngươi hỗ trợ. Nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A, ta đoán có lẽ không dưới ta, thậm chí còn mạnh hơn, chỉ có ngươi ra tay giúp đỡ thì ta mới có thể áp chế được. Hỗ trợ không thành vấn đề, thiên tài như Thái A, nếu như xảy ra chuyện quả thực vô cùng đáng tiếc. Ánh mắt Mạc Kình Thiên trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chỉ là nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A dường như vô cùng phiền phức, còn có tiên thiên đoạn linh tuyệt thể cũng không phải là dễ chữa. Ta còn chưa từng nghe nói qua chuyện này, thân thể Thái A bị ảnh hưởng, thậm chí kinh mạch toàn thân còn héo rút, huyết mạch không lưu thông. Quan trọng nhất là phương diện linh hồn, những vấn đề này đều rất nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, chuyện hoàn toàn không có nắm chắc Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không làm, hắn nói với Mạc Kình Thiên. Nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A ta có biện pháp giải quyết, kinh mạch héo rút, huyết mạch không thông ta cũng có biện pháp. Phương diện linh hồn khó khăn không nhỏ, tất cả chỉ có năm thành mà thôi. Vậy thì bắt đầu đi. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, dường như hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại nắm chắc năm thành. Chỉ là ngay lập tức hắn nhún nhún vai rồi vỗ bả vai Thái A, dường như cũng bắt đầu ưa thích Thái A, đồng thời nhìn Thái A với con mắt khác. Tất cả xin nhờ hai vị. Âm Minh Dạ Xoa thi lễ thật sâu với Lục Lâm Thiên và Mạc Kình Thiên. Một lát sau, trong cả mật địa của thất sát môn cũng chỉ có ba người Lục Lâm Thiên, Thái A, Mạc Kình Thiên. Ngoài mật địa, Âm Minh Dạ Xoa vô cùng lo lắng, lại có chút chờ mong hộ pháp ở bên ngoài. Kết quả cuối cùng như thế nào bản thân Âm Minh Dạ Xoa cũng không biết, hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua,
Trong nháy mắt tính từ thời điểm Phi Linh Môn và Thất Sát Môn sống mái với nhau đã được một tháng. Có tin tức truyền ra, sau khi Thất Sát Môn bắt được một đám thủ lĩnh Phi Linh Môn, không bao lâu đám người kia liền quy hàng, đại bộ phận địa bàn của Phi Linh Môn cũng rơi vào trong tay Thất Sát Môn. Sau khi có không ít cường giả Phi Linh Môn quy hàng, thực lực của Thất Sát Môn cũng tăng lên nhiều. Bởi vậy không ít thế lực nhị lưu đang dục dịch muốn kiếm chén cơm chung quanh lập tức im lặng, không dám có hành động gì khác. Chỉ là dưới mê hoặc như vậy, cũng có một ít thế lực nhị lưu chiếm cứ một ít địa bàn nhỏ, nhìn thấy Thất Sát Môn không nói gì thêm, bởi vậy càng ngày càng có không ít thế lực nhị lưu nhúng tay. Chẳng biết tại sao, dựa theo đạo lý mà nói, thực lực của Thất Sát Môn tăng lên nhiều, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác nào, giống như đồng ý với hành động của mấy thế lực nhị lưu chung quanh vậy. Thế nhưng mấy thế lực nhị lưu này cũng không dám làm quá mức, dù sao thực lực của Thất Sát Môn bọn họ hiểu rất rõ. Tăng thêm Phi Linh Môn quy hàng, thực lực của Thất Sát Môn trong các thế lực nhị lưu cơ hồ thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Tất cả các đầu lĩnh lớn nhỏ trong Phi Linh Môn cơ hồ đều quy hàng, đệ tử Phi Linh Môn đương nhiên cũng không có biện pháp nào khác. Các đầu mục trong Phi Linh Môn quy hàng, cả đám vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, giống như là một việc vui vậy, chuyện này khiến HCO không ít đệ tử Phi Linh Môn nghi hoặc không thôi. Thậm chí là Bạch Kinh Đường chạy thoát lúc trước không biết vì sao sau khi đám người Kim Viên quy hàng cũng trực tiếp dùng beng quy hàng, giống như là gặp việc vui lớn vậy. Khiến cho đệ tử Thất Sát Môn cực kỳ khách khí. Lại nói, hai sơn môn xác nhập, trong đó có một sơn mông quy hàng, một ít mâu thuẫn nhỏ đương nhiên không tránh khỏi, thế nhưng Thất Sát Môn và Phi Linh Môn lại không giống vậy, hai sơn môn này giống như vốn là một thể, rất nhanh chóng dung hợp với nhau. Trong Thất Sát Môn ngoại trừ Thất Sát ra không có ai biết chân tướng. Thất Sát cũng ra nghiêm lệnh nhất định phải khách khí với người Phi Linh Môn, mà đám người đầu lĩnh trong Phi Linh Môn đều biết chân tướng, đều là người một nhà, Thất Sát Môn chính là Phi Linh Môn cho nên đám người này cực kỳ khách khí với nhau. Về phần Hổ Sơn và Phong Vân Tam Bản ở trong Phi Linh Môn, ngay từ đầu người Thất Sát Môn đột nhiên đánh tới, đám người Hổ Sơn còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến. Ai ngờ người Thất Sát Môn lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ, chuyện này khiến cho đám người Hổ Sơn nghĩ mãi mà không ra. Biến cố của Phi Linh Môn và Thất Sát Môn xảy ra trong thị hoang thế giới, mà bên ngoài vô minh tiểu thiên thế giới trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. Bởi vì sau 2 năm Thải Vân Thương Hội không bán ra khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, giá cả của từng kiện khôi lỗi tọa giá, chiến hạm khi trước đã đội lên mấy lần. Lúc này Thải Vân Thương Hội lại đấu giá một lần nữa tạo thành tình cảnh tấp nập, giá cao chót vót, chỉ là vẫn cung không đủ cầu, đơn đặt hàng không ngừng. Những khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm này bởi vì Thải Vân Thương Hội đã đạt được thỏa thuận với không ít các thế lực cho nên mang tới cho Thải Vân Thương Hội một lượng lớn đơn đặt hàng các loại khác. Trong lúc nhất thời, Thải Vân Thương Hội ở trong vô minh tiểu thế giới đã mơ hồ có xu thế trở thành thương hội đứng đầu. Không ít khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm mà Thải Vân Thương Hội mang từ thị hoang thế giới ra đã bị tất cả các thế lực lớn tranh mua không còn, còn xa không đủ cầu. Giá tiền càng lúc càng lớn, nước lên thì thoe vân lên. Nghe nói ngay cả các thế lực lớn trong trung thiên tiểu thế giới cũng vì chuyện này mà bị kinh động. Ngoài mật địa Thất Sát Môn, Âm Minh Dạ Xoa nhìn chăm chú vào cửa vào, một tháng rưỡi trôi qua, Âm Minh Dạ Xoa vô cùng khẩn trương và mong chờ, thời gian càng dài nàng càng khẩn trương hơn. Trong khoảng thời gian này, bên người Âm Minh Dạ Xoa còn có một người khác mặc trang phục hở rốn, trang phục nóng bỏng khiến cho người ta phun máu mũi. Khuôn mặt thanh tú, thoát tục tựa như tiên tử khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn, người này chính là Ma Linh Yêu Nữ. Một tháng trước Ma Linh Yêu Nữ xuất quan, lập tức nhìn thấy đám người Hổ Sơn, biết được biến cố của Phi Linh Môn, Ma Linh Yêu Nữ thiếu chút nữa muốn động thủ với đám người Viêm Hỏa. Kim Viên và Viêm Hỏa vội vàng nói cho Ma Linh Yêu Nữ biết chân tướng. Sau khi Ma Linh Yêu Nữ biết được chuyện này lập tức đi tới Thất Sát Môn, sau khi tới Thất Sát Môn, lúc này Ma Linh Yêu Nữ mới tin tưởng hơn nửa. Chỉ là Lục Lâm Thiên và Mạc Kình Thiên hiện tại lại đang bế quan chữa thương cho Thái A. Ma Linh Yêu Nữ lo lắng muốn xông vào, thiếu chút nữa động thủ lần nữa với Âm Minh Dạ Xoa, cuối cùng dưới sự giải thích của Thất Sát và Âm Minh Dạ Xoa nàng mới không có xông vào mà chỉ ở bên ngoài chờ đợi.